thiên võ thành, luyện đan không ai so ra mà vượt ngươi, nhưng luận làm ăn. Lại không người hơn được ta, chỉ bằng cái này đan văn, nếu không phải sợ hù đến thiếu niên này, ta đều sẽ ra 10 lượng tử kim thu mua. Giống như dùng một điểm nhỏ tiền, liền có thể giao hảo một vị có thể trở thành. Đan vương đan thánh luyện đan sư, làm ăn này cũng quá có lời. Đúng rồi, hạt ra ra người tuyệt đối không nên phái người đi theo dõi, nếu không chọc giận vị kia thần bí luyện đan sư liền được không bù mất. Yên tâm đi, vị thiếu niên này rất nhanh lại sẽ lên môn. Hạc đại sư bừng tỉnh đại ngộ, vuốt vuốt hô dâu bạc trắng, chân thành khen, tiểu thư suy nghĩ nhanh nhẹn, ánh mắt lâu dài, lão phu bội phục. Đúng vậy a, à, lớn như vậy thiên võ thành mấy triệu người, làm ăn thật đúng là không ai sao ra mà vượt tiểu thư, nếu không cái này tụ chân các làm sao ngắn ngủi trong vòng 2 năm liền trở thành thiên võ thành đệ nhất đại thương hào đúng rồi. Tiểu thư tiếp quản hiệu buôn thời điểm mới 14 tuổi A à giống như tiếp tục để tiểu thư quản lý xuống dưới, cái này sợ là không cần 10 năm, tụ chân các sẽ trở thành chúng ta thần võ quốc đệ nhất đại thương hào. Cơ thính vũ cười khẽ lắc đầu, không cho đưa không, nàng ánh mắt xuyên thấu qua nhã các cửa sổ khe hở, nhìn về phía bầu trời phương xa, khe khẽ thở dài lầm bẩm nói, thần võ quốc đệ nhất đại thương hào có ý gì ta cơ thính vũ tương lai nhưng là muốn trở thành đế hậu nữ nhân, làm sao lại một mực bi cái này tràn ngập hơi tiền thương cổ chi sự. chương 13, bò trở về, tử kim, một hai tử kim, ta vậy mà kiếm lời một hai tử kim. Trở lại Giang ra Nam viện trong phòng luyện đan, Giang giật còn cảm giác đang nằm mơ, hắn thoáng cái vụng trộm lấy ra trong ngực tử sắc kim diệp tử coi trọng vài lần, tinh tế sở mấy cái, thoáng cái lại giấu vào trong ngực, cả người đều yên lặng tại vui sướng ở trong. Lúc này mới hai ngày thời gian, hắn lại kiếm lời một hai tử kim, trọng yếu nhất chính là vì kia cơ thính vũ tiểu thư còn nói, về sau có bao nhiêu đan dược nàng thu hết vậy hắn lại luyện ra 27 mai màu đen đan dược, chẳng phải có thể kiếm lấy 10 lượng tử kim, chuộc về lệnh bài sao. Nghĩ đến về sau luyện chế lượng lớn đan dược bán cho tụ chân các, đơn giản thu hoạch đại lượng tiền bạc, giang giật cả người đều run rẩy. Coi như hắn là cái tu luyện phế vật, hắn cũng có thể bằng vào cái này hắc sắc nguyên lực trở thành ông nhà giàu, giàu gì có thể cùng tiểu nô an nhàn sống cả một đời. Liễu trưởng lão cái này mấy ngày khẳng định sẽ còn tiếp tục thí nghiệm luyện đan, chỉ cần không rót vào hắc sắc nguyên lực, hắn tự vĩnh viễn luyện không ra địa giai đan dược, như vậy thì lại có rất nhiều rất nhiều phế đan. Đúng rồi, hắc sắc nguyên lực toàn bộ tiêu tán hao tổn xong, ta phải tranh thủ thời gian tinh luyện một chút, tùy thời dự bị. Còn có hôm qua nấu lại màu lam nguyên lực cũng tiêu hao nhiều lắm, đến bổ sung một chút. Giang giật áp chế nội tâm vui sướng, bài trừ tạp niệm xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tỉnh tỏa. Hắn chuẩn bị tu luyện một nửa canh giờ vô danh công pháp, lại chuyển tu giang thủy quyết khôi phục màu lam nguyên lực, chờ trời sắp tối rồi liền mang theo, dược thảo giản lục trở về trắng đêm vượt qua đọc, hắn có thể chỉ nhìn tại phòng luyện đan lâu dài làm tiếp. Liễu trưởng lão lời nhắn nhủ sự tình không dám thất lễ, nếu không ngày hôm qua Giang Tùng liền là kết cục của hắn. Vừa mới tu luyện một canh giờ, Giang giật lại đánh thức, hắn là bị một đạo rất nhỏ tiếng bước chân đánh thức. Cửa ra vào một thân ảnh ngó giáo giác chính hướng trong phòng luyện đan nhìn lén, nhìn thấy chỉ có Giang giật phía sau một người thở dài một hơi, gión rén đi đến. Giang Tùng hắn còn tới làm gì? Giang giật đứng lên nghênh đón tiếp lấy, kia Giang Tùng lại làm cái hư thanh động tác, lại gần hơi nghi hoặc một chút thấp giọng hỏi, Giang giật, ngươi làm sao tại phòng luyện dược trưởng lão có hay không ở bên trong. Chiếm nhân ra phòng luyện đan đệ tử vị trí, mặc dù cũng không phải là hắn cố ý, Giang giật vẫn còn có chút lúng túng cái bù thêm nói, liễu trưởng lão không tại, ân. Hôm qua người đi về sau, ta đang muốn đi theo rời đi, lại bị liễu trưởng lão gọi lại, để cho ta về sau lưu tại nơi này. Cái gì, Giang Tùng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong con người đều là sợ hãi cùng tức giận. Hôm qua hắn bị liễu trưởng lão quét một bàn tay, về đến trong nhà cùng phụ thân hắn nói chuyện, nhưng lại bị hung hăng đánh cho một trận, để hắn hôm nay lập tức tới cho liễu trưởng lão chịu nhận lỗi, đạt được liễu trưởng lão tha thứ, tốt tiếp tục lưu lại cái này phòng luyện dược làm việc. Giang Tùng cũng là chi thứ thiếu gia, thiên tư không được lại lười biếng chơi vui, mới là chú đỉnh cảnh nhị trọng. Phụ thân hắn cầu liễu trưởng lão đa lần mới đem hắn an bài vào đây, bản ý là muốn cho hắn học ta luyện đan thuật, ngày sau tốt mưu sinh. Giang Tùng hôm qua bị phụ thân hắn đánh cho một trận, khiển trách thật lâu, cũng có chút hối hận, chí ít. Ở chỗ này làm việc, hắn có thể thường xuyên làm ta đan dược ra ngoài bán lấy tiền. Sở dĩ hôm nay hắn suy đi nghĩ lại, quyết định mặt dạng mày dày đến bồi tội, coi như cho liễu trưởng lão quỳ xuống cũng muốn lưu lại. Không nghĩ tới thoáng qua một cái đến, lại nghe được dạng này một cái để hắn tuyệt vọng tin tức, cái này liễu trưởng lão đã để giang giật lưu lại, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Nghĩ đến về sau rốt cuộc không có có cơ hội làm đan dược, không có tiền tiêu vặt, nghĩ đến trở về phụ thân hắn nghe được tin tức này khẳng định hội nổi giận vô cùng, hắn không chết cũng sẽ lột ra, Giang Tùng cả người đều run rẩy lên, trong lúc nhất thời hoảng hốt khí nộ không biết nên như thế nào cho phải. Giang giật nhìn thấy Giang Tùng như thế, có chút áy náy chấn an nói, Giang Tùng, thật xin lỗi, ta cũng không phải cố ý. Không phải cố ý, Giang Tùng nhìn Giang giật một chút lập tức nổi giận, chỉ vào Giang giật cái mũi mắng, người rõ ràng là cố ý, đúng rồi. Hôm qua ta đi nhà xí trở về ngươi ngay ở chỗ này, nhất định là ngươi hướng Liễu trưởng lão cáo trạng, hắn mới có thể như thế nổi giận. Giang giật ngươi thật độc a, à, nghĩ không ra bình thường xem ngươi thành thật ba dao, lại là 10 phần âm hiểm tiểu nhân. Giang giật bó tay rồi, cái này Giang Tùng chính mình lười biếng, không bị Liễu trưởng lão chào đón, liên quan đến hắn cái răm ấy a. À. Cái này phòng luyện đan đệ tử vị trí coi như không phải hắn Giang giật trên đỉnh, cũng sẽ có người khác trên đỉnh, hắn cũng lười cùng cái này Giang Tùng cái cọ, quay người hướng bên trong đi đến, lạnh giọng nói ra, Giang Tùng Ngươi trở về đi, ta không muốn cùng ngươi tranh, giống như ngươi cho rằng là sau lưng ta âm người, ngươi chỉ bằng đi hình đường cáo ta. Tốt, tại cái này phòng luyện đan mới làm việc một ngày, ngươi cũng chứa vào. Giang Tùng tức giận đến toàn thân run rẩy, trên mặt cơ bắp đều bắt đầu vặn vẹo, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn, quát lớn nói, nhìn ta đem ngươi đánh cho tàn phế, Liễu trưởng lão còn thế nào dùng ngươi hừ hừ, đến lúc đó ta tại để cho ta phụ thân đến văn cầu Liễu trưởng lão, vị trí này vẫn là của ta nói, Giang tùng tủ mắt lộ hung quang, trong miệng hô to xích luyện hắc xa trường, song trưởng lòng bàn tay hiện ra một mảnh khiếp người màu đen, hung hăng chụp về phía giang giật phía sau lưng. Giang giật nghe nói phía sau tiếng gió đột nhiên quay đầu nhìn một cái, lập tức giận dữ. Năm đó hắn ngộ tính kinh người, tại giang gia địa vị tôn vinh, sở dĩ nhìn qua rất nhiều giang gia võ kỹ, giang tùng giờ phút này đánh tới võ kỹ hắn một chút liền có thể nhận ra. Xích luyện hắc xa trường, dùng xích luyện độc xà làm thuốc dẫn, tại hắc xa bên trong tôi luyện, luyện thành sau chúng chiêu người tâm mạch vướng víu như bên trong xích luyện kịch độc, nhục thể thối giữa như bị hạt sắt xuyên qua, là một môn có thể tốt thành nhân giai trung phẩm công pháp. Môn này trưởng pháp bởi vì 10 phần độc địa, bên trong trưởng người giống như chế trị liệu, nhẹ thì biến thành phế nhân nặng thì trí tử. Cho dù dễ dàng tốt thành, nhưng đại đa số tự cao tự đại con em đại gia tộc đều khinh thường đi tu luyện, mà cái này gian như gió vậy mà bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền sử xuất toàn lực, đây là muốn phế đi hắn hoặc là nghĩ trực tiếp muốn hắn mệnh hắc sắc nguyên lực giang giật trong nháy mắt triệu tập ra một tia hắc sắc nguyên lực hướng khóe mắt trái vận chuyển mà đi đối phó giang tùng loại này chú đỉnh giới nhị trọng ăn chơi thiếu gia hắn đều khinh thường triệu tập hắc sắc nguyên lực tăng phúc sức mạnh công kích đương nhiên hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết hắn lực lượng có thể bạo tăng sự tình so võ ký cái này giang tùng còn kém xa ông giang giật mắt trái rất nhanh hắc quang lóe lên trước mắt hắn thế giới lần nữa cải biến. Giang Tùng lúc đầu tốc độ coi như không tệ song trưởng, cũng biến thành chậm chạp. Triền thi thủ, hắn nhanh chóng quay người, không lùi mà tiến tới, hai chân hướng phía trước đi vòng quanh, thân thể lại đột nhiên ngửa ra sau, hai tay như hai cái rong biển hướng Giang Tùng hai tay quấn đi. Có cái này hát sắc nguyên lực phụ trợ, hắn có thể nhẹ nhõm đánh giá ra công kích của đối phương quý tích cùng tốc độ, từ đó sớm phán đoán, tránh né, đánh trả. Suy suy, Giang Tùng hai trưởng vừa mới đánh tới, Giang giật thân thể bởi vì đột nhiên ngửa ra sau, hắn hai bàn tay chỉ có thể đập rỗng. Mà khi hắn chuẩn bị biến chiều hướng phía dưới vỗ xuống lúc, Giang giật hai cánh tay đã như hai cái dòng biển quấn đi lên, nhẹ nhõm đem hắn hai cánh tay bắt lấy quấn lên. Hừ, Giang tùng giật mình lại cũng không bối rối, hắn thấy Giang giật chỉ có chú đỉnh cảnh nhất trọng, coi như võ kỹ lại xảo diệu thuần thục cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Hắn cảnh giới so Giang giật cao một trọng, tốc độ phản ứng, tốc độ công kích cùng lực lượng chênh lệch một đoạn, hắn làm sao lại thua hắn cười lạnh một tiếng cũng không đi quản hai tay, đùi phải trên đầu gối nguyên lực quán chú, đối giang giật hạ bộ đột nhiên đỉnh đi. Giang Tùng ý nghĩ trên lý luận không sai, không bằng hắn không biết giang giật giờ phút này mắt trái thị lực trở nên kinh khủng, nhất cử nhất động của hắn đều bị giang giật mắt nhìn bên trong. Hắn còn không có động giang giật đã sớm đánh giá ra công kích của hắn quý thích, lực lượng cùng tốc độ công kích mặc dù có khoảng cách, nhưng là tốc độ phản ứng nhanh hơn hắn rất nhiều. Xa tiên thối, Giang giật đùi phải thật sớm vang ra ngoài, như một đầu như độc xà hướng Giang Tùng đỉnh tới bắp chân bộ quét tới. Ba, 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 từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Giang giật đùi phải như độc xà phụ xương không ngừng quất vào Giang Tùng trên bàn chân. Giang Tùng nào ngờ tới Giang giật phản ứng nhanh như vậy không đợi tỉnh ngộ lại, bắp chân đã bị quất ba chân, một trận đau khổ kịch liệt truyền đến, hắn ám đạo không ổn vội vàng rút về đùi phải, chuẩn bị tạm thời trước tiên lui sau tránh né mũi nhọn lại phản công. Nhưng mà, hắn quên đi một điểm hai tay của hắn giờ phút này bị giang giật triền ti thủ cuốn lấy bước chân hắn vừa lui hai tay lại bị cuốn lấy thân thể trọng tâm tự nhiên là bất ổn thân thể nhoáng một cái kém chút ngã sắp xuống lần này tâm thần hoàn toàn luống cuống ba ba giang giật thần sắc lạnh lùng hai tay vẫn như cũ cuốn lấy giang tùng còn có chút dùng sức để hắn hoàn toàn không thể khống chế thân thể trọng tâm hai chân như điện hướng giang tùng đùi phải liên tục rút đi hơn nữa còn đơn độc đối bắp chân chỗ đuổi đánh tới cùng giang giác ba Tại Giang giật đá ra thứ sáu chân thời điểm, Giang Tùng đùi phải bắp chân rốt cục truyền đến một đạo tiếng xương vỡ vụn, Giang Tùng cũng đi theo hét thảm lên, cũng không còn cách nào trèo chống thân thể trọng tâm, thoáng cái té ngã trên đất, ôm đùi phải đau nhức gào giống. Giang giật lần này không có đánh chó mù đường, hắn sớm buông ra Giang Tùng hai tay, hờ hững nhìn xem hắn kêu thảm không ngớt, nội tâm không có một tia đồng tình chi tâm. Hôm nay nếu như không có hắn không có hắc sắc nguyên lực, giờ phút này ngã trên mặt đất gào thảm chính là hắn, thế giới này chính là như vậy tàn khốc, không có thực lực chỉ có bị người khi nhục. Giang Tùng đau nhức gào giống một hồi, trên trán đều là mồ hôi lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy vặn vẹo gian nan đứng lên, trong con người đều là kinh hãi vẻ mờ mịt, tựa hồ đến còn không dám tin tưởng, chính mình chú đỉnh cảnh nhị trọng thực lực, làm sao như thế nhẹ nhõm bị Giang giật cái này chú đỉnh cảnh nhất trọng phế vật làm cho bị thương. Không bằng hắn ngược lại là rất thông minh, biết rõ nơi đây không nên ở lâu, nếu không tổn thương sẽ càng thêm nghiêm trọng, hắn nhớ tới một cái chân hướng ra phía ngoài gian nan bỏ chạy, đi đến bên ngoài gặp Giang Giật không có đuổi theo, mới đầy mắt oán độc nghiến răng nghiến lợi nói ra, Giang Giật, người cũng dám làm tổn thương ta ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ làm cho hổ ca đánh chết ngươi, ngươi có gan một đời tử không ra Giang ra đại viện, t Ta đếm ba tiếng còn chưa cút, ngươi liền chuẩn bị. Dùng tay bò trở về đi, Giang Giật thân tử không động, lạnh lùng nhìn qua Giang Tùng nói một câu. Kết quả Giang Tùng biến sắc, giang giật còn chưa bắt đầu đếm xem tựu cuống quyết vịn vách tường nhún nhảy một cái bằng vào chân trái nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy chỉ là mười mấy hơi thở thời gian tự biến mất không thấy giang giật ngược lại là không có đi truy nói thế nào nơi này là giang gia đại việt nếu như bị hình đường biết rõ hắn cùng giang tùng hai người đều muốn trách phạt giang gia âm thầm dung túng đám tử đệ tranh đấu nhưng ngoài mặt vẫn là muốn duy trì thoáng cái tộc quy uy nghiêm các loại giang tùng hoàn toàn biến mất giang giật sắc mặt mới bình thản xuống trong con ngươi lại hiện lên một vệt sầu lo. Giang Tùng nói hổ ca, tự nhiên là gia tộc nhị đảng con em bên trong lão đại, Giang Như Hổ. Giang Như Hổ có phụ thân là nội vụ đường đại tổng quản Giang Vân Sa, còn có một người ca ca Giang Như Long ở gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong chiến lược xếp hạng thứ hai, gần như chỉ ở Giang gia đại thiếu gia Giang Hận Thủy phía dưới. Có phụ thân cùng ca ca bảo bọc, tăng thêm bản thân thực lực đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, Giang Như Hổ tự nhiên lẫn vào tiếng gió nước lên, Giang ra rất nhiều chi thứ thiếu ra cùng nhị đẳng con em, giống như Giang báo Giang tùng bọn người duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai ngày trước hắn mới đánh Giang báo, giờ phút này lại đánh Giang tùng, sợ là Giang như hổ biết rõ sau khẳng định hội hận đến Giang trực dương dương A. Giang như hổ, Giang giật đau cả đầu, đi qua vừa rồi việc này, nội tâm của hắn càng thêm khát vọng có được thực lực cường đại, dạng này mới sẽ không bị khi phụ, sẽ không bị lăng nhục. Lai động một cái đầu, Giang giật một lần nữa ngồi xếp bằng, âm thầm trầm ngâm, ừm. Trước tu luyện Giang Thủy Quyết, trong khoảng thời gian này cẩn thận chút, đừng bị Giang như hổ bọn người cắt. Các loại tích lũy đủ đầy đủ tiền bạc, ta lại đi ra bên ngoài mua sắm cao cấp đan dược, tu luyện nhanh hơn. Hừ hừ, chỉ cần ta có chú đỉnh cảnh nhị trọng phối hợp hắc sắc nguyên lực, Giang như hổ các người dám đến tìm phiền toái, nhìn ta không đem các ngươi từng cái đánh thành huyết đầu heo. Chương 14, ánh dạng đông, sắc trời còn sớm, Giang giật chuẩn bị tu luyện hai canh giờ Giang Thủy quyết bổ sung hạ màu lam nguyên lực, khôi phục nấu lại tiêu hao nguyên lực. Bản thân hắn tu luyện tự chậm, nấu lại hấp thu hắn quá nhiều nguyên lực, giống như chế bổ sung sợ là tiếp tục nửa tháng xuống dưới, hắn tích lũy nhiều năm như vậy nguyên lực đều sẽ tiêu hao hết. Cái này liễu trưởng lão cũng thật là, ta tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực, cũng không cho ta một hai cái cao cấp linh thần đan bổ sung hạ nguyên lực. Giang giật âm thầm phàn nàn, nghĩ lại nghĩ đến, giống như trên người mình còn có một viên cấp thấp nhất nguyên lực đan hắn không phải có hắc sắc nguyên lực sao hắn hoàn toàn có thể tăng phúc cái này nguyên lực đan dược hiệu A như thế chẳng phải có thể nhanh chóng tu luyện sao. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một cái lục sắc bình xứ nhỏ, đổ ra một viên lục sắc nguyên lực đan nuốt vào, lập tức ngồi xếp bằng nhập định. Cái này nguyên lực đan là cấp thấp nhất phụ trợ tu luyện đan dược, dược lực cùng hoàng tham đan không sai biệt lắm, tản ra tốc độ chậm như chậm như ốc sen. Giang giật đều tu luyện giang thủy quyết nửa canh giờ, Nguyên lực đan dược lực mới khuếch tán đến đan điền bên ngoài, đem đan điền toàn bộ bao phủ đi vào, bắt đầu tăng phúc đan điền tinh luyện nguyên lực tốc độ. Nhân thể tu luyện, dựa vào là vận chuyển kỳ diệu pháp môn tu luyện, hấp thu thiên địa bên trong linh khí tiến vào thân thể, lại hội tụ nhập trong đan điền chuyển hóa thành nguyên lực. Sở dĩ đan điền cùng kinh mạch mới đối võ giả trọng yếu như vậy, nhất là đan điền một khi phá hư, không có thánh phẩm đan dược gần như đều khó có khả năng chữa trị, lại cường đại võ giả đều chỉ có thể biến thành phế nhân nhân thể đan điền tựa như một cái lò luyện đan con, thiên địa linh khí tựa như dược thảo, có thể hay không nhanh chóng luyện chế ra đan dược, tự xem đan lô có đủ hay không tốt, luyện đan tay của người pháp cao không cao minh. Lò có tốt có xấu, nhân thể tư chất cũng vàng thao lẫn lộn, đan điền tinh luyện nguyên lực tốc độ tự nhiên có chậm có nhanh. Luyện đan sư thủ pháp có yếu có mạnh, võ giả tu luyện công pháp cũng có cao cấp cùng cấp thấp phân chia, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng có khác biệt, đây cũng là thiên tinh đại lục đem võ giả đệ nhất cảnh mệnh danh là chú đỉnh cảnh nguyên nhân. Trong đó đỉnh trọng yếu nhất, không có một cái nào tốt đan điền, võ giả thiên tư có hạn, đời này có thể lấy được thành tựu tự nhiên là có hạn. Giang giật đan điền ai cũng không biết là tốt là xấu. Bởi vì hắn đan điền bị phong ấn, hắn tốc độ tu luyện một mực chậm như ốc sen. Mặc dù hắn có hắc sắc nguyên lực sử dụng đan dược phụ trợ tu luyện, có thể trong khoảng thời gian ngắn để tu luyện tăng tốc, nhưng càng tu luyện tới đằng sau cảnh giới cần nguyên lực càng ngày càng nhiều, trừ phi mỗi ngày không có việc gì đem thánh phẩm đan dược làm kẹo gặp, nếu không giang giật đời này chú định thành tựu có hạn. Đến cùng là ai phong ấn của ta đan điền cái này phong ấn nên như thế nào phá giải? Nghĩ đến phong ấn giang giật tựu một trận nghiến giang nghiến lợi, dựa theo đại trưởng lão đoán chừng, giang giật thiên tư không nói nhưng so sánh thần võ quốc đỉnh cấp thiên tài, chỉ ít so giang gia đệ nhất thiên tài giang hận thủy còn phải mạnh hơn một tia. Mặc dù không biết đại trưởng lão vì sao đối với hắn tin tưởng như vậy, nhưng giang giật mỗi lần nghĩ tới đây, đều sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Ừm, dược lực đã vần quanh đan điền, được nhanh điểm dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc dược lực, nếu không điểm ấy dược lực rất nhanh liền tiêu tán. Nội thị đến đan điền bên ngoài bị nhàn nhạt dược lực màu xanh lục vần quanh, giang giật thu hồi suy nghĩ, vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực ra đan điền, thông qua kinh mạch hướng đan điền bên ngoài dược lực màu xanh lục lưu chuyển mà đi. Phong ấn, hắc sắc nguyên lực vừa mới đến đan điền bên ngoài, giang giật tâm thần tự bị đan điền bên ngoài một cái màu đỏ long hình phong ấn hấp dẫn. Nếu như nói đan điền tựa như một cái hạch đào, giờ phút này cái hạch đào vỏ ngoài tự bị điêu khắc lên một đầu hỏa long hình phù điêu. Này hỏa long hình phù điêu dị thường sinh động, sinh động như thật, tựa như một đầu sống hỏa long leo lên tại hắn trên đan điền, toàn bộ long hình phong ấn đều bởi hỏa hồng sắc nhỏ bé phù văn tạo thành, đại trưởng lão nghiên cứu thật lâu đều không thể nào phá giải, chớ nói chi là giang giật thấy bên trong một trận, Giang giật sợ nguyên lực đan dược lực tản ra quá nhiều, vội vàng không dám nhìn nhiều, để hắc sắc nguyên lực dung hợp dược lực màu xanh lục bao khỏa toàn bộ đan điền, sau đó thu hồi tâm thần, một lòng một ý vận chuyển Giang thủy quyết tinh luyện nguyên lực. Quả nhiên hữu hiệu, không ra Giang giật ngoài ý liệu, hắc sắc nguyên lực dung hợp nguyên lực đan dược lực về sau, hắn tinh luyện Giang thủy quyết tốc độ quả nhiên nhanh mấy lần. Cảm thụ cái này trong đan điền màu lam nguyên lực không ngừng nhanh chóng sinh ra, Giang giật âm thầm kích động lên giống như hắn có lượng lớn đan dược, dựa vào hắc sắc nguyên lực tăng phúc, cho dù có quỷ này phong ấn, hắn vẫn như cũ có thể nhanh chóng tu luyện. Mặc dù hắn tương lai thành tựu vẫn là có hạn, nhưng ít nhất tu luyện tới chú đỉnh cảnh tứ ngũ trọng gì gì đó không phải việc khó. Đáng tiếc, hắc sắc nguyên lực tiêu hao quá nhanh, chỉ là trong chốc lát, giang giật còn lại hai tia hắc sắc nguyên lực tổ tiêu hao sạch sẽ, tốc độ tu luyện thoáng cái chậm lại. Tu luyện một hồi, giang giật cảm thấy quá chậm quá chậm dứt khoát ngừng hạ giang thủy quyết, chuyển luyện vô danh quyết chuẩn bị thừa dịp dược lực vẫn chưa hoàn toàn tan giá, lần nữa tăng tốc tu luyện một phen hắn vừa rồi mặc dù vẻn vẹn tăng tốc độ một lát nhưng để luyện ra màu lam nguyên lực thế nhưng là có thể so sánh dĩ vãng tu luyện hai canh giờ nhưng mà tại hắn hao tốn hơn nửa canh giờ để luyện ra hai tia hắc sắc nguyên lực chuẩn bị đi tăng phúc dược lực lúc lại phát hiện bao phủ tại đan điền bên ngoài dược lực màu xanh lục đã tiêu hao sạch sẽ cái này nguyên lực đan dược lực cũng quá yếu đi a à a à. giang giật bó tay rồi đang chuẩn bị đem hắc sắc nguyên lực rút về tới thời điểm, lại phát hiện một tia không đúng. Mà chờ hắn cẩn thận thấy bên trong sau một lát, lại toàn bộ thân thể đột nhiên run lên, con mắt đột nhiên mở ra, một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Không có khả năng, cái này, làm sao có thể, hắn không dám tin thì thào một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại thấy bên trong một lần lại một lần, thân thể của hắn run rẩy càng ngày càng lợi hại, nước mắt bắt đầu vô thanh vô tức theo hắn khóe mắt chảy xuống, lướt qua hắn gương mặt thanh thú, làm ướt siêm y của hắn nam nhi không dễ rơi lệ giang giật từ nhỏ đến lớn rất ít rơi lệ ngoại trừ đại trưởng lão mất tích đêm hôm đó hắn khóc ngoại trừ khi còn bé giang tiểu nô bị người đánh hắn khóc bề ngoài coi như hắn bị đánh đến thổ huyết bị đánh gãy xương cốt bị đánh đến mình đầy thương tích thậm chí ngất đi hắn đều không có rơi lệ nhưng giờ phút này nước mắt lại như vỡ đê nước sông một phát không thể thu mẫu thân ông nội nuôi hài nhi hài nhi phong ấn rốt cục có hy vọng phá vỡ hắn mở to mắt nhẹ giọng thì thào một tiếng mặt mũi tràn đầy đều là cuồng hỉ cùng cô đơn mừng như điên là hắn vừa rồi nội thị đan điền bên ngoài phong ấn lúc phát hiện kia long hình phong ấn phù văn lại thiếu một mai đối với cái này phong ấn hắn là quen thuộc đến không thể quen đi nữa từ khi đạt tới chú đỉnh cảnh nhất trọng có thể nội thị về sau hắn ít nhất thấy bên trong cái này long hình phong ấn mấy vạn lần hắn rõ ràng nhớ rõ cái này long hình phong ấn hết thảy bởi một vạn lẻ tám ngàn viên phù văn tạo thành mà giờ khác này thiếu một mai hắn cô đơn chính là như thế thời khắc mẹ ruột của hắn lại không thể nhìn thấy, đại trưởng lão cũng sinh tử chưa biết, giống như có thể tận mắt thấy hắn phong ấn có hy vọng giải khai thật là có bao nhiêu tốt. Cái này long hình phong ấn dị thường cổ quái, đại trưởng lão lúc ấy đã đạt đến tử phủ cảnh bắt trọng, như thế thực lực cường đại dòng dã nghiên cứu hai năm lại vô kế khả thi. Nghĩ đến rất nhiều biện pháp, phong ấn không có một tia buông lỏng cùng biến ảo, giờ phút này lại rõ ràng thiếu một mai phù văn. Điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn rất có thể triệt để phá giải cái này phong ấn A hắc sắc nguyên lực, nhất định là hắc sắc nguyên lực. Giang giật trăm phần trăm xác định, tạo thành cái này phong ấn biến ảo nguyên nhân tuyệt đối là hắc sắc nguyên lực. Cái này nguyên lực đan hắn trước kia từng nuốt rất nhiều, nhưng chưa bao giờ xuất hiện dạng này dị biến. Giải thích duy nhất cái kia chính là hắc sắc nguyên lực có thể làm cho phong ấn phù văn biến thiếu, có thể giúp hắn phá giải phong ấn. Hắn mãnh liệt ức chế nội tâm kích động, vận chuyển kia tia đan điền bên ngoài hắc sắc nguyên lực vờn quanh tại long hình phong ấn bên trên, để hắn mừng như điên không thể tự kiềm chế chính là hắc sắc nguyên lực bắt đầu chậm rãi biến mất tại long hình phong ấn bên trên một viên phù văn cũng chậm rãi tan rã cuối cùng tại hắc sắc nguyên lực hoàn toàn tiêu hao về sau phù văn lần nữa thiếu một mai lại đến trong đan điền còn có một tia vừa mới để luyện ra hắc sắc nguyên lực giang giật lập tức triệu tập tới tiếp tục bắt đầu xung kích phong ấn kết quả hắn lại thành công để phong ấn bên trên một viên phù văn tan rã ha 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 trời xanh có mắt a lão thiên gia người rốt cục mở ra một lần mắt hắn mở to mắt cười ha hả cười cười lại bắt đầu rơi lệ cả người như kẻ điên hoàn toàn không thể tự kiềm chế nhiều năm kiềm chế nhiều năm buồn khổ tại thời khắc này tựa hồ hoàn toàn phát tiết ra trọn vẹn nửa nén hương thời gian giang giật mới bình tĩnh trở lại hắn lau lau rồi khóe mắt vệt nước mắt thật dài phun ra hai cái hắn lại nhập định cẩn thận nội thị đan điền bên ngoài phong ấn xác định kia long hình phong ấn bên trên phù văn hoàn toàn chính xác thiếu đi ba cái về sau hắn triệt để trầm tĩnh lại. Tu luyện, tu luyện, ta phải không ngừng luyện được hắc sắc nguyên lực, đem cái này phong ấn hoàn toàn phá vỡ. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Giang giật lại hoàn toàn quên đi thời gian, hết sức chăm chú bắt đầu tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Giờ phút này hắn hận không thể trực tiếp tu luyện ra một vạn tám ngàn tia hắc sắc nguyên lực, đem quỷ này phong ấn toàn bộ phá vỡ, nhìn nhìn lại tốc độ tu luyện của hắn phải chăng như trước kia như vậy phế vật. Tốc độ tu luyện, nghĩ tới đây, Giang giật sướng sờ, tự động dừng lại vô danh quyết vận chuyển lên giang thủy quyết, hắn nghĩ chứng thực một sự kiện, cái này phong ấn đã bắt đầu chậm rãi phá giải, như vậy tốc độ tu luyện của hắn phải chăng có thể có chỗ tăng phúc. Chỉ là một lát, giang giật thân thể lần nữa chấn động, con mắt đột nhiên mở ra, lần này hắn không có rơi lệ mà là đứng lên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tiếng thét dài to sục sôi, bên trong đều là khoái ý cùng hưng phấn. Phong ấn vẻn vẹn vẻn vừa mới bắt đầu phá giải, Giang Thủy Quyết tốc độ tu luyện lại tăng lên gấp 2, cứ việc vẫn là rất chậm rất chậm, nhưng hắn đã thấy một tia ánh dạng đông, một đạo hy vọng chim môn. chương 15, Giang Hận Thủy, thiếu ra, người ở đâu? Một đạo lo lắng tiếng hô, để trong tu luyện Giang giật giật mình tỉnh lại, hắn đưa mắt nhìn một cái, phát hiện bốn phía một mảnh sơn hắc thiên đã tối hẳn. Hắn vỗ đầu một cái, âm thầm trách cứ chính mình một lòng tu luyện vậy mà quên thời gian, vội vàng đem phòng luyện đan cửa lớn vừa đóng, hướng thanh âm đầu nguồn bước nhanh tới. Tiểu nô, ta tại đây, Đêm tối lờ mờ sắc bên trong, Giang giật nhìn thấy một đạo thân ảnh gầy yếu tại phía trước mờ mịt tìm kiếm la lên, trong lòng nhất thời đều là ái náy cùng đau lòng, dưới chân nguyên lực vận chuyển hướng Giang Tiểu Nô chạy như điên. Giang Tiểu Nô mặc một thân thước màu trắng rộng lớn thị nữ bào, đưa nàng thân thể tôn lên càng thêm suy nhược, nghe được Giang giật thanh âm, nhìn thấy một thân ảnh tiêu xạ mà đến, lập tức mừng lớn nói thiếu ra, nhưng làm ngươi cho tìm được, lo lắng chết ta rồi. Lo lắng cái gì nha đầu ngốc, thiếu ra là tu luyện quên đi thời gian, Giang giật bay vụt mà đến, lôi kéo Giang Tiểu Nô tay mặt mũi tràn đầy đều là hổ thẹt, lập tức nhớ tới cái gì, nhếch miệng cười một tiếng, Tiểu Nô, đi trở về ra, ta cho ngươi xem đồ tốt, còn có một cái thiên đại hảo sự nói cho ngươi. Tốt, Tiểu Nô đối với Giang giật chưa từng hoài nghi, lập tức cười ngây ngô không ngừng, đi theo Giang giật bước nhanh hướng bản thân Tiểu Viện đi đến. Thiếu ra, đây quả thật là tử kim sao ta không phải đang nằm mơ chứ còn có. Thiếu ra ngươi phong ấn thật có thể phá vỡ sao. Tây viện một cái rách nát trong sân nhỏ, Giang giật từng ngụm từng ngụm bới cơm, Giang tiểu nô lại ngồi xổm bên cạnh mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, cầm trong tay một mảnh sáng lấp lánh từ sắc kim diệp tử, cảm giác hết thảy đều là như vậy không chân thật. Giang giật bới xong cuối cùng một miếng cơm, thoải mái ở một cái, quay người nhéo nhéo Giang tiểu nô cái mũi cười nói, nhà đầu ngốc, về sau chúng ta lại có càng nhiều tử kim, chờ thiếu ra thực lực cường đại, sẽ không bao giờ lại có người khi dễ chúng ta. Ừm, um, thiếu ra lợi hại nhất, thiếu ra cố lên, Giang tiểu nô tỉnh ngộ lại, ngòn ngọt cười, đầy mắt đều là sùng bái, nàng dừng một chút đem tử kim trả lại Giang giật nói, thiếu ra, cái này tử kim ngươi thu đi, ta cầm sợ là đi ngủ đều ngủ không đến, đúng rồi. Thiếu ra ngươi phong ấn là thế nào phá vỡ, những này ngươi chớ để ý, còn có những sự tình này đừng tìm ngoại nhân nói, ngươi liền đợi đến qua ngày tốt lành đi. Giang giật thu hồi tử kim cũng không nhiều giải thích, Giang tiểu nô không hiểu tu luyện những sự tình này cùng nàng nói cũng không hiểu, sờ lên cười ngây ngô càng không ngừng giang tiểu nô đầu, đứng dậy phòng nghỉ trong phòng đi đến, trực tiếp ngồi xếp bằng nhập định. Hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều tu luyện, hận không thể trong vòng một ngày liền đem cái kia phong ấn mở ra, xem hắn tốc độ tu luyện phải chăng có thể như đại trưởng lão đoán chừng, so đại thiếu gia giang hận thủy nhanh hơn không nói so giang hận thủy nhanh, coi như chậm hơn hắn bên trên một tia, giang giật cũng có lòng tin bằng vào hắc sắc nguyên lực, để cho mình thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hừ hừ, ba tháng, chỉ cần cho ta ba tháng thời gian, ta nhất định khiến toàn bộ Giang ra lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, ông nội nuôi không nhìn thấy. Giang giật thật dài thở dài, không nghĩ nhiều nữa, hết sức chăm chú bắt đầu vận chuyển vô danh quyết tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Lúc nửa đêm, chờ hắn tinh luyện đầy 10 tia hắc sắc nguyên lực lập tức vận chuyển đi đan điền bên ngoài, nhẹ nhõm tan giã 10 cái long hình phong ấn bên trên màu đỏ phù văn. Để hắn vui mừng chính là, theo phù văn không ngừng biến mất, hắn tu luyện giang thủy quyết tốc độ lần nữa tăng nhanh, đạt đến ban đầu gấp 3. Hắn một đêm không ngủ, trời vừa sáng vội vàng ăn hai cái bánh mô tự hướng phòng luyện đan chạy tới. Hôm qua hắn quên xem, dược thảo giản lục vạn nhất hôm nay liễu trưởng lão muốn luyện những đan dược khác, cần khác dược thảo, hắn lấy thuốc thảo tốc độ vẫn là như thế chi chậm, khẳng định sẽ bị gian dậy. Cứ việc một đêm không ngủ, nhưng giang giật vẫn là tinh thần sáng láng, hao tốn nửa canh giờ hắn đem chọn bản, dược thảo giản lục tất cả đều cõng xuống tới, còn đối bên trong chân dung, đem hiệu thuốc bên trong thảo dược đều phân biệt một lần. Nga, bên trên ba sao, liễu trưởng lão nhưng không có xuất hiện, giang giật cũng mặc kệ, một người lại hưng phấn bắt đầu tinh luyện hắc sắc nguyên lực, phá giải phong ấn bên trên phù văn. Kết quả trọn vẹn cả ngày, liễu trưởng lão vẫn không có xuất hiện. Giang giật buồn bực, theo lý liễu trưởng lão hẳn là sẽ tiếp tục thí nghiệm A, làm sao một ngày đều không có xuất hiện bất quá liễu trưởng lão không tại, giang giật mừng rỡ thanh nhàn, tu luyện cả ngày phong ấn bên trên phù văn lại phá giải 20 mai, Giang Thủy quyết tốc độ tu luyện tiếp tục tăng lên. Ngày thứ hai, Giang Giật vẫn là một người tu luyện dòng dã một ngày, liễu trưởng lão vẫn là không thấy bóng dáng, Giang Giật trong lòng có loại nhàn nhạt dự cảm bất tường, không bằng hắn cũng không dám một mình tìm đi liễu trưởng lão ở viện tử tìm hắn, chỉ có thể buồn buồn về đến trong nhà. Liễu trưởng lão không luyện đan, hắn nhưng là không còn phế đan, cũng sẽ không thể luyện chế đan dược bán lấy tiền, bằng chính hắn muốn luyện chế đan dược, vậy căn bản là không thể nào sự tình. Ngày thứ ba, liễu trưởng lão không có xuất hiện, trong phòng luyện đan lại nghênh đón hai vị đặc thù khách nhân. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khuôn mặt như đao gọt, lưng như kiếm, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, đây là một cái có thể làm cho sở hữu hoa si thiếu nữ thét lên mỹ thiếu niên. Giang hận thủy, Giang giật một chút khóa chặt đi ở trước nhất thiếu niên mặc áo gấm, trong con ngươi lộ ra một vòng ảm đạm. Người này năm đó giống như hắn là lên trời sủng ái hai tử là giang gia thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Mười năm trôi qua, người này vẫn như cũ là giang gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, còn trở thành danh chấn thiên võ thành thiên tài thiếu niên, có thụ chú mục, mà hắn lại luân lạc tới cái này phòng luyện đan làm việc vặt. Tuổi trẻ khôi ngô công tử cảm nhận được giang giật ánh mắt phức tạp, tại giang giật trên mặt quét hai lần, hắn có chút trần chờ mà hỏi, ngươi là. Giang giật, giang giật đắng chát cười một tiếng, nhớ tới thuở thiếu thời, hai người cùng một chỗ học tập võ kỹ tình cảnh, khi đó Giang Hận Thủy luôn luôn đối với hắn không phục, thường xuyên cùng một chỗ tỉ thí, hai người quan hệ coi như không tệ. Bất quá về sau bởi vì Giang giật bị cha ra đan điền bị phong ấn, tăng thêm đại trưởng lão mất tích, hai người mới càng ngày càng xa lánh, về khoảng cách lần gặp gỡ đều có hai 3 năm, Giang Hận Thủy trong lúc nhất thời không nhận ra hắn cũng bình thường. Dĩ vãng hắn gặp được Giang Hận Thủy đều sẽ xa xa né tránh, tránh cho xấu hổ, giờ phút này đã gặp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, Hận Thủy, đã lâu không gặp. Hừ, một đạo phá hư bầu không khí tiếng hừ lạnh vang lên tiếp lấy một cái để giang giật rất khó chịu thanh âm truyền đến giang giật người thì tính là cái gì đại thiếu gia danh tự cũng là người có thể gọi gặp được đại thiếu gia ngươi không hành lễ thì thôi còn dám gọi thẳng tên người có tư cách này sao phế vật giang giật ánh mắt ngay từ đầu tự bị giang hận thủy hấp dẫn sở dĩ cũng không có chú ý đi theo phía sau hắn người giờ phút này nghe được thanh âm lại không cần nhìn đều biết đằng sau đi theo người là ai giang như hổ đầu óc hắn nhất chuyển nội tâm đã đoán được mấy phần đoán chừng cái này mấy ngày hắn không có ra giang ra đại việt sở dĩ giang như hổ không có cách nào đoạn hắn lúc này mới giật dây giang hận thủy đến phòng luyện đan có giang hận thủy tại hắn coi như động thủ hình đường cũng sẽ cho giang hận thủy mặt mũi xem như không biết đã đoán được giang như hổ tính toán giang giật sao có thể để hắn đạt được mấy ngày nay hắn mặc dù một mực tại tu luyện nhưng phần lớn thời gian đều tại tinh luyện hắc sắc nguyên lực tan giã phong ấn bên trên phủ văn cũng không có quá nhiều đi tu luyện giang thủy quyết thực lực còn dừng ở chú đỉnh cảnh nhất trọng, giờ phút này cùng Giang như hổ đối đầu, vậy khẳng định chỉ có bị đòn phân. Ai, hắn nhìn thấy Giang hận thủy mặc dù sắc mặt có chút biến ảo thoáng cái, nhưng không có lên tiếng ngăn cản, chứ nói chi là khiển trách, nội tâm càng thêm ảm đạm. Nguyên bản hài đồng lúc cùng Giang hận thủy kết xuống một tia tình nghĩa cũng tan thành mây khói, hắn tự giễu cười cười, không người chắp tay nói, Giang giật bái kiến đại thiếu gia. A, à, Giang hận thủy không nghĩ tới Giang giật thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy có chút không thích ứng, bất quá nhìn thoáng qua phía sau Giang như hổ hắn cũng không nói cái gì, khoát tay áo nói, Giang giật, người tại phòng luyện đan làm việc kia cho ta cầm 100 mai linh thần đan đi, ta gần nhất muốn đi trong võ điện bế quan, xung kích thoáng cái chú đỉnh cảnh đệ cửu trọng. Võ điện chú đỉnh cảnh cửu trọng, Giang giật lần nữa đắng chát cười một tiếng, Giang hận thủy quả nhiên không hổ là thiên tri kiêu tử, bế cái quan đều muốn đi võ điện chỉ so với hắn năm thứ ba đại học tháng, lại muốn xung kích chú đỉnh cảnh cửu trọng. Bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới chú đỉnh cảnh bát trọng thiên tài, toàn bộ thiên võ thành không cao hơn 5 người A. À. Võ Điện cũng không phải gian ra võ đường, kia là thiên võ thành bên trong một cái rất thần bí địa phương, nghe nói ở bên trong ngồi xuống bế quan tu luyện tốc độ có thể nhanh lên gấp 2, mà lại bên trong còn có phòng trọng lực, phòng luyện công, chuyên nghiệp bồi luyện loại hình, là võ giả tu luyện thiên đường. Giang giật rất sớm đã nghe nói qua cái này võ điện, lại chỉ có thể xa xa nhìn một chút, bởi vì muốn tiến vào võ điện tu luyện, nhập môn phí tổn đều cần một hai từ kim còn đứng ngây đó làm gì làm trễ nải đại thiếu ra đi võ điện tu luyện người phế vật này gánh được trách nhiệm giang giật sửng sốt một chút phía sau giang như hổ lại lần nữa la ầm lên hôm nay hắn đi theo giang hận thủy đến đây vốn là muốn tìm cơ hội thu thập giang giật một trận vừa rồi giang giật sợ để hắn không có cách nào bão nổi giờ phút này tự nhiên nghĩ lại một lần nữa chọc giận giang giật giang giật cười nhạt một tiếng nhàn nhạt lườm giang như hổ một chút nhìn xem cái kia tấm mập vì mặt béo nội tâm một trận chán ghét hắn ảo ảo cười nói liễu trưởng lão hai ngày trước bàn giao bất kỳ người nào tới lấy đan dược cũng không cho giang như hổ ngươi muốn cầm đan dược chính mình lấy đi ta cũng không dám giúp các ngươi cầm nhiên kỳ cùng giang giật không sai biệt lắm hình thể lại so giang giật béo hơn mấy giới giang như hổ khẽ giật mình sắc mặt lúng túng hắn biết rõ liễu trưởng lão tính khí nếu là hắn dám tự mình đi lấy đan dược liễu trưởng lão bão nổi phụ thân hắn đều chịu không được Giang hận thủy nhìn lướt qua Giang như hổ, lạnh nhạt nói ra, ta đi lấy đi, Giang giật, người quay đầu cùng liễu trưởng lão xin lỗi một tiếng, ta vội vàng đi võ điện. Nói xong, Giang hận thủy trực tiếp đi vào đan phòng lấy mấy đại bình đan dược liền rời đi phòng luyện đan, đi ra đan phòng sau lại cũng không có xem Giang giật một chút, chứ nói chi là tạm biệt, tựa như hai cái người dưng. Giang như hổ mặt mũi tràn đầy giữ tợn mặt lại bu lại, hạ giọng cười lạnh nói, hừ, Giang giật, Người có gan cả một đời vĩnh viễn tại cái này phòng luyện đan làm rùa đen rút đầu, người dám ra giang ra đại viện, ta cam đoan để ngươi bỏ trở về. Giang giật cười nhạt một tiếng, hơi hợt trả lời một câu, sau 10 ngày, buổi trưa ba khắc, ta xảy ra giang ra tây môn, kia phụ cận có một đầu hẻm nhỏ, ta tại loại kia lấy ngươi, hy vọng ngươi chờ tới trễ. Ây, nhìn qua mặt mũi tràn đầy thong rong, thản nhiên quay người hướng bên trong đan phòng đi đến giang giật, giang như hổ đầy mắt mê mang. Đây là lấy trước kia cái thường xuyên bị bọn hắn đánh cho cùng cầu đồng dạng phế vật sao làm sao vừa rồi trong nháy mắt đó cho hắn cảm giác, giang giật khí độ so với giang hận thủy còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Ảo giác, nhất định là ảo giác, phế vật này nhất định là đang giả vờ họng làm bộ. Giang như hổ rất nhanh liền cười lạnh, đối đàn phòng hét lớn một tiếng tốt, một lời đã định, sau 10 ngày, ai không đi ai là tôn tử. Nói xong vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi, đuổi theo đã đi rất xa giang hận thủy mà đi. 10 ngày các loại giang như hổ sau khi đi, giang giật theo bên trong đan phòng đi tới, sắc mặt hắn rất là lạnh nhạt, trong con người đều là tự tin. Thời gian 10 ngày hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhóm tu luyện tới chú đỉnh cảnh nhị trọng, đến lúc đó giang như hổ dám đến, ai bỏ lại giang ra đại viện còn chưa nhất định đâu. Kiểm lại một lần bên trong đan phòng đan dược, xác định giang hận thủy chỉ lấy 100 mai linh thần đan, giang giật không có việc gì tiếp tục bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, chỉ là sau nửa canh giờ, hắn tu luyện lại bị cắt ngang, Giang gia trong đại viện vang lên một trận trầm muộn tiếng chuông, đúng là gia tộc đại nhân vật qua đời mới có thể vang lên chuông tang. Rất nhanh một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ Giang gia đại viện, gia tộc người đại trưởng lão một trong, Giang gia duy nhất luyện đan sư Liễu trưởng lão, ngay tại vừa rồi không biết nguyên nhân gì đột nhiên đột tử tại bản thân trong sân. Oanh, nghe nói tin tức này, Giang giật cả người đều mộc, trên mặt đều là ái náy cùng bối rối. Chỉ có hắn mới hiểu được Liễu trưởng lão vì sao đột tử, cái này liễu trưởng lão là cái điển hình cố chấp cuồng, luyện đan cuồng nhân. Khẳng định là bởi vì dò xét không ra viên kia địa giai đan dược bên trong không hiểu thêm ra tới thành phần, cái này mấy ngày không biết ngày đêm nghiên cứu, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nguy rồi, rất nhanh giang giật lại nghĩ tới một sự kiện, nội tâm càng thêm mờ mịt bất an, liễu trưởng lão chết rồi, về sau không còn có phế đan, hắn lấy cái gì luyện đan làm sao kiếm tiền trả nợ. chương 16, Phó Điện Bồi Luyện Liễu trưởng lão nguyên nhân cái chết rất nhanh tra ra được, để giang giật không có như vậy ái náy chính là, liễu trưởng lão một mực tựu có cố nhanh, mấy năm này trước tựu từng phát bệnh ba lần suýt nữa chết đi, cái này mấy ngày bởi vì không biết ngày đêm nghiên cứu mới sớm quy thiên. Đối với liễu trưởng lão, giang giật cũng không có tình cảm, bất quá người không phải hắn giết, lại bởi vì hắn mà chết, hắn mấy ngày nay thời gian rất là bất an cùng ái náy. Còn nửa đêm đi liễu trưởng lão phần mộ trước dập đầu mấy cái, đổ hai chén hoàng tử. Mà bởi vì liễu trưởng lão chết đi, Giang giật triệt để không có, có cơ hội luyện đan, toàn bộ phòng luyện đan đều được phong. Gia tộc duy nhất luyện đan sư không còn, đan dược chỉ có thể đi bên ngoài mua sắm, bên trong đan phòng chứa đựng đan dược tự nhiên sẽ phong tồn, thống nhất điều hành. Liễu trưởng lão đã chết đi 3 ngày, Giang giật mỗi ngày đều trốn ở bản thân hậu viện tu luyện, để Giang tiểu nô phía trước viện trông coi. Nội tâm của hắn có loại thật sâu lo lắng, không tại phòng luyện đan làm việc, gia tộc rất có thể sẽ an bài mới việc vặt cho hắn, mà Vinh Quản sự cũng rất có thể tới cửa, thu hồi Tây Sơn dược điền lệnh bài. Thời gian, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, bất kỳ cái gì vấn đề đều không phải là vấn đề. Giang giật xếp bằng ở hậu viện, âm thầm cắn răng, cái này mấy ngày thời gian hắn phong ấn bên trên phù văn lại phá giải mấy chục mai, tốc độ tu luyện còn tại từng bước gia tăng, đã đạt đến ban đầu là 7-8 lần. Cứ việc tốc độ này so với gia tộc ưu tú con em còn chênh lệch rất xa, hắn trước kia tu luyện một tháng mới có thể so với nhân ra một ngày, tốc độ tu luyện so giang gia ưu tú con em dòng dã tranh lệch 30 lần. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn không ngừng phá giải phong ấn bên trên phù văn, tốc độ tu luyện của hắn sớm muộn hội đuổi kịp gia tộc đại bộ phận con em, thậm chí vượt xa, hắc sắc nguyên lực mỗi lần tinh luyện hạn mức cao nhất chỉ có 10 tia, nhưng có tăng phúc năng lực, chỉ cần tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên tới gia tộc ưu tú con em cấp độ bên trên, chiến lực của hắn cũng không phải là không có khả năng trong thời gian ngắn đuổi kịp bọn hắn. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ qua đem hắn phong ấn ngay tại phá giải còn có vô danh công pháp sự tình cáo chi gia tộc gây nên gia tộc coi trọng như thế tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng nhưng nghĩ tới mấy năm qua này giang gia không có người chào đón hắn tăng thêm liếu trưởng lão sự tình hắn lại xảy ra sợ giang gia giận lây sang hắn sở dĩ quyết định các loại thực lực đột nhiên tăng mạnh thực sự không gạt được lại nói giang giật cút ra đây tiền viện một đạo quát khẽ âm thanh đem giang giật suy nghĩ kéo lại hắn nghe xong thanh âm ám đạo không ổn Vinh quản sự rốt cuộc tìm tới cửa. Hắn thân thể co rụt lại, lập tức trốn vào hậu viện đống cỏ tranh bên trong, đại khí không dám phun ra. Trong mơ hồ, hắn nghe được Giang Tiểu Nô nhỏ giọng giải thích âm thanh, còn có Vinh quản sự nổi giận đùng đùng gian dậy âm thanh, thẳng đến một lát sau Giang Tiểu Nô mới chạy chậm tiến vào hậu viện, thiếu ra, Vinh quản sự đi, không bằng hắn nói sáng sớm ngày mai cho ngươi đi tìm hắn, đi Tây Sơn dược điền kiểm kê. Quả nhiên, Giang giật sắc mặt trầm xuống, hắn con ngươi chuyển động vài vòng, trầm ngâm một lát cắn răng nói, tiểu nô, người ngoan ngoãn ở tại gia, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Hắn đi vào phòng bên trong lấy ra lần trước mua sắm kia thân hắc bào, mặc trên người tự vội vàng ra viện tử, vừa đi ra đi đếm 10 trường bước chân hắn một trận đột nhiên quay đầu, nhìn thấy nơi xa một cái chỗ ngoặt bên trong một thân ảnh lóe lên về sau, lập tức cười lạnh. Giang như hổ quả nhiên phái người theo dõi, hắn hai chân nguyên lực quán chú, toàn lực về phía tây môn chạy đi đồng thời nghiêng tai lắng nghe, phía sau người kia quả nhiên bước nhanh đuổi theo. Giang giật lao nhanh một trận thân hình nhất chuyển, đột nhiên tiến vào bên cạnh một cái trong hẻm nhỏ che giấu, chờ đến sau lưng người kia như một đạo cuồng phong hướng phía trước lao đi, mới nhanh chóng quay đầu nhìn về Giang gia nam viện chạy như điên. Theo Giang gia đại viện cửa nam đi ra, Giang giật xác định phía sau không ai theo dõi về sau, đeo lên áo choàng thẳng đến trong thành quảng trường mà đi. Sau gần nửa canh giờ, hắn đi tới quảng trường phía đông một nhà rất lớn tiệm đan dược trải bên trong hắn nghênh ngang đi vào, lấy ra trên thân duy nhất một mảnh tím kim diệp tử, tại trên quầy vỗ, quát khẽ chủ quán, cho ta đến 10 cái linh thần đan. Được rồi, người tới lấy 10 cái linh thần đan tới. Chủ tiệm là một cái mập mạp trung niên nhân, xem xét tử kim khuôn mặt lập tức cười đến nịnh nọt, vừa cười một bên đưa tay hướng trên quầy kim diệp tử chộp tới, hắc hắc. Vị khách quan kia, một phiên linh thần đan 10 lượng bạc, tổng cộng một hai tử kim. Hừ, giang giật hừ lạnh một tiếng, tay lại không buông ra, kia béo trưởng quỹ biến sắc, vội vàng xấu hổ cười nói, xem ra khách quan là khách quen. Hết thầy thu ngươi 90 lượng bạc, Giang giật lúc này mới khẽ vuốt cằm, đau lòng cắn răng buông tay ra, trơ mắt nhìn mới đến tay mấy ngày từ kim tiến vào người khác hầu bao. Hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ, không có cao cấp đan dược dựa vào tốc độ tu luyện của hắn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tu luyện tới chú đỉnh cảnh nhị trọng, dám lên Tây Sơn chỉ có bỏ trở về. Ngày đó hắn cùng Giang như hổ ước định 10 ngày sau Tây Môn bên ngoài gặp, Liên là hạ quyết tâm chuẩn bị mượn nhờ cao cấp đan dược phối hợp hắc sắc nguyên lực nhanh chóng tu luyện. Lấy lòng linh thần đan, hắn cất chỉ còn lại 10 lượng bạc vội vàng rời đi, lại trực tiếp hướng quảng trường phía nam tụ chân các đi đến. Tiếp đãi hắn vẫn là lần trước lưu quản sự, lưu quản sự khách khí đem giang giật mang vào nhã các bên trong, đưa tới thị nữ dâng lên trà thơm về sau, mới mỉm cười hỏi, công tử, ngài lần này là vừa chuẩn chuẩn bị bán ra đan dược sao chẳng lẽ có món hàng tốt. Giang giật cười khổ, trên người hắn ngược lại là có 10 cái linh thần đan, bất quá mới là vừa mua. Cũng may cả khuôn mặt bao phủ tải áo choàng bên trong, Lưu quản sự không nhìn thấy ánh mắt của hắn, hắn đứng dậy chắp tay nói, "Lưu quản sự, tại hạ muốn gặp các ngươi một chút tiểu thư, có một chuyện muốn nhờ." Lưu quản sự sắc mặt khó xử, lắc đầu nói, "Công tử, thực sự thật có lỗi. Tiểu thư hôm trước đi võ điện tu luyện, ngươi nếu là có chuyện gấp gáp, nếu không, ta xin phép một chút đại tổng quản." Võ điện, Giang giật khẽ giật mình ám đạo suối quẩy, nội tâm có chút kinh nghi, gần nhất thiên võ thành bên trong xảy ra đại sự gì sao làm sao những công tử này tiểu thư đi hết trong võ điện tu luyện. Hắn muốn gặp cơ thính vũ kỳ thật không có đặc biệt chuyện trọng yếu, ngày đó hắn cảm giác cơ thính vũ đối với hắn tựa hồ có chút coi trọng sở dĩ mạo muội đến đây, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm nàng mượn người lượng tử kim đi trước phong nguyệt lâu chuộc về lệnh bài. Tại hắn nghĩ đến, thân là cơ gia tiểu thư, tụ chân các như thế giàu có, mười lượng tử kim đối với nàng tới nói khẳng định là chín châu mất tia lông lại không nghĩ rằng nàng vậy mà không tại không cần ta quay đầu lại đến tốt giang giật lúng túng đứng dậy chủ tử không tại những này hạ nhân làm sao dám làm chủ tử tiện vay tiền nếu là xin chỉ thị đại tổng quản đối phương không mượn vậy hắn không xấu hổ muốn chết ngượng ngùng đi ra tụ chân các giang giật mờ mịt đứng tại trên quảng trường nhìn xem ngựa xe như nước như nước chảy nội tâm khổ não không thôi có linh thần đan Hắn cũng không sợ Giang như hổ đám người, vấn đề là phòng luyện đan đều được phong, hắn cũng không có phế đan, làm sao nhanh chóng kiếm tiền A. À? Ánh mắt của hắn trên quảng trường quét qua, đột nhiên bị quảng trường phương bắc một tòa to lớn đại điện hấp dẫn, chủ yếu là giờ phút này đại điện bên ngoài đầy người, rất là náo nhiệt, để hắn có chút hiếu kỳ. Phó điện, tòa này to lớn đại điện Giang giật biết rõ một chút, trên thực tế toàn bộ thiên tinh đại lục không biết phó điện người thật đúng là không có bởi vì sở hữu trung tâm thành trì đều sẽ có như thế một tòa màu đen cổ phác đại điện, mà lại võ điện tồn tại lịch sử quá lâu đời, tựa hồ nhân loại có kỷ nguyên bắt đầu, cái này võ điện liền đã tồn tại. Võ điện cũng không phải là một thế lực, cũng chưa từng tham dự đại lục phân tranh, nghiêm chỉnh mà nói nó hẳn là thiên tinh đại lục lớn nhất hiệu buôn. Bất quá nó đối tượng phục vụ là cao cấp võ giả cùng nhà giàu sang thiếu gia tiểu thư, không có tử phủ cảnh thực lực muốn tiến vào võ điện, nhập môn nhất định phải giao nộp một hai tử kim. Giang giật lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua, cái này trong võ điện quả thực là tu luyện thiên đường, bên trong có cường đại tụ linh đại trận, ở bên trong tu luyện có thể tăng tốc gấp 2, bên trong còn có các loại phụ trợ tu luyện đồ tốt, có thể làm cho thực lực võ giả đột nhiên tăng mạnh. Bất quá cái này võ điện đối với liền ăn cơm đều khó khăn hắn tới nói, quá mức xa xôi, hắn cũng không có tận lực đi nghe ngóng. Nhìn thấy võ điện bên ngoài đầy người, nghĩ đến Giang hận thủy cùng cơ thính vũ đều đi vào tu luyện, Giang giật nhất thời có chút hiếu kỳ, cũng nhanh bộ hướng võ điện đi ra ngoài. Võ điện đại môn đóng chặt, cửa bên ngược lại là mở ra, bất quá có hai tên hắc giáp hộ vệ thủ vệ, Giang giật ánh mắt theo mọi người dừng lại tại võ điện bên ngoài một tấm bố cáo bên trên. Nhìn lướt qua, Giang giật rất nhanh liền ý vị tẻ nhạt, cái này võ điện là tại tuyển nhận bồi luyện võ giả. Đãi ngộ ngược lại là rất mê người, đồng bài bồi luyện một ngày một lượng bạc, ngân bài bồi luyện một ngày mười lượng, kim bài bồi luyện thậm chí đạt đến một hai từ kim một ngày. Gọi là bồi luyện, tự nhiên là bồi tiếp người khác luyện võ, trợ giúp đối phương để cao kinh nghiệm thực chiến. Nói một cách khác, người khác có thể tùy ý đánh ngươi, ngươi cũng có thể hoàn thủ, nhưng lại không thể gây tổn thương cho đối phương, đây chính là chủ động bị đòn việc. Giang giật thực lực không cao, coi như muốn đi vào bị đánh, sợ là tối đa cũng là đồng bài bồi luyện, một ngày một lượng bạc đối với thiếu 10 lượng từ kim cách xù nợ nần hắn tới nói vô sự vô bổ, hắn tự nhiên lười nhát đi vào lãng phí thời gian nghe được phụ cận người xem mọi người nghị luận lời nói ngược lại là mở ra giang giật trong lòng một nỗi nghi hoặc mấy tháng về sau nghe nói một cái đại học viện muốn tới thiên võ thành chiêu sinh sở dĩ thành nội đỉnh cấp các công tử tiểu thư mới toàn bộ tiến vào võ điện bế quan tu luyện nghĩ tại chiêu sinh trong trận đấu lấy được thứ tự tốt tiến vào cái kia học viện nhiều như vậy đỉnh cấp công tử tiểu thư tiến vào võ điện tu luyện bên trong bồi luyện tự nhiên thiếu trở về tu luyện cái kia rất nổi danh đại học viện giang giật nửa điểm không có hứng thú bởi vì đối với hắn mà nói xa không thể chạm. Còn thành nội đỉnh cấp công tử tiểu thư bát quái hắn cũng một điểm không hiếu kỳ, quay người liền muốn giang ra đại viện đi đến. Bất quá, vừa mới quay người, hắn lại bị hai người thiếu niên võ giả nói chuyện hấp dẫn. Một hai tử kim một ngày a, à. một hai tử kim đây chính là có thể tại Phong Nguyệt lâu bao cái hoa khôi đùa bên trên 10 ngày 10 đêm, đáng tiếc ta võ kỹ không được a, à, nếu không nhất định muốn đi vào lăn lộn cái kim bài bồi luyện chơi đùa. Người thôi đi, mặc dù bồi luyện lúc đối chiến song phương phong ấn nguyên lực, nhưng bên trong đám kia công tử tiểu thư, cái nào không phải chú đỉnh cảnh ngũ lục trọng trở lên coi như không sử dụng nguyên lực, bằng vào tốc độ phản ứng cùng võ kỹ cũng có thể nhẹ nhõm đem người đánh thành đầu heo. Hôm qua ta cái kia chú đỉnh cảnh tam trọng biểu ca liền đi bồi luyện một ngày, cuối cùng lại là bò ra, giờ phút này đang ở nhà bên trong dưỡng thương đâu. Đám kia công tử tiểu thư ra tay quá độc ác, tiền này không dễ kiếm a. À. Phong ấn nguyên lực đối luyện, Giang giật tâm thần khẽ động, giống như song phương không sử dụng nguyên lực, chỉ bằng mượn tốc độ phản ứng cùng vũ kỹ. Hắn có thể bằng vào hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực, có thể làm cho tốc độ phản ứng đề cao mấy lần, nói không chừng có thể ở bên trong lăn lộn cái kim bài bồi luyện chơi đùa. Không có nguyên lực gia trì, coi như đám kia công tử tiểu thư tốc độ phản ứng lại nhanh, lại có thể nhanh đến đi đâu so võ kỹ, ai sợ ai. Một hai tử kim một ngày liều mạng, đi thử xem. Giang giật càng nghĩ càng tâm động, thực sự không được cũng là bị người đánh một trận mà thôi, trầm ngâm một trận, hắn cắn răng hướng võ điện cửa bên đi đến, đối hai tên hắc giáp hộ vệ chắp tay nói ta báo danh bồi luyện. chương 17, Kim Bài bồi luyện, lời vừa ra khỏi miệng, Giang giật cũng có chút hối hận, hắn quên đi một sự kiện, Giang hận thủy giống như ngay tại võ điện bên trong vạn nhất cùng Giang hận thủy đối mặt. Thân phận của hắn không phải lập tức lộ ra ánh sáng giang ra con em tại trong võ điện làm bồi luyện, đây cũng không phải là hào quang sự tình. Chỉ là không đợi hắn trần chờ cửa ra vào một tên hắc giáp hộ vệ lập tức bắt hắn lại cánh tay, nhiệt tình mang theo hắn hướng bên trong đi đến, vừa đi còn một bên Trấn An nói, đừng lo lắng, võ điện là tuyệt đối không cho phép đánh chết người, coi như người bồi luyện lúc không cẩn thận thụ thương, trong võ điện cũng sẽ có thuốc chữa thương dâng lên. Giang giật ám đạo không ổn, giờ phút này trong võ điện đến cùng có bao nhiêu công tử tiểu thư vào đây bế quan tu luyện nên đến cỡ nào thiếu bồi luyện a à càng như thế bụng đói ăn quàng. Hắn một cái chú đỉnh cảnh nhất trọng bồi luyện, đối phương còn sợ hắn không làm, đi vào võ điện, Giang giật rõ ràng cảm giác một tia không đúng, nơi này khí thức so bên ngoài tươi mát dễ người nhiều, hắn không cần bế quan ngồi xuống đều biết nơi này thiên địa linh khí nồng nặc dọa người, trong này tốc độ tu luyện tuyệt đối so bên ngoài nhanh rất nhiều. Để hắn có chút an tâm chính là, hắn đi theo hộ vệ này sau khi đi vào, nhìn thấy chính là một cái đại điện trống trải, bên trong không có một người, hắn đem áo choàng kéo xuống một chút, âm thầm cầu nguyện không muốn gặp được Giang hận thủy. Đại điện ba mặt đều khoảng đầu hành lang, hắc giáp hộ vệ mang theo giang giật đi đến bên trái hành lang, bàn giao nói, ngươi theo cái này hành lang hướng bên trong đi chính là, đi tìm dương quản sự, hắn sẽ an bài tốt ngươi. Giang giật dừng một chút, nghi ngờ hỏi, ta có thể tùy thời rời đi sao? Đương nhiên, hắc giáp hộ vệ khẳng định trả lời, người muốn đi tùy thời có thể dùng, bất quá không có bồi luyện đến trời tối, cũng không sẽ có tiền công. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, nhập ra tùy tục, bình thường không có cơ hội vào loại này phú quý con em đùa cấp cao địa phương, tới gặp từng trải cũng là tốt các loại giang giật nhanh chân hướng trong hành lang bước đi kia hát giáp hộ vệ mới nới lỏng một cái như chút được gánh nặng thở dài cuối cùng lại chiêu đến một cái ai cái này linh thú sơn học viện một chiêu sinh thiên võ thành công từ tiểu thư đều giống như điên không biết ngày đêm tu luyện đối luyện vậy liền coi là tìm một trăm cái bồi luyện cũng không đủ bọn hắn đùa a à, tiểu tử này mới chú đỉnh cảnh nhất trọng không biết có thể kiên trì bao lâu cũng đừng nửa canh giờ không đến tự leo ra xuyên qua hành lang Giang giật rất nhanh đến trong một cái đại điện, ở giữa đại điện này ngồi xếp bằng bảy tám người, lại đều mang thanh đồng giã thú mặt nạ, rất nhiều trên thân người trên cánh tay còn có rất rõ ràng thương thế, áo bào cũng có chút rách dưới. Bốn phía đại điện còn có rất nhiều phòng nhỏ, 10 cái gian phòng bên trong mơ hồ có thể nghe được thanh âm đánh nhau. Xem ra nơi này chính là bồi luyện địa phương, cái này phòng nhỏ là phòng luyện công cái này ít nhất có 20 gian A à, khó trách bồi luyện không đủ. Giang giật âm thầm trầm ngâm, một tên hắc bảo quản sự bộ dáng lão đầu đi tới quét mắt nhìn hắn một cái đưa cho hắn một khối thanh đồng đánh chế đầu sói mặt nạ hờ hững nói ra mang lên mặt nạ danh hiệu của ngươi là thương lang chờ sau đó ta hội bảo ngươi ra sân ngươi là đồng bài bồi luyện bồi luyện đến trời tối tính toán một ngày một lượng bạc nửa đường rời khỏi không có tiền Giang giật hiếu kỳ thiếp nhận mặt nạ ám đạo vừa vặn có thể không cần mang áo choàng vội vàng đem mặt nạ đồng xanh đeo lên dùng dây thừng mang cột chắc trong lòng lại nghĩ đến cái này bồi luyện muốn đeo lên giã thú mặt nạ sẽ không phải là vì kích phát đám kia công tử tiểu thư ý chí chiến đấu tiện đem bọn hắn xem như như giã thú đánh tàn bạo tại hắn vừa định hỏi thăm vài câu bồi luyện quy củ đằng sau trong hành lang truyền đến một đạo tiếng bước chân kia quản sự lập tức vứt xuống hắn cười ninh đón tiếp lấy người đến là một người mặc hỏa hồng sắc võ sĩ bảo thiếu nữ một mặt xà cao khí ngang tư sắc xem như trung đẳng so với cơ thính vũ còn kém một cái cấp bậc bất quá bởi vì mặc bó sát người võ sĩ bào, đem có lồi có lõm dáng người hoàn toàn hiển lộ ra, rất là dẫn lửa. Thiếu nữ ánh mắt tại giang giật bọn người trên thân đảo qua, có chút bất mãn nói ra, dương quản sự, tại sao không có ngân bài bồi luyện tất cả đều là đồng bài. Quản sự lão đầu vội vàng cười làm lành nói, dược tiểu thư, đều đang bồi luyện đâu, nếu không ngươi chờ một chút. Không đợi, tùy ý đánh mấy trận đi, các người cái này võ điện đợi một ngày cần phải một hai từ kim, ta tới này cũng không phải đùa thiếu nữ hử lạnh hai tiếng quay người đi vào một cái trong phòng luyện công dương tổng quản vội vàng hướng giang giật bên này trong đám người hô lợn rừng xuất chiến ra sân một tên mang theo lợn rừng mặt nạ võ giả lập tức đứng dậy hướng trong phòng luyện công đi đến rất nhanh cửa phòng quan bế bên trong mơ hồ vang lên tiếng đánh nhau còn có thiếu nữ kia khẽ kêu âm thanh a à, a à, kết quả chỉ là trong chốc lát phòng luyện công cửa phòng liền mở ra kia bồi luyện võ giả lảo đảo nghiêng ngã đi tới mang theo lợn rừng mặt nạ đều dán tại trên cổ lộ ra một tấm tràn đầy tiên huyết mặt kia dược tiểu thư thân ảnh ra cửa đối dương quản sự hư lạnh nói dương quản sự cái này đồng bài bồi luyện thực lực làm sao kém như vậy đổi một cái ây Giang giật có chút đáng thương nhìn qua vị này bị đánh thành đầu heo nhân huynh người này chỉ là chú đỉnh cảnh nhị trọng kia dược tiểu thư thực lực rõ ràng ít nhất đều là chú đỉnh cảnh tứ trọng coi như song phương nguyên lực phong ấn cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc không hung xuất chiến Dương quản sự bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ngoác để một tên khác bồi luyện ra sân. Giờ phút này tất cả bạch ngân bồi luyện đều tại còn lại trong phòng luyện công, hắn chỉ có trước tìm thanh đồng bồi luyện chống đỡ. ầm, um, không lâu lắm, gian phòng lần nữa mở ra, vị kia mang theo màu đỏ gấu thủ mặt nạ võ giả bị một cước đạp bay ra. Ngay sau đó rực tiểu thư thanh âm lại lạnh lùng truyền đến thay người. Ai, cái này bồi luyện quả nhiên không phải người làm sống a, à, khó trách cao như thế giá vẫn là thiếu người đám này công tử tiểu thư hoàn toàn không đem bồi luyện làm người xem. Giang giật âm thầm thở dài, lại đột nhiên nghe được phía sau một mảnh vù vù âm thanh, hắn nhìn lại phát hiện còn lại bồi luyện toàn bộ hướng về sau mặt lui mấy trượng, rõ ràng không muốn lên chàng tìm tai vạ. Dương quản sự nhức đầu nhìn qua một đám toàn bộ vết thương chồng chất bồi luyện, lại bốn phía quét qua còn lại phòng luyện công, thấy không một tên bạch ngân bồi luyện đi ra, chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ vào Giang giật nói, thương lang, xuất chiến. Ta, Giang giật khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại chính mình giống như mang theo là thương lang mặt nạ liền vội vàng đứng lên hướng trong phòng luyện công đi đến tại cửa ra vào lại vô ý thức quay đầu quét qua lại nhìn thấy sở hữu bồi luyện trong ánh mắt đều là mặc niệm chi sắc ầm um, Giang giật vừa đi vào đến đại môn tự tự động đóng lại hắn đưa mắt nhìn một cái nhìn thấy cái này phòng luyện công coi như rộng rãi bốn phía đều treo dã minh châu ngược lại là đối luyện nơi tốt ông đột nhiên toàn bộ phòng luyện công trên vách tường quang mang lóe lên Giang giật không hiểu cảm giác được một cỗ lực lượng cầm giữ hắn, hắn cuống quyết di động thân thể lại phát hiện không có nửa điểm ảnh hưởng, theo bản năng thôi động nguyên lực mới phát hiện không thể lại điều động một tia màu lam nguyên lực. Quả nhiên có thể phong ấn nguyên lực, thật thần kỳ. Giang giật âm thầm sợ hãi thán phục, xem ra cái này trong phòng luyện công có kỳ dị nào đó trận pháp, có thể giam cầm bên trong sở hữu võ giả nguyên lực. Tại không có nguyên lực tình huống, võ giả đối chiến chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu cùng tốc độ phản ứng, cùng võ kỹ dạng này đối luyện có thể thật to tăng cường võ giả tốc độ phản ứng, cùng võ kỹ độ thuần thục. Không đúng, Giang giật đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ám đạo không ổn, hắn hắc sắc nguyên lực giống như cũng là nguyên lực cũng tại trong đan điền đã nguyên lực bị phong ấn, cái này hắc sắc nguyên lực tự nhiên cũng sẽ bị phong ấn a, không có hắc sắc nguyên lực, kết cục của hắn cũng chỉ có thể cùng vừa rồi hai người kia đồng dạng, bị tươi sống đánh cho gần chết đạp bay ra ngoài. Hừ, bạo vũ quyền, xem chiêu. Đối diện đứng thẳng rực tiểu thư cũng mặc kệ nhiều như vậy, hai chân một cái bước xa hướng giang giật vọt tới, hai cái nắm đấm như như bạo phong vũ đập tới. Hỏng bét, cứ việc cái này rực tiểu thư nắm đấm bên trong không có nguyên lực quán chú, nhưng bên trong lực đạo lại là 10 phần, giang giật giờ phút này càng thêm xác định người này tuyệt đối là chú đỉnh cảnh tứ trọng. Nhiều năm qua nguyên lực ôn dưỡng thoải mái để nàng lực lượng của thân thể đạt tới lực lượng của một con ngựa trở lên, tốc độ công kích cũng nhanh đến mức nhưng so sánh chú đỉnh cảnh nhị trọng võ giả, hắn không có nguyên lực kia hạ tràng tuyệt đối rất thảm. Hắc sắc nguyên lực, ra, nội tâm của hắn quát khẽ một tiếng, theo bản năng đi triệu tập hắc sắc nguyên lực, để hắn chấn kinh ngạc chính là, một tia hắc sắc nguyên lực trong nháy mắt theo trong đan điền vận chuyển ra, lưu chuyển đến kinh mạch. Giang giật đại hỉ, cũng mặc kệ nhiều như vậy, vội vàng một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên khống chế hắc sắc nguyên lực hướng mắt trái dũng mãnh lao tới. Rất nhanh trong mắt của hắn một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, đối diện như mưa to phá không mà đến nắm đấm lập tức trở nên rõ ràng mà chậm chạp, Ừm, đều là hư chiêu, vừa rồi Giang giật nhìn thấy chính là đầy trời quyền ảnh, giờ phút này quét qua lại có thể nhẹ nhóm khóa chặt hai cái chân thực nắm đấm, bước chân hắn trượt đi, vận chuyển Giang ra mê huyễn bộ hướng bên cạnh thối lui. a à, tiểu thư một vòng bạo vũ quyền lại thẻ rỗng nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh ngạc, lập tức thẹn quá hóa giận lần nữa thi triển ra đầy trời quyền ảnh đem Giang giật bao phủ đi vào. Hưu, Giang giật ánh mắt gắt gao khóa chặt kia hai cái chân thực quyền ảnh trong đầu nhanh chóng dự toán công kích của đối phương quý thích cùng tốc độ sớm phán đoán trước một bước tránh né rút đi làm cho đối phương lần nữa thẻ uổng phí tà môn lại nhìn chiêu dược tiểu thư phát điên bước nhanh hướng giang giật lấn người mà đến lại đổi mấy loại võ kỹ đuổi theo giang giật đuổi đánh tới cùng nhưng vô luận nàng làm sao công kích giang giật đều có thể sớm tránh thoát đi bộ pháp nhẹ nhóm, giống như tại bản thân hậu viện đi bộ nhàn nhã thong dong hô hô không đánh gần nửa nén hương thời gian về sau, dược tiểu thư thở hồng hộc ngừng lại, toàn thân mồ hôi đầm đìa, vốn là bó sát người màu đỏ võ sĩ bảo càng là hoàn toàn dán sát vào nàng linh lung thân thể mềm mại bên trên, đưa nàng đường cong hoàn mỹ triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Không có nguyên lực gia trì, nàng vừa rồi đánh hai trận, giờ phút này lại liên tục công kích lâu như vậy, đã coi như là đáng quý, mỗi một quyền mỗi một chiêu nàng thế nhưng là toàn lực sử xuất, thể lực tiêu hao quá lớn. Nàng tức giận đi về phía cửa chính, đưa tay tại cạnh cửa cái trước đột xuất gạch đá vỗ xuống, trong phòng luyện công lập tức quang mang lóe lên, đại môn mở ra. Giang giật lặng yên lao lao rồi thoáng cái mồ hôi lạnh trên trán, phát hiện lại có thể triệu tập trong đan điền màu lam nguyên lực, không nhịn được âm thầm ngạc nhiên. Hắc sắc nguyên lực chẳng lẽ không phải nguyên lực sao vì sao vừa rồi màu lam nguyên lực không thể điều động, cái này hắc sắc nguyên lực lại có thể điều động. Điều tra đến trong đan điền chứa đựng xuống tới 10 tia hắc sắc nguyên lực chỉ còn lại một tia, giang giật lắc đầu thở dài cái này bồi luyện việc xem ra không thích hợp hắn a à. nếu là kia rực tiểu thư lại kiên trì một hồi chờ hắn hắc sắc nguyên lực tiêu hao sạch sẽ hắn tự lộ ra nguyên hình trở lấy bị đánh hắn đi ra luyện công bên ngoài lại nhìn thấy sở hữu bồi luyện ánh mắt nhìn hắn đều như xem quái vật tựa hồ rất kinh nghi hắn có thể lông tóc không tổn hao gì đi tới mà kia rực tiểu thư thì mặt mũi tràn đầy khó chịu đang giáo huấn dương quản sự dương quản sự người rất không tệ a à có phải hay không nhìn ta rực lăng tuyết khó chịu a à an bài một cái kim bài bồi luyện giả mạo đồng bài bồi luyện dạng này trêu đùa bản tiểu thư thật sự có ý tứ sao kim bài bồi luyện dương quản sự trợn tròn mắt nhìn xem giang giật cũng một bộ gặp quỷ biểu lộ cái này chú đỉnh cảnh nhất trọng võ giả làm sao có thể là kim bài bồi luyện nếu là người người đều là kim bài bồi luyện võ điện cũng không cần như thế cấp bách nhận người chương 18, chú đỉnh cảnh nhị trọng dược tiểu thư tức giận đi giờ phút này nàng một thân võ sĩ bảo đều ướt đẫm đường cong hết đường tự nhiên không có khả năng ở đây dừng lại thêm nếu không tự vô cớ làm lợi mọi người giang giật cũng chuẩn bị đi hắc sắc nguyên lực chỉ có một tia hắn lại đến chàng đừng nói dược tiểu thư cái này cấp bậc võ giả coi như chú đỉnh cảnh nhị trọng đối thủ cũng chỉ có bị hành hạ phân hắn nguyên bản còn ngây thơ nghĩ đến vào đây lăn lộn cái kim bài bồi luyện kiếm tiền trả nợ giờ phút này xem ra tiền này hoàn toàn chính xác không dễ kiếm thương lang ngươi đi đâu giang giật vừa mới nghĩ đi kia dương quản sự lập tức tố ngăn cản hắn, giang giật sướng sờ vội vàng một bên cởi xuống mặt nạ, một bên nói ra quản sự, cái này bồi luyện ta không làm, tiền ta cũng không cần, này mặt nạ trả lại cho ngươi đi. Chờ một chút, dương quản sự cuống lên, cái này thật vất vả chiêu đến một cái tốt bồi luyện, hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem giang giật đi mấy ngày nay hắn nhưng là bị đám này công tử tiểu thư thúc đến đỉnh đầu bốc khói. Vội vàng lại gần cùng Giang giật cười tủm tỉm nói ra, thương lang, người có phải hay không ghét bỏ tiền thiếu dạng này? Người tiếp tục ở nơi này, ta cho người theo ngân bài bồi luyện tiền tính toán 10 lượng bạc một ngày, như thế nào? Giang giật đeo lên áo choàng cười khổ nói, quản sự, ta đột nhiên nhớ tới còn có một cái việc gấp, quay đầu lại đến tốt. Nói xong Giang giật tự không để ý cái này dương quản sự giữ lại, trực tiếp hướng võ điện đi ra ngoài, tại cửa ra vào kia hắc giáp hộ về ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng thành đông Giang ra đại viện bước nhanh tới. Dương quản sự, dương quản sự, Giang giật sau khi đi một nén hương thời gian, phòng luyện công trong hành lang một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh tự hùng hùng hổ hổ lao đến vừa đi đến đại điện bên trong lập tức tại sở hữu bồi luyện mặt nạ trên mặt bên trên quét một vòng rất là cấp bách hỏi dương quản sự mới vừa rồi cùng ta đối luyện cái kia kim bài bồi luyện đâu đi dương quản sự nghi hoặc chỗ nháy nháy mắt do hỏi thế nào dực tiểu thư cái kia bồi luyện có vấn đề đi ai nha dực tiểu thư mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói ra lần sau nếu là hắn lại đến nhất định muốn trước tiên để cho người ta cho ta biết cái kia bồi luyện thật là lợi hại, của ta bạo vũ quyền tu luyện 8 năm, 3 năm này một mực kẹt tại tinh thông giai đoạn, cùng hắn đối luyện một trận lại đại thành. Cái gì, dương quản sự sắc mặt lập tức thay đổi, đầy mắt đều là hối hận. Cái này phòng luyện công đối luyện, mục đích chủ yếu liền là huấn luyện tốc độ phản ứng, bản năng chiến đấu, còn có ma luyện võ kỹ. Cái này ba loại đều rất khó tăng lên, cần thời gian dài đối chiến cùng tôi luyện, đây cũng là trong phòng luyện công phòng ấn nguyên lực nguyên nhân. Võ ký dựa theo nắm giữ trình độ chia làm nhập môn, tinh thông, đại thành ba cái giai đoạn, cái này dược tiểu thư bạo vũ quyền 3 năm đều không có đại thành, cùng Giang giật đối chiến một trận liền trực tiếp đại thành. Là trùng hợp vẫn là tiểu tử này đang giả heo ăn hổ bản thân hắn nhưng thật ra là một cái cường đại võ giả tới này giả mạo bồi luyện trong lúc vô tình dẫn đạo trợ giúp dược tiểu thư võ kỹ đại thành. Dương quản sự không nghĩ ra, không bằng hắn biết rõ giống như lần sau Giang giật còn tới bồi luyện, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại hắn giống như thật sự là hắn có thể trợ giúp trong võ điện các công tử tiểu thư võ kỹ nhanh chóng đại thành, như vậy giá trị của hắn liền không thể lường được. Giang giật trở lại bản thân tiểu viện về sau, đã là vào lúc giữa trưa, nghĩ đến sáng sớm ngày mai liền muốn lên Tây Sơn, hắn vội vàng ăn một miếng cơm, liền chui tiến gian phòng bên trong tu luyện, chuẩn bị sung kích chú đỉnh cảnh nhị trọng. Linh thần đan, hắn lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ, toàn thân đều trở nên hưng phấn, cái này linh thần đan thế nhưng là nhân giai thượng phẩm đan dược, có thể phụ trợ người nhanh chóng tu luyện nguyên lực. Mà hắn hắc sắc nguyên lực có thể tăng phúc dược lực, cùng dược lực dung hợp sau cái này linh thần đan tuyệt đối nhưng so sánh địa phẩm đan dược, đem cái này 10 cái linh thần đan toàn bộ luyện hóa, đầy đủ hắn tu luyện tới chú đỉnh cảnh nhị trọng. Tinh luyện hắc sắc nguyên lực, hắn buông xuống linh thần đan ngồi xếp bằng nhập định, hơn 3 canh giờ sau đúng giờ tỉnh táo lại, lập tức nuốt một viên linh thần đan, bắt đầu chuyển tu Giang Thủy Quyết tốt đan dược, cảm nhận được một dòng nước nóng theo ngực nhanh chóng hướng vùng đan điền dũng mãnh lao tới, Giang giật âm thầm cảm khái, có đan dược phụ trợ tu luyện liền là tốt, Giang như hổ thiên tư như thế tranh lệch cũng có thể tu luyện tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, không phải liền là thường xuyên đem linh thần đan coi như ăn cơm sao. Hắc sắc nguyên lực, dung hợp, các loại linh thần đan dược lực bao phủ đan điền, Giang giật lập tức triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực dung hợp dược lực, tiếp lấy toàn lực vận chuyển Giang thủy quyết. Tốc độ này, cảm thụ được trong đan điền màu lam nguyên lực như giếng phun toát ra, giang giật hưng phấn vô cùng, đan dược này phối hợp hắc sắc nguyên lực chỉ ít để hắn tốc độ tu luyện so trước kia nhanh mấy chục lần. Mười mấy hơi thở thời gian về sau, hắc sắc nguyên lực tiêu hao hết, giang giật chỉ có thể dừng lại vận chuyển giang thủy quyết, triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực tiếp tục tăng phúc dược lực. Như thế vòng đi vòng lại, tại 10 tia hắc sắc nguyên lực tiêu hao hoàn tất về sau, hắn mới dừng lại tu luyện. Hô, lúc này mới tu luyện bao lâu, đều có thể so trước kia tu luyện bán nguyệt tích lũy. Giang giật thấy bên trong một lần, sợ dược lực tiêu hao quá nhanh, không dám quá nhiều dừng lại, bắt đầu ngược lại tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Cái này nhắc lên luyện hắn cũng cảm giác khác biệt, tại cái này linh thần đan tăng phúc dưới, hắn tinh luyện hắc sắc nguyên lực tốc độ cũng tăng nhanh gấp 3, vẻn vẹn chỉ là hơn nửa canh giờ, tự đề luyện ra 6 tia. Thoải mái, tu luyện nhiều năm như vậy, Giang giật chưa bao giờ giờ khác này thống khoái như vậy qua, hắn hết sức chăm chú yên lặng trong tu luyện, liền cơm tối đều không có đi ăn, một mực ngồi xếp bằng tu luyện, hắc sắc nguyên lực không còn tinh luyện hắc sắc nguyên lực, linh thần đan dược lực không còn nuốt linh thần đan. Một mực đến ngày thứ hai tảng sáng thời gian, Giang giật mới đình chỉ tu luyện. Mười cái linh thần đan dùng chín cái, mà hắn, cũng rốt cuộc tu luyện đến chú đỉnh cảnh nhị trọng, nội thị đến trong đan điền nhiều gấp đôi, nhan sắc cũng càng sâu một phần màu lam nguyên lực, Giang giật hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phóng thích nội tâm khoái ý. 7 tuổi bắt đầu tu luyện Giang Thủy Quyết, hắn tu luyện tới 15 tuổi mới chú đỉnh cảnh nhất trọng, giờ phút này chỉ là hao tốn không đến 10 ngày đã đột phá đến chú đỉnh cảnh nhị trọng, cứ việc có đan dược phụ trợ, nhưng cũng đầy đủ để Giang giật kích động không thôi. Trọng yếu nhất chính là, hắn phòng ấn có thể không ngừng phá giải, tốc độ tu luyện có thể không ngừng gia tăng, cái này khiến hắn thấy được hy vọng, có hy vọng nhân sinh mới có thể để cho người tràn ngập ý chí chiến đấu. A, à, sau một lát, chờ hắn bình phục khuấy động tâm tình lại một lần nữa nội thị đan điền lúc, lại đột nhiên phát hiện một tia không đúng. Màu lam nguyên lực nhan sắc có chút biến sâu mà cái này hắc sắc nguyên lực nhan sắc giống như ít đi. Võ giả cảnh giới tăng lên, nguyên lực hội càng một bước cô động, uy lực gia tăng. Đây là đại lục người người đều biết thường thức, hắn thực lực đạt tới chú đỉnh cảnh nhị trọng, màu lam nguyên lực biến ảo cái này rất bình thường, vì sao cái này hắc sắc nguyên lực cũng sẽ hơi biến sắc, vẫn là nhan sắc ít đi. Chẳng lẽ cái này hắc sắc nguyên lực năng lực cũng theo cảnh giới tăng lên lần nữa tăng phúc? Giang giật trầm tư một trận, đem trong đan điền một tia hắc sắc nguyên lực triệu tập ra, vận chuyển tới khóe mắt trong kinh mạch, lại phát hiện cùng trước kia cũng không có khác biệt, thị lực mặc dù giống nhau trở nên kinh khủng nhưng lại cũng không có tiến một bước tăng phúc. Hắc sắc nguyên lực làm sao lại nhan sắc ít đi? Giang giật buồn bực, nhắm mắt lại nội thị đan điền, quan sát còn lại duy nhất một tia hắc sắc nguyên lực, nhưng quan sát thật lâu vẫn là không thu hoạch được gì. Nửa nén hương thời gian về sau, hắn bất đắc dĩ mở to mắt, cũng rất nhanh mặt mũi tràn đầy kinh dị bởi vì hắn phát hiện thế giới này vẫn là như vậy rõ ràng cái này đều nửa nén hương thời gian cái này hắc sắc nguyên lực lại vẫn không có tiêu hao hết xem ra là ta đạt đến chú đỉnh cảnh nhị trọng màu lam nguyên lực ngưng luyện cái này hắc sắc nguyên lực cũng bị ngưng luyện sở dĩ tiêu hao tốc độ trở nên chậm rất nhiều giang giật nhắm mắt lại dò xét đến con mắt phụ cận hắc sắc nguyên lực quả nhiên còn có một tia không có hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ lần nữa một lát sau giang giật trong mắt hắc quang mới lóe lên thị lực dần dần bắt đầu mơ hồ hắc sắc nguyên lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Thử lại lần nữa, Giang giật đem còn lại một tia hắc sắc nguyên lực, lại triệu tập đi trong ánh mắt, lần này thì lực mạnh lên thời gian như cố tăng trưởng thật lâu, không sai biệt lắm có thể kiên trì hơn phân nửa nén hương thời gian. Một tia hơn phân nửa nén hương thời gian, 10 tia không sai biệt lắm có thể kiên trì một canh giờ. Giang giật đã tính toán một chút thời gian lại là vui mừng, mặc dù cao thủ so chiêu, rất nhanh liền có thể phân ra thắng thua, nhưng giống như tao mộ quần chiến, hắn thị lực tăng cường thời gian dài ra vẫn rất có tác dụng nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng giang giật không dám thêm nghiên cứu chế chút nhưng là muốn đi vinh quản sự kia đưa tin đi tây sơn kiểm kê thảo dược hắn đến tinh luyện một chút hắc sắc nguyên lực dự bị tránh cho bị giang như hổ bọn người cắt tu luyện hai canh giờ tinh luyện sáu tia hắc sắc nguyên lực thời gian đã là mặt trời lên cao hắn vội vàng bò lên vội vàng nắm lên hai cái bánh ngô hướng giang ra đông viện quản sự phòng đi đến đang quản sự tình phòng bị vinh quản sự mắng máu chó phun đầy đầu, giang giật bước nhanh đi ra Tây Môn lên Tây Sơn kiểm kê dược thảo, cũng may lần này vẫn là tại Tây Sơn dược điền làm tạp vật, vinh quản sự không có đề cập lệnh bài sự tình. Mà lại bên trên Tây Sơn lúc, dưới núi hộ vệ gia tộc đều biết hắn, ngược lại là không có muốn hắn đưa ra lệnh bài. Hao tốn hơn nửa canh giờ, giang giật đem số 7 dược điền thảo dược kiểm kê hoàn tất, tại hắn đang chuẩn bị hạ sơn về nhà lúc tu luyện, lại nghe được bên trái trong rừng cây nhỏ vang lên một trận thanh âm huyên náo. Ai, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hướng bên trái trong rừng cây nhỏ quét tới, ám đạo chẳng lẽ là Giang như hổ đợi người tới chắn hắn. Xem xét phía dưới, Giang giật trợn tròn mắt, tiểu thụ lâm nhất cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn béo thiếu niên chậm rãi đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là hung quang cùng vẻ chiêu tức, không phải Giang như hổ là ai mà phía sau hắn lại không ngừng toát ra đầu người, lít nha lít nhít, ít nhất có 20 người. Một cái đánh 20 cái. Giang giật nuốt ngụm nước bọt, hắn thực lực đại trướng không sai, hắn có hắc sắc nguyên lực không sai, nhưng đối phương nhiều người như vậy đánh như thế nào mà lại trong nhóm người này ngoại trừ Giang như hổ chú đỉnh cảnh tứ trọng bên ngoài, còn có 5-6 cái chú đỉnh cảnh tam trọng. Nhìn thấy Giang giật sắc mặt đại biến, Giang như hổ ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha, Giang giật, ngươi không phải rất ngông cuồng sao hôm nay không đem ngươi hai chân cắt ngang, ta Giang như hổ danh tự viết ngược lại. chương 19 có dám một trận chiến, Giang giật một mực tinh tường hắn cùng Giang Như Hổ tất có một trận chiến, qua nhiều năm như vậy ân oán hắn nhất định phải tìm Giang Như Hổ thanh toán thoáng cái. Chỉ cần có cơ hội Giang Như Hổ cũng sẽ chủ động tìm hắn, bảo vệ cho hắn tại Giang gia nhị đảng con em bên trong lão đại quyền uy. Tại đêm qua đột phá chú đỉnh cảnh nhị trọng về sau, Giang giật trong lòng không chỉ có không còn e ngại Giang Như Hổ, ngược lại nghênh ngang lên núi, hy vọng Giang Như Hổ sẽ đến chắn hắn, hắn thật ác độc hung ác chút cơn giận. Giờ phút này Giang Như Hổ tới, nhưng hắn nội tâm nhưng không có vẻ hưng phấn, ngược lại mặt mũi tràn đầy cay đắng, ám đạo chính mình quá bất cẩn. 20 người, thực lực thấp nhất đều là chú đỉnh cảnh nhị trọng, giang báo giang tùng bọn người thình lình xuất hiện, nhiều người như vậy coi như hắn có được chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực, sợ là cũng rất khó bình yên vô sự đi xuống Tây Sơn. Chớ nói chi là hắn vừa mới đột phá chú đỉnh cảnh nhị trọng, trong đan điền hắc sắc nguyên lực chỉ có 6 tia. 6 tia hắc sắc nguyên lực có thể làm gì có lẽ hắn có thể trọng thương mấy người, nhưng một khi hắc sắc nguyên lực không còn, hắn chắc chắn sẽ bị thẹn quá thành giận mọi người đánh tàn bạo, vận khí tốt cắt ngang mấy cây xương cốt, vận khí không tốt tại trong hỗn loạn bị đánh chết tươi cũng không phải là không có khả năng. Hắn hiểu rất rõ đám này ăn chơi thiếu ra, một khi vọng động, tuyệt sẽ không để ý hậu quả. Nhưng, hắn có đường lui sao? 20 người thật sớm phân tán ra đến, đem hắn vây vào giữa, trên người mọi người nguyên lực đều lặng yên vận chuyển. Hắn vô luận hướng bên nào trốn đều sẽ bị cuốn lấy, tiếp theo lâm vào vô cùng vô tận trong vây công. Tỉnh táo! tỉnh táo giang giật cóng có chút cung như một con dã thú nhìn chằm chằm giang như hổ dư quang bốn phía liếc nhìn hai tay thời khắc lắng nghe bốn phía sở hữu tiếng động trong đầu điên cuồng chuyển động tìm kiếm phá cục chi pháp hắn tuyệt không thể chết cũng không thể tổn thương nếu không nằm trên giường bán nguyệt phong nguyệt lâu tìm tới cửa tiểu nô tự nguy hiểm sở dĩ hôm nay hắn nhất định phải thắng ít nhất phải lông tóc không hao tổn đi xuống tây sơn làm sao sợ giang như hổ nhìn thấy giang giật khẩn trương đến toàn thân đều căng thẳng trong lòng không hiểu cảm thấy một trận khoái ý, như một đám lão hổ trêu đùa một cái hầu tử thú vị. Hắn trong đan điền nguyên lực lạng yên vận chuyển, một mặt giữ tợn lay động, khí thế hùng hổ chậm rãi hướng giang giật đi đến, quát lớn, sớm biết sợ, cũng đừng đụng đến ta người. Muộn, bất quá, hổ ra ta hôm nay tâm tình tốt tựu cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi theo tất cả chúng ta dưới hông bỏ qua đi, hôm nay chúng ta nên tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Hổ ca, giang báo cùng giang tùng nghe xong cuống lên, bất quá nhìn thấy giang như hổ nhàn nhạt quét tới trong khi liếc mắt không hiểu ý vị hai người lập tức đã hiểu hắc hắc cười không ngừng giang giật theo bọn hắn vượt dưới bò qua thời điểm không phải tốt nhất đánh lén cơ hội sao giang như hổ căn bản là không có dự định buông tha giang giật chỉ là muốn thêm nhục nhã thoáng cái hắn thôi giang giật không nói gì tiếp tục trầm mặc tại giang như hổ không kiên nhẫn chuẩn bị vung tay lên để cho người ta lúc công kích hắn lại đột nhiên mở miệng nói tốt ta bò chỉ hy vọng hổ ca ngươi nói chuyện chắc chắn a à, rất nhiều người nhao nhao liếc nhau lộ ra kinh ngạc chi sắc ở đây hai mươi người có hơn phân nửa đều khi dễ qua giang giật đem giang giật đánh một trận kia là nhẹ có mấy lần đều đánh cho thổ huyết nhưng bọn hắn chưa bao giờ từng thấy giang giật cầu xin tha thứ chớ nói chi là chủ động nhận sợ muốn theo bọn hắn dưới hông bỏ qua giang như hổ không phải ngu xuẩn nếu không cũng sẽ không trở thành đám người này lão đại rồi khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười nhanh chóng cùng một tên chú đỉnh cảnh tam trọng chi thứ con em Giang như ưng liếc nhau, cho hắn hơi liếc mắt ra hiệu, lúc này mới quay đầu cùng Giang giật gật đầu nói, kia là tự nhiên, ta Giang như hổ nhất môn cửu đỉnh, ngươi chỉ cần theo chúng ta dưới hông từng cái bỏ qua, cam đoan về sau thấy chúng ta đường vòng mà đi, ta nên tha cho ngươi một mạng. Như ưng, bày trung bình tấn đi, kia chú đỉnh cảnh giới tam trọng chi thứ con em Giang như ưng lập tức hướng phía trước đi hai bước, ngồi sổ một cái trung bình tấn, khinh bỉ ra mặt đưa tay chỉ dưới hông nói, tới đi chui qua, ha ha ha, xuyên, chui qua, bốn phía lập tức vang lên một mảnh cười vang, toàn bộ hưng phấn nhìn qua giang giật, chờ lấy xem giang giật tiếp nhận dưới hông chi nhục trò hay. Tốt, ta xuyên, giang giật cắn giang quát khẽ một tiếng, nhanh chân hướng giang như ưng đi đến, trên mặt đều là tức giận cùng vẻ khuất nhục, thân thể đều giận đến run không ngừng. Không bằng hắn trên thân không có nửa điểm vận hành nguyên lực dấu hiệu, đi lại cũng lảo đảo, thoạt nhìn không có một tia muốn phản kháng ý tứ. Ha ha, một vài gia tộc con em âm thầm buông lỏng để phòng cười to không ngừng, theo bọn hắn nghĩ giang giật tên phế vật này làm sao dám phản kháng, coi như phản kháng hắn dựa vào cái gì phản kháng bằng hắn chú đỉnh cảnh nhất trọng thực lực sao đối với giang báo cùng giang tùng bị giang giật đả thương sự tình, mọi người nguyên bản tự không tin tưởng, giờ phút này càng là triệt để không tin. Một bước, hai bước, ba bước, giang giật cúi đầu cắn răng, từng bước một hướng giang như ưng đi đến, rời đi hắn ba thước lúc chậm rãi thân thể khom xuống, chuẩn bị quỳ trên mặt đất hướng Giang Như ưng dưới hông bỏ qua đi. Uống, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản ngồi sổ một cái trung bình tấn Giang Như ưng trong mắt hàn quang lóe lên, khụy hai chân xuống thân thể đột một hướng phía trước nhảy tới. Trên đùi phải màu vàng nguyên lực vần quanh mang theo hách hách tiếng gió như một cái xác bén đầu phủ, đối quỷ giang giật phía sau lưng hung hăng đánh xuống. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, phá núi chân, một chút giang ra con em bị hù dọa, đối phó giang giật dạng này tiểu nhân vật, còn cần cao cấp như vậy võ kỹ giang như ưng cái này chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả một kích toàn lực xác định không sẽ sống sống đem giang giật đánh chết có hai cái nhát gan thậm chí nhắm mắt lại tránh cho nhìn thấy máu thịt be bét nội tạng bay tứ tung tràng diện hừ một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang lên giờ phút này bản cúi người giang giật tựa hồ đã sớm liệu đến đột nhiên ngẩng đầu lên một mực dấu ở trong tay áo trên nắm tay màu lam nguyên lực lưu truyền ngạo nghễ không sợ đối với giang như ưng phá không mà đến đầu kia trọng chân đập tới ầm um, giang giác nương theo lấy một đạo tiếng xương gãy một đạo trầm muộn nguyên lực tiếng nổ lóe sáng nguyên lực đụng nhau dẫn tới bốn phía không khí chấn động thổi lên mặt đất bụi mù mê mọi người mắt nhưng giờ khác này tất cả mọi người quên đi nhắm mắt toàn bộ đôi mắt mở tròn vo không dám tin nhìn qua giang như ưng thân thể như giống như diều đứt dây hướng nơi xa bay đi oanh giang như ưng thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất trên đùi phải quần toàn bộ nổ tung tràn đầy tiên huyết trên bàn chân xâm xâm bạch xương mơ hồ có thể thấy được hắn cả khuôn mặt đều bóp méo một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ để hắn ôm đùi phải thét dài không ngớt tình huống như thế nào tất cả mọi người mộng chỉ có giang báo ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ cái kia trời tình huống cùng giang như ưng giống nhau như đúc cũng là một quyền bị giang giật đánh bay giang như hổ ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua ta may mà ta cũng chưa từng hy vọng xa vời ngươi hội dơ cao đánh khẽ một đạo băng lãnh thanh âm đánh thức mọi người giang giật thân thể như mũi tên nhọn từ dưới đất phò tới bay thẳng Giang như hổ mà tới. Bắt giặc trước bắt vua, Giang giật mục đích kỳ thật rất rõ ràng, đã không thể trốn đi đâu được, cái kia chỉ có chiến. Ngày hôm nay muốn bình yên thoát thân, kia chỉ có. Cầm xuống Giang như hổ, sở dĩ ngay từ đầu hắn giả bộ thỏa hiệp, để phần lớn người buông lỏng cảnh giác, sau đó bằng vào hắc sắc nguyên lực tăng phúc cường đại lực lược, một quyền đem Giang như ưng đánh bay. Giờ phút này lại thừa dịp mọi người chấn kinh ngạc bên trong, chuẩn bị nhất cử cầm xuống giang như hổ. Hừ, còn đứng ngây đó làm gì toàn bộ lên cho ta. Giang giật mưu kế không tệ, nhưng hắn tính toán sai một điểm, Giang như hổ gặp Giang giật sông lên, vậy mà không có giận dữ nghênh đón, ngược lại thân thể nhanh chóng lui nhanh, đồng thời hét lớn thúc giục mọi người hướng Giang giật vây công mà đi. Lên, Giang như hổ bên người ba người lập tức bừng tỉnh, cho tới nay bọn hắn quen thuộc nghe theo Giang như hổ mệnh lệnh, giờ phút này cũng không có quá nhiều do dự, nguyên lực điên cuồng vận chuyển hướng Giang giật phóng đi. Nguy rồi, cái này giang như hổ lại kế thừa phụ thân hắn chiến đấu tinh túy, cẩn thận như chuột, âm hiểm như rắn, ai. Chỉ có thể liều mạng, hắc sắc nguyên lực, giang giật âm thầm kêu khổ, hắn vạn vạn không nghĩ tới giang như hổ chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực, lại vẫn cẩn thận như vậy cẩn thận nghĩ đến phụ thân hắn giang vân xà lúc tuổi còn trẻ tự có trúc diệp thanh ngoại hiệu, âm hiểm xảo trá tại thiên võ thành là có tiếng, hắn cũng liền âm thầm bình thường trở lại. Lập tức cũng không có biện pháp khác, vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực tại trong mắt, cắn răng hướng phía trước phóng đi. Mê huyến bộ, hắn hai mắt như điện, gắt gao khóa chặt thành hình quạt hướng hắn lướt đến ba người, căn cứ động tác của đối phương, sớm dự toán ra đối phương muốn ra chiêu thức, muốn công kích quỹ tích cùng tốc độ, trước một bước dẫm lên bộ pháp kỳ dị, hướng bên trái lượn quanh đi. Ừ, bên trái vào tới chính là một tên chú đỉnh cảnh tam trọng con em, hắn vạn vạn không nghĩ tới, giang giật không theo còn lại hai tên chú đỉnh cảnh nhị trọng võ giả bên kia phá vây, lại chủ động hướng hắn vào tới liên tưởng đến vừa rồi giang như ưng bị hắn một quyền đánh bay, nội tâm của hắn có chút bồn chồn theo bản năng bước chân dừng lại. Hiu, ai ngờ giang giật thân thể lóe lên, lại nửa đường chuyển hướng hướng bên phải lao đi, mà bên phải hai người bản nhìn xem giang giật hướng bên trái phóng đi, thân thể đã trải qua rồi chuyển hướng. Hiện Giang giật lại thẳng tắp hướng hai người vào tới lập tức chỉ có thể hốt hoảng vung vẩy nắm đấm, hướng Giang giật đập tới. Triền thi thủ Giang giật hai tay như hai cái dòng biển phân biệt hướng hai người cuốn đi, nhẹ nhõm đem trong hốt khoảng hai người cánh tay cuốn lấy, thân thể hướng bên cạnh nhất chuyển, hai tay thuận thế lôi kéo hai người hướng phía trước phóng đi, chân sau như như độc xả hướng hai người hai chân quét tới. ầm, um, không có ngoài ý muốn, thân thể hai người một cái lảo đảo bổ nhào vào trên mặt đất, mà Giang giật thân thể lần nữa bắn tới, hướng phía trước Giang như hổ phóng đi, trong mắt đều là lạnh ý hét lớn, Giang như hổ, có dám một trận chiến. Xem chiêu, Lưu Tinh Quyền Giang giật nhẹ nhóm qua hai người, lại tựa hồ như quên còn có một người kia chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả bị Giang giật lung lay một thương. Giờ phút này tình mộ lại lập tức thẹn quá hóa giận, nhanh chân hướng Giang giật vào tới, vung lên nắm đấm hung hăng đối sau lưng của hắn đập tới. ầm, um, Giang giật tại thời khắc này vô cùng quỷ dị không có tránh né, thân thể vẫn như cũ hướng phía trước phóng đi. Kia chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả nhẹ nhóm đánh trúng vào hắn phía sau lưng, một cỗ cự lực từ sau cóng vọt tới, hắn thân thể trong nháy mắt bay lên. Ha ha, Giang giật tổ người thực lực này, còn muốn cùng ta chiến. Phía trước Giang như hổ vốn định né tránh, tiếp tục chào hỏi người vây công, thăm dò rõ ràng Giang giật chân thực thực lực lại tính toán sau, giờ phút này lại dừng lại thân thể cười lên ha ha, trong mắt hung quang tăng vọt, trên thân nguyên lực đổ xuống mà ra, hai cái nắm đấm như thiết trị hướng bay tới Giang giật đập tới. Phốc, Giang giật người giữa không chung, thần tình trên mặt nhưng không có nửa điểm bối rối, ngược lại trong mắt ngậm lấy không hiểu ý cười. Tại người con rời đi giang như hổ hai thước khoảng cách thời điểm, hắn đột nhiên mở ra miệng rộng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, phun giang như hổ khắp cả mặt mũi đều là. Rất nhanh, giang giật lạnh đến để giang như hổ toàn thân run lên thanh âm vang lên, giang như hổ, người trúng kế. Hôm nay không cắt ngang người bốn chân, ta giang giật danh tự cũng đổ tới viết. Nguy rồi, giang như hổ bị một ngụm máu tươi phun trúng, con mắt lập tức không mở ra được, nội tâm của hắn trầm xuống, cũng không công kích hai tay khoanh bảo vệ đầu, một bên cuống quyết lui nhanh, một bên cuồng loạn hô to, các ngươi đều là người chết sao còn không mau bên trên đánh cho ta chết giang giật cái này con hoang. Cắt cắt chương 20, hung lệ, nhân thể con mắt là trọng yếu nhất khí quan một trong, trong ánh mắt thần kinh dị thường dày đặc, một khi con mắt thụ thương võ giả chiến lực tuyệt đối giảm bớt đi nhiều, thậm chí hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Huyết dịch là nóng hổi, bình thường đều là tính kiềm, một khi tiến vào trong ánh mắt hội ăn mòn trong ánh mắt thần kinh, làm cho đối phương tạm thời mù, thậm chí phần mắt bị thương. Giang giật sinh sinh tiếp nhận một cái kia chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả một quyền, chỉ vì càng nhanh chóng hơn tiếp cận Giang như hổ, chỉ vì giờ phút này phun hắn một mặt huyết. Hắn đây là một trận đánh cược, dù sao chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả lực lượng đã đạt tới ba mã chi lực, cái kia một quyền không phải mấu chốt lúc tăng tốc một phần, triệt tiêu một chút lực lượng, giờ phút này Giang giật phía sau lưng xương cốt đều đoạn mất. Còn có người khác giữa không chung, nếu Giang như hổ không mạo muội xông lên, vẫn là tiếp tục tránh né, hắn tự phí công nhọc sức. Cơ hội tốt, Giang giật phun ra trong miệng một tia tụ huyết, ở giữa không trung cương ép khống chế thân hình, đan quyền nguyên lực lưu truyền, hướng Giang như hổ đầu đập tới. Tạo nên cơ hội tốt như vậy, hắn còn không biết bắt lấy liền là ngu ngốc rồi. Huyễn ảnh quyền, hắn quát khẽ một tiếng, nắm đấm huyễn hóa ra ba cái quyền ảnh, phân biệt hướng Giang như hổ đầu, vai trái, bụng dưới đập tới. Giang như hổ hai mắt tạm thời mù, trong mắt còn một trận nóng bỏng như liệt hỏa thiêu đốt, nghe xong huyễn ảnh quyền tâm triệt để trầm xuống, vốn còn muốn ngăn cản thoáng cái, giờ phút này chỉ có thể lung tung vung vẩy hai tay ở phía trên một trận đập loạn, bảo vệ đầu. Giang giật trong mắt hắc quang lưu chuyển, Giang như hổ động tác hết thảy có thể thấy rõ ràng, nhẹ nhõm đánh giá ra hắn công kích quỹ tích, dung hợp một tia hắc sắc nguyên lực nắm đấm đánh thẳng một mạch trùng điệp nện ở Giang như hổ trên vai trái. Oanh, Giang như hổ mập mạp thân thể lên tiếng bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào ngoài ba bốn trượng một cái cây nhỏ bên trên, lại bị bắn ngược xuống tới, trên mặt đất lăn lộn vài vòng hưu, Giang giật thân thể cũng lăn xuống trên mặt đất, nhưng hắn lại như một cái là báo đi săn lập tức từ dưới đất bắn lên, hướng Giang như hổ phóng đi. Hắn biết rõ hôm nay muốn bình yên vô sự hạ sơn, chỉ có cầm xuống Giang như hổ uy hiếp mọi người, hắn hắc sắc nguyên lực đã dùng ba tia, một khi hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Hưu, bốn phía mọi người cũng kịp phản ứng, tất cả mọi người điên cuồng hướng bên này vào tới, trong mắt đều là hung quang, lão đại bị đánh lén, bọn hắn sao dám ngồi yên không lý đến nếu là sau đó bị giang như hổ biết rõ cũng không có quả ngon để ăn xà tiên thối giang giật hai chân như một đầu như độc xà phụ bên trên giang như hổ thân thể như bạo phong vũ liên tục không ngừng đá xuống mà lại đá địa phương tất cả đều là giang như hổ tứ chi mỗi một cước cứ việc không có vận chuyển hắc sắc nguyên lực nhưng cũng lực đạo mười phần nương theo lấy một trận tiếng xương vỡ vụn giang như hổ hai cánh tay một cái chân trong nháy mắt bị đá đoạn đau đến trên mặt đất lăn lộn rú thảm giang giật Ngươi dám, giang giật, hôm nay ngươi dám đoạn hổ ca tay chân ngươi nhất định phải chết. Tiểu dã trùng, xem chiêu, đuổi theo mọi người gặp giang giật lại hạ như thế ngoan thủ, nhất thời vừa tức vừa giận, toàn bộ gia tốc lao nhanh, trong tay trên thân nguyên lực vận chuyển, theo ba mặt hướng giang giật công kích mà đi. Hừ, giang giật cười lạnh một tiếng, cũng không lui lại tránh né, trở tay nắm lên giang như hổ còn lại một đầu tốt chân, đem hắn mập mạp thân thể cứ như vậy xoay hướng mọi người quét ngang mà đi. Ai nha, lui, chớ tổn thương hổ ca, tiểu dã trùng, ngươi, ngươi dám dùng hổ ca làm vũ khí. Nhìn thấy giang giật lại vung lên giang như hổ một trận cuồng quét, tất cả mọi người sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng thu hồi công kích cuống quyết lui lại, bọn hắn cái này một công kích sợ là giang giật còn không có thụ thương, giang như hổ liền đã bị nện thành thịt nát. Giang giật, ngươi xong, ngươi nhất định phải chết, ngươi có gan giết ta, nếu không ta thề muốn đem ngươi xé rách thành thịt nát. Giang như hổ hai mắt mù, hai tay cùng một cái chân bị đá đoạn, giờ phút này cảm giác cả người bay lên bị giang giật vung lên xem như một cái gậy gỗ xoay xuống khởi loạn quét đầu còn hai lần theo trên mặt đất sát qua lập tức giận điên lên ngay trước nhiều như vậy tiểu đệ như thế chật vật hắn cái này lão đại còn thế nào làm ầm um, giang giật thần sắc băng lãnh sắc mặt không có một tia biến hóa nghe được giang như hổ lời nói hai tay của hắn đem giang như hổ hung hăng xoay một vòng tròn sau đó trùng điệp nện ở mặt đất không muốn các người hổ ca chết lập tức lùi cho ta sau coi thường lại hét thảm lên Giang như hổ, Giang giật ánh mắt khóa chặt rộng tới mọi người, khóe miệng của hắn giờ phút này còn có tụ huyết, phối hợp cái kia lạnh lùng thần sắc, nhìn có một phen đặc biệt khiếp người chi uy. Giang giật, thả hổ ca, tha cho ngươi một mạng. Đúng, Giang giật lập tức thả hổ ca, nếu không hổ ca xảy ra chuyện, ngươi tuyệt đối một con đường chết. Giang giật mau thả hổ ca, nếu không xảy ra đại sự. Mọi người đâu chịu thối lui ai dám lui ngày sau bị Giang như hổ biết rõ, còn không phải lột ra a à mà lại toàn bộ người nhìn thấy giang như hổ bộ dáng vô cùng thê thảm đều có chút sợ hãi, nhao nhao khuyên bảo, sợ ra đại sự. ầm um, trả lời mọi người chính là giang như hổ thân thể lại bị thật cao vung lên, sau đó trùng điệp hướng mặt đất nện xuống, giang giật khóe miệng đều là tàn cười, tựa hồ không thèm đếm xỉa, lãnh đạm nói, lui không lùi. Mọi người trần chờ, tiến thối khó xử, giang giật hai tay lại là khẽ độc, giang như hổ thân thể giữa không trung lướt qua một đạo mỹ rượu độ cong, lại nặng nặng đập xuống trên mặt đất. Lui không lùi, lui không lùi, lui không lùi, hắn liên tục không ngừng chất vấn lên, mỗi lần hỏi một tiếng tự vung lên giang như hổ thân thể hướng mặt đất thẻ thoáng cái, cái này mấy vòng đập loạn phía dưới, giang như hổ lập tức đầu rơi máu chảy, đầu cũng bị thẻ choáng, tiếng kêu thảm thiết cũng không có, miệng mũi cũng chỉ có nhập khí không có chút giận. Lui, 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 tất cả mọi người bị giang giật hung lệ hù dọa, cũng sợ giang giật nổi điên phía dưới, thật đem giang như hổ cho tươi sống đập chết như thế giang giật khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn cũng sẽ bị gia tộc trọng phạt. Có một người bắt đầu lui, những người còn lại cũng cuống quyết đi theo lui ra phía sau, toàn bộ hoảng sợ nhìn qua mặt mũi tràn đầy giữ tợn giang giật, trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, người này vẫn là cái kia trung thực phế vật giang giật sao làm sao quyết tâm đáng sợ như thế. Hô, đám người lui ra phía sau, giang giật mới thở dài một hơi, hôm nay chấn nhiếp mọi người, hắn tự an toàn, bằng không hắn khó thoát bị mọi người quần ẩu kết cục nhìn qua như một đầu bò sắt sụi lơ trên mặt đất giang như hổ giang giật trong mắt lóe lên một tia khoái ý tại giang ra bị đám người này khi nhục nhiều năm như vậy hôm nay rốt cuộc xem như cầm về một chút lợi tức hắn trầm ngâm một hồi buông xuống giang như hổ chân nhấc chân đối giang như hổ máu thịt be bét đầu dẫm lên đi thân thể tiến tới hạ giọng nói ra giang như hổ người cũng đã biết ta là cảnh giới gì người cũng đã biết ta vì sao có thể một quyền đập bay giang như ưng người cũng đã biết vì sao ta dám như thế đối người nói thật cho người biết đem ta chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, làm cho cả Giang gia đều biết. Ta Giang giật không phải phế vật, các ngươi mới là phế vật. Nói xong Giang giật lần nữa nhấc chân hung hăng đối Giang như hổ còn lại một đầu tốt chân đạp xuống, lại chân sau đột nhiên đem hắn thân thể trùng điệp đạp bay ra ngoài, ánh mắt mới tại mọi người trên thân đảo qua, quát khẽ nói trong vòng nửa canh giờ, cho Giang như hổ trị liệu, bằng không hắn. Hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi tất cả mọi người cho tiểu gia ta nhớ kỹ, về sau nhìn thấy ta nhất định phải đường vòng, ai dám lại khiêu khích ta, Giang như hổ liền là tấm gương của các ngươi. Nói xong Giang giật thân thể tự hướng Tây Sơn phía dưới bắn tới, sở hữu Giang ra con em nhiếp tại Giang giật uy thế, lại không người dám chặn đường, ngược lại rất nhiều người nhìn xem Giang giật bóng lưng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Còn đứng ngây đó làm gì còn không dơ lên ta cùng hổ ca hạ sơn trị liệu, hổ ca chết rồi, chúng ta đều phải chết. Ôi, Giang giật, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mọi người còn đưa mắt nhìn Giang giật rời đi, một đạo nổi giận vô cùng gầm thét vang lên, đúng là ngay từ đầu tụ bị giang giật nện đứt chân giang như ưng. Nhanh, nhanh, trên lưng hổ ca, nhanh đi bẩm báo gia tộc hình đường, bẩm báo đại tổng quản. Đúng, bẩm báo đại tổng quản, bẩm báo hình đường, đem giang giật xử tử. Mọi người thủ hoàng cước loạn nâng lên giang như hổ cùng giang như ưng đi xuống chân núi, tất cả đều lòng đầy căm phẫn kêu gào không ngừng, hận không thể đem giang giật cái này cùng hung cực ác cuồng đồ thiên đao vạn quả mới có thể giải hận. Không, không thể, không thể nói cho cha ta biết không thể nói cho gia tộc đi đến lưng chừng núi giang như hổ rốt cục trì hoãn tới một hơi hắn chật vật mở miệng nói giang giật thực lực tiến bộ nhanh như vậy không thể chờ ta ca trở về ta muốn hắn chết toàn bộ người nhớ kỹ cho ta chuyện hôm nay liền nói cùng mã gia khai chiến giang như hổ thanh âm đứt quãng truyền đến mọi người mặt mũi tràn đầy mê mang cái này giang như hổ chẳng lẽ làm bị thương đầu chính mình cũng bị đánh thành dạng này còn muốn giúp giang giật giấu giếm Đúng, không sai, không thể nói cho gia tộc. Giang như ưng cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại, nghiêm nghị quá to, Giang giật thực lực tiến bộ lớn như thế, nếu là cho gia tộc biết rõ, không những sẽ không trách cứ hắn, ngược lại sẽ coi trọng hắn. Còn nói không chắc chắn ban cho hạch tâm con em thân phận, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể cả một đời bị hắn ức hiếp, thù này cũng không có cách nào báo. Hổ ca nói không sai, việc này chúng ta toàn bộ phải ẩn giấu xuống tới, liền nói cùng mã ra con em khai chiến, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chờ Long Ca theo võ trong điện trở về, lại để cho Long Ca xuất thủ. Làm Giang giật, Long Ca, trong mọi người tâm run lên, âm thầm gật đầu, cái này Long Ca là Giang như hổ thân ca Giang như Long, thực lực ở gia tộc thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ hai, đã đạt tới chú đỉnh cảnh thất trọng, gần nhất cùng đại thiếu gia Giang hận thủy đi võ điện bế quan. Nếu là hắn xuất quan nghe nói Giang như hổ bị đánh thành dạng này, khẳng định hội nổi giận xuất thủ giết chết Giang giật. Giang như ưng con người nhất chuyển, nhanh chóng cùng mọi người bàn giao đối đầu khẩu cung, tránh cho sau khi trở về bị phát hiện sơ hở. Mọi người một bên thấp giọng trò chuyện, một bên nhanh chóng hạ Tây Sơn hướng giang ra đại viện chạy đi. Hô, các loại tất cả mọi người biến mất tại Tây Sơn, giữa sườn núi bên trong mới đi ra khỏi một cái suy nhược thân ảnh, hắn mơ hồ nghe được Giang như ưng lời nói, trên mặt đều là vẻ nhẹ nhàng. Cuối cùng tại Giang như hổ bên tai nói một đoạn văn, quả nhiên có hiệu quả. Giang giật nguyên bản tựu không nghĩ tới đem sự tình làm lớn chuyện, để gia tộc toàn bộ người được biết hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh sự tình, hắn là cố ý nhắc nhở Giang như hổ, việc này không muốn lan truyền ra ngoài. Trong đầu của hắn không hiểu xuất hiện một bộ vô danh công pháp, tu luyện ra hắc sắc nguyên lực, quỷ dị như vậy sự tình hắn căn bản cũng không nghĩ tất cả mọi người biết. Trọng yếu nhất chính là liễu trưởng lão chết, để hắn có loại nhàn nhạt sầu lo, sợ gia tộc liên lụy trọng phạt hắn, một tên luyện đan sư đối với một cái tiểu gia tộc thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Giang như long hừ hừ. Ta thiếu nhất chính là thời gian, giống như Giang Như Long tại võ điện bế quan một hai tháng, đến lúc đó đối đầu ta, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Nghĩ đến hắc sắc nguyên lực có thể nhanh chóng phá giải phong ấn bên trên phù văn, tăng lên tốc độ tu luyện, Giang giật hai mắt sáng lên, nghỉ ngơi một lát nhanh chóng xuống núi. chương 21 Thiên Phú Dị Bẩm Hồi phục vinh quản sự về sau, Giang giật về tới bản thân tiểu viện, để Giang Tiểu Nô đi tìm Xuân Nha tìm hiểu tin tức. Sau nửa canh giờ Giang Tiểu Nô liền trở lại, đạt được Giang Như Hổ đám người tin tức. Giang Như Hổ bị đánh đến không thành nhân dạng dơ lên trở về, gây nên Giang ra một mảnh xôn xao, bất quá nghe nói là mã ra con em ra tay tất cả đều không thèm để ý, ngược lại thầm mắng Giang Như Hổ bọn người phế vật, ném Giang ra mặt. Thiên võ thành cơ ra cầm đầu, phía dưới liền là liễu ra, mã ra, Giang ra, lãnh ra tứ đại gia tộc. Còn lại ngược lại là có chút tiểu gia tộc, tỉ như rực lăng tuyết chỗ rực ra, dương ra các loại, bất quá cùng ngũ đại gia tộc hoàn toàn không thể so sánh. Thần Võ Quốc dùng võ lập quốc, quản lý thành trì toàn bộ đều là cường đại võ giả, thậm chí có vẻ lấy quân công võ tướng sẽ còn trực tiếp ban cho thành nhỏ làm đất phong. Thiên Võ Thành thành chủ Cơ Thiên, liền là tại 14 năm trước Lục Quốc quốc chiến bên trong chiến công trói lọi, được ban cho cho Vũ Lâm Thiên tướng, thủ phong Thiên Võ Thành. Tại Thiên Võ Thành bên trong, cơ gia liền là thổ hoàng đế, không có gia tộc dám trêu chọc cơ gia. Cơ gia con em ngược lại là cũng rất tự hạn chế, rất ít ức hiếp các gia tộc con em còn lại gia tộc thì lại khác vì các gia tộc lợi ích thường xuyên minh tranh ám đấu mấy trăm năm xuống tới tứ đại gia tộc oán hận chất chứa rất sâu gia tộc tử đệ tại thiên võ thành nội đấu ẩu kia càng là chuyện thường ngày thiên tinh đại lục thích võ các gia tộc con em ở trong tộc ẩu đã đều mặc kệ chớ nói chi là ở bên ngoài đánh nhau chỉ cần không ra mạng người hết thảy coi thường ở bên ngoài đánh thắng sẽ còn bị ngợi khen sở dĩ nghe nói giang như hổ là bị mã ra người đánh giang ra gia liền không rảnh để ý đại tổng quản Giang Vân xà ngược lại là nộ khí 10 phần, cứ việc Giang như hổ bị đánh đến hắn đều không nhận ra được, vẫn như cũ hung hăng giận mắng một trận, cũng hạ lệnh để Giang ra chi thứ con em toàn bộ đóng chặt ở nhà, dám lại ra ngoài mất mặt xấu hổ, hết thầy trọng phạt. Giang giật nghe được tin tức về sau, toàn thân buông lỏng, hắn biết rõ ít nhất tại Giang như Long không có theo võ điện ra trước đó, hắn là an toàn. Hắn có thể ung dung tu luyện, không ngừng phá giải phong ấn, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn để cao cảnh giới. Hắc sắc nguyên lực có thể tăng phúc lực lượng gấp 2 nhiều, hắn giờ phút này chú đỉnh cảnh nhị trọng cảnh giới, dung hợp hắc sắc nguyên lực về sau, lực lượng có thể đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng bốn mã chi lực. Phối hợp thị lực tăng cường, hắn tổng hợp chiến lực tuyệt đối có thể so sánh phổ thông chú đỉnh cảnh tứ trọng võ giả. Giang Như Long là chú đỉnh cảnh thất trọng, giống như hắn có thể tại giang Như Long ra võ điện trước đó, đem cảnh giới tăng lên tới chú đỉnh cảnh tam trọng đến tứ trọng, như vậy chưa hẳn không thể cùng hắn đánh một trận. Tu luyện tiếp tục phá giải phong ấn, trời sáng kiểm kê dược điền về sau, lại đi trong thành đi dạo, nhìn xem làm sao kiếm tiền trả nợ. Giang giật trầm ngâm một trận, liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nhanh chóng tinh luyện hắc sắc nguyên lực, phá giải phong ấn. Hắn mỗi ngày có thể phá giải 10 cái phong ấn phù văn tả hiếu, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện, tốc độ tu luyện cũng tại từng bước tăng lên, giờ phút này đều đạt đến ban đầu 78 lần tả hiếu, cứ việc tốc độ này so ra mà nói vẫn như cũ rất chậm, nhưng Giang Giật đã phi thường thỏa mãn ngày thứ hai trời còn chưa sáng giang giật tự tỉnh lại muốn lên tây sơn kiểm kê giang tiểu nô lại nháo muốn đi ra ngoài chế tác bị hắn hung hăng khiển trách một trầu không dám nhiều lời theo tây sơn trở về cùng vinh quản sự phục mệnh về sau giang giật chạy ra khỏi giang ra đại viện bắt đầu ở thành nội đi dạo tìm kiếm kiếm tiền biện pháp truyền một buổi sáng giang giật ủ rũ cúi đầu ngồi tại trong sân rộng một cái ụ đá bên trên hắn căn bản không hiểu làm sao kiếm tiền trừ phi cho người ta đi làm khổ lực nhưng một ngày chỉ có mấy cái tiền đồng hạt cát trong sa mạc A. Khoảng cách cùng phong nguyệt lâu ước định thời hạn một tháng chỉ có thập bát thiên, giang giật giờ phút này trên thân chỉ có 10 lượng bạc, hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng phát hiện ngoại trừ cùng giang ra thẳng thắn, để giang ra xuất tiền bên ngoài, hắn chỉ có tìm cơ thính vũ vay tiền. Giang ra những năm này không chào đón hắn, giang giật trong khung có một cỗ ngạo khí, không muốn dựa vào giang ra. Mà lại bởi vì liễu trưởng lão sự tình, không đến cuối cùng trước mắt, hắn thực sự không muốn để cho giang ra biết rõ hắn có được hắc sắc nguyên lực sự tình tìm cơ thính vũ trong đầu của hắn lại hiển hiện cái kia xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông váy vàng thiếu nữ cũng rất nhanh lắc đầu kia cái gì học viện chiêu sinh sắp đến cơ thính vũ đã cùng giang hận thủy đi võ điện bế quan trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ra đúng rồi võ điện đi trong võ điện làm bồi luyện đi dạng này không chỉ có thể kiếm ta tiền bạc còn nói bất định có thể gặp phải cơ tiểu thư giang giật tim đập thình thịch Đột nhiên đứng lên hướng võ điện nhìn lại. Hắn nhớ tới một sự kiện, hắn thực lực đạt tới chú đỉnh cảnh nhị trọng, hắc sắc nguyên lực cũng ngưng luyện rất nhiều, 10 tia hắc sắc nguyên lực giống như vận chuyển tới trong mắt có thể duy trì một canh giờ. Hắn tại trong võ điện làm bồi luyện, cũng không phải thời khắc ra sân, giống như một ngày chỉ là mấy trận đối luyện, hắc sắc nguyên lực dư xài. Mà lại giang ra chỉ có giang hận thủy cùng giang Như Long tiến vào trong võ điện tu luyện, hắn bồi luyện thời điểm mang theo mặt nạ, hai người không nhất định có thể nhận ra hắn, lại nói hai người thực lực như thế tìm bồi luyện khẳng định cũng tìm kim bài bồi luyện làm sao lại tìm hắn loại này chú đỉnh cảnh nhị trọng võ giả nghĩ đến tự làm giang giật cơm chưa đều không để ý tới ăn đeo lên áo choàng hướng trong võ điện đi đến võ điện bên ngoài còn tại chiêu bồi luyện bất quá người vây xem ít giang giật vừa mới tới gần cửa bên kia cao lớn hắc giáp hộ vệ lập tức nhiệt tình chào hỏi hắn nói ha ha tiểu ca ngươi đã tới dương quản sự thế nhưng là hỏi ngươi mấy lần a à? giang giật ngượng ngùng cười cười cũng không cần cái này hắc giác hộ vệ dẫn đường, trực tiếp tiến vào võ điện hướng phòng luyện công bên kia đi đến. Bạch, 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 Giang giật vừa mới ra phòng luyện công đại điện bên trong, một đám người ánh mắt lập tức quét tới, kia dương quản sự một tấm tràn đầy nếp uốn mặt mo cười nở hoa, thật xa tựu kêu lên, thương lang, ngươi đã tới. Thế nào lưu lại bồi luyện đến chưa a à ta theo một ngày tiền công tính ngươi, mười lượng bạc như thế nào? Giang giật sờ lên cái mũi, gật đầu nói tốt. Dương quản sự vội vàng đem giang giật trước kia mang thương lang mặt nạ cho giang giật, hướng bên cạnh một cái hạ nhân nháy mắt ra dấu, người kia lập tức vội vàng rời đi. Xa xa xa, giang giật vừa mới ở trong đại điện ngồi xếp bằng xuống, trong hành lang rất nhanh vang lên một trận cấp bách tiếng bước chân, một đạo thân ảnh màu đỏ rực xuất hiện, một đôi mắt to một chút tự khóa chặt giang giật, hưng phấn nói ra, Dương quản sự, ta muốn cùng cái kia thương lang bồi luyện đối chiến. Giang giật gãi đầu một cái. Ám đạo vóc người này thịnh vượng cô nàng thích bị hành hạ a Hôm đó công kích hắn như vậy lâu, thế nhưng là liền hắn một mảnh góc áo đều không có đụng phải, dạng này bồi luyện thật sự có ý tứ. Thương Lang, xuất chiến đi." Dương quản sự nhếch miệng cười một tiếng, hướng Giang giật vẫy vẫy tay, cái này rực Lăng Tuyết vốn là hắn thông báo, nếu không làm sao lại tới nhanh như vậy. Đã có người điểm tướng, Giang giật chỉ có thể cười khổ xuất chiến, đi theo rực Lăng Tuyết đi một cái trong phòng luyện công, rất nhanh cửa phòng tựu đóng lại, gian phòng trên vách tường quang mang lấp lánh, hai người nguyên lực đều bị phong ấn. Để Giang Giật kinh ngạc là, kia vóc người nóng bỏng rực tiểu thư sau khi đi vào không có lập tức xuất thủ, ngược lại hướng hắn cảm kích cười một tiếng, ôm quyền hành lễ nói, người gọi thương lang đa tạ người bồi luyện. Hy vọng người hôm nay đồng dạng toàn lực ứng phó, được người tôn trọng cùng cảm kích là rất vui vẻ sự tình, còn lại là cái xinh đẹp tiểu thư. Giang Giật tại Giang ra chưa hề bị đãi ngộ như thế, ngược lại ở bên ngoài nhận lấy cơ gia tiểu thư cùng vị này rực tiểu thư cao quý cách đãi ngộ, tâm tình tự nhiên tốt đẹp, khoát tay nói tiểu thư khách khí, ta nhất định toàn lực ứng phó. Cái này dực tiểu thư thực lực chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng, hôm trước hắn mới chú đỉnh cảnh nhất trọng, bằng vào hắc sắc nguyên lực nàng đều không thể đụng vào chạm đến một mảnh góc áo, hôm nay hắn thực lực đại trướng, tự nhiên không cần nói. Quả nhiên, dược lăng tuyết triển khai công kích về sau, giang giật thân hình bắt đầu phiêu giật đang luyện công trong phòng xoay quanh, vô luận cái này dực tiểu thư làm sao công kích, đều không đụng tới giang giật một mảnh góc áo. Mỗi lần công kích Giang Giật tựa hồ có dự cảm, Dược Lăng Tuyết còn không có ra chiêu hắn đã trải qua rồi tránh né, hai người nguyên lực bị phong ấn, tốc độ công kích vốn là không kém là bao nhiêu, thử hỏi Dược Lăng Tuyết làm sao có thể công kích đến Giang Giật. Uống, nhìn ta đại thành bạo vũ quyền, thương lang ngươi cẩn thận. Chiến đấu thời gian một nén nhang, rực Lăng Tuyết toàn thân mồ hôi đầm đìa, hoàn mỹ đường cong lần nữa lộ rõ, nàng lại không hề hay biết, khẽ kêu một tiếng, song quyền như như mưa to gào thét mà đến, trong chốc lát khắp thiên đều là quyền ảnh, khoảng chừng 10 cái nhiều. a à, cô nàng này tiến bộ rất lớn nha, cái này bảo vũ quyền rõ ràng sau kia một ngày mạnh hơn nhiều. Giang giật âm thầm cảm khái một tiếng, bất quá quyền ảnh bao nhiêu đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng đối phương chân thực quyền thân, coi như đối phương huyễn ra 100 cái quyền ảnh cũng giống như nhau. Giang gia có một môn võ ký gọi huyễn ảnh quyền, trên bản chất cùng cái này bảo vũ quyền không sai biệt lắm, huyễn ảnh quyền giang giật đã cảm mộ đến đại thành trình độ, quyền ảnh so cái này rực lăng tuyết chân thực nhiều, giờ phút này rực lăng tuyết làm sao có thể tổn thương hắn. Hắn đạp trên mê huyễn bộ, không lùi mà tiến tới hướng phía trước vọt lên ba thước khoảng cách, hai đầu gối đột nhiên uốn lượn, thân thể ngửa ra sau, cả người hướng bên trái đằng trước đi vòng quanh, nhẹ nhõm tránh khỏi rực lăng tuyết công kích. Hô hô, không đánh, người quá, không có nguyên lực gia trì, toàn lực sử dụng võ kỹ phi thường tiêu hao thể lực, rực lăng tuyết một vòng bạo vũ quyền ném ra, cả người lập tức mệt mỏi thở hồng hộc, nếu không phải giang giật tại, nàng đều hội đặt mông ngồi dưới đất. Giang giật đứng lên vỗ vỗ áo bào, cười nhạt một cái nói tiểu thư rất lợi hại, bằng chừng ấy tuổi đã là chú đỉnh cảnh tứ trọng, giống như không phải nguyên lực phong ấn, ta một chiêu đều sẽ bị ngươi đánh ngã. Dược lăng tuyết toàn thân áo bào ướt đẫm, giờ phút này từng ngụm từng ngụm thở, có chút hở ra bộ ngực bên trên hạ chập trùng, vô cùng mê người. Nghe được Giang giật, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn thoáng qua Giang giật cười nói, người rất biết cách nói chuyện a, à, đi. Hôm nay đánh thống khoái, trời sáng ta lại tìm ngươi bất quá trời sáng ngươi có thể hay không hoàn thủ khác đừng luôn luôn tránh né như thế không có ý nghĩa ây giang giật ngượng ngùng sờ lên đầu nếu là hắn hoàn thủ cái này rực tiểu thư nguyên lực bị phong ấn sợ là một chiêu liền bị hắn quật ngã bất quá giờ phút này hắn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu nói tốt rực tiểu thư sửa sang lại áo quần một cái sải bước đi ra ngoài giang giật cũng đi theo ra ngoài ngồi ở trong đám người hắn bốn phía quét qua nhưng không có phát hiện dương quản sự dứt khoát cũng mặc kệ, bế quan ngồi xuống khôi phục tiêu hao hắc sắc nguyên lực. Dương quản sự hoàn toàn chính xác không đang luyện công phòng, mà là tại phụ cận một cái bên trong căn phòng nhỏ, hắn không phải một người, bên trong căn phòng nhỏ còn có một cái áo bảo lộng lẫy lão giả tóc trắng, hai người đang tập trung tinh thần quan sát trên vách tường một bức tranh. Hình tượng là lưu động, giống như giang giật cùng rực lăng tuyết nhìn thấy hình tượng, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp. Bởi vì, trên vách tường hình tượng phát ra chính là hai người bọn họ đối chiến tình cảnh, bất quá hình tượng có chút mơ hồ, tựa hồ là dùng một loại nào đó trận pháp thần kỳ, đem hai người đối chiến đi qua giữ lại. Không có đạo lý A, xem tốc độ tiểu tử này thật là chú đỉnh cảnh nhị trọng A, tại sao có thể có như vậy năng lực phản ứng. Dương quản sự một gương mặt mò bên trên đều là không giảng hòa hoang mang, hắn nhìn hình tượng thật lâu vẫn là kinh nghi bất định, cuối cùng hướng lão giả tóc trắng chắp tay nói, phí lão, ngài thấy thế nào? Lão giả tóc trắng vuốt vuốt dâu bạc trắng, mở miệng nói, không cần nhìn, tiểu tử này là chú đỉnh cảnh nhị trọng, bất quá thiên phú dị bẩm, năng lực phản ứng. Dương quản sự, hảo hảo lung lạc bồi dưỡng thoáng cái hắn, đem hắn thực lực tăng lên tới chú đỉnh cảnh tam trọng tứ trọng, hắn tuyệt đối có thể trở thành một tên ưu tú kim bài bồi luyện, thay võ điện liên tục không ngừng kiếm lấy tiền bạc. Chương 22, giao dịch, lão giả tóc trắng, để Dương quản sự rất là hưng phấn lên, hắn không có vội vã ra ngoài, dừng một chút lại nói ra, kia phí lão Muốn hay không đem tiểu tử này mời chào vào trong võ điện. Không cần, phí lão hờ hững đứng dậy đi ra phía ngoài, tại cửa ra vào mới bên mặt giải thích một câu, 15-16 tuổi mới chú đỉnh cảnh nhị trọng, tiểu tử này đã qua tu luyện hoàng kim thời đoạn, đời này tử không lại có đại thành tựu, cứ việc năng lực phản ứng, nhưng cảnh giới tăng lên không được, cũng chỉ có thể là cái phế vật, võ điện. Không dưỡng phế vật, rõ, dương quản sự vội vàng chắp tay cúi người, chờ phí lão sau khi rời đi, hắn mới bước nhanh đi đến vách tường bên cạnh, một cái tay nguyên lực vần quanh đặt tại một khối gạch đá bên trên, tường kia trên vách hình tượng thần kỳ biến mất lại thay đổi thành một mặt tuyết trắng tường đá người tới đi đem thương lang cho ta mời đến dương quản sự ngồi một lát cùng cửa ra vào một gã hộ vệ phân phó nói hộ vệ vội vàng hướng phòng luyện công phương hướng đi đến rất nhanh liền đem đầy mắt nghi ngờ giang giật dẫn vào dương quản sự ngài tìm ta giang giật vừa mới tu luyện một hồi tự bị đánh gãy giờ phút này lại bị đưa đến dạng này một cái bên trong căn phòng nhỏ còn tốt trong này ngồi chính là dương quản sự để hắn có chút an tâm. Dương quản sự vung tay lên để hộ vệ dưới đi, lúc này mới nụ cười chân thành cùng Giang giật nói ra, thương lang, ta cũng không gạt ngươi, khai môn kiến sơn nói, ta đại biểu võ điện muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giang giật thương lang dưới mặt nạ cặp mắt mũi nhọn lé lên, trầm giọng hỏi, giao dịch. Dương quản sự vuốt cằm nói, không sai, võ điện sẽ ở trong hai tháng toàn lực bồi dưỡng ngươi đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, ngươi thì nhất định phải tại cái này làm bồi luyện 5 năm, năm, đương nhiên, Phó điện hội căn cứ thực lực của ngươi, cho đem đối ứng tiền lương, tỷ như thực lực ngươi là ngân bài bồi luyện lúc, một ngày 10 lượng bạc, thực lực đạt tới kim bài bồi luyện lúc, một ngày một hai tử kim. Giang giật đôi mắt co rụt lại, theo bản năng mở miệng hỏi, chỉ là làm bồi luyện không cần cái khác. Tự nhiên, Dương quản sự nhìn ra Giang giật lo lắng, cười nói chúng ta võ điện quan trọng nhất danh dự, làm sự tình cũng tuyệt đối công bằng công chính, nói một không hai, điểm này ngươi yên tâm. Giang giật cúi đầu trầm ngâm, nội tâm nhưng vẫn là kinh nghi bất định, bánh từ trên trời rớt xuống võ giả càng đi về phía sau cảnh giới càng khó tăng lên, cần nguyên lực càng nhiều, trừ phi võ điện cho hắn đầy đủ cao cấp đan dược, nếu không trong hai tháng tuyệt đối không cách nào tăng lên tới chú đỉnh cảnh tứ trọng. Tốn hao như thế món tiền khổng lồ chỉ vì để hắn lưu tại cái này bồi luyện bồi luyện lúc còn tiền lương theo đó mà làm thiên hạ tại sao có thể có tốt như vậy sự tình. Giống như giờ phút này cùng hắn nói giao dịch không phải võ điện quản sự, giang giật tuyệt đối sẽ quay đầu bước đi cho rằng đối phương là thằng điên vấn đề ngay ở chỗ này võ điện làm đại lục hiệu buôn bên trong vua không ngai mấy chục vạn năm từ không có chuyển ra qua bê bối càng chưa bao giờ nghe nói qua võ điện từng có việc ác huống hồ hắn chỉ là một tiểu nhân vật võ điện như thế nào lại trăm phương ngàn kế đối phó hắn hắn trầm mặc thật lâu hỏi lần nữa dương quản sự nếu như ta cùng các ngươi hợp tác phải trang tự đã mất đi thân tự do làm sao lại Dương quản sự nhịn không được cười lên, giải thích nói, thương lang, ngươi chỉ là chuẩn bị làm nên võ điện, ngươi cũng không phải là võ điện người, nói một cách khác ngươi là tại làm công, chúng ta giao tiền công. Trong võ điện còn lại mấy tên kim bài bồi luyện cũng cùng chúng ta có giao dịch, thương lang A. Ngươi đừng đem sự tình nghĩ đến phức tạp như vậy, nói thật với ngươi đi, ta tự coi trọng ngươi bản năng chiến đấu, tốc độ phản ứng, chuẩn bị bồi dưỡng ngươi một phen, để ngươi trở thành đỉnh cấp kim bài bồi luyện, dạng này ngươi có thể thay võ điện kiếm tiền, chỉ đơn giản như vậy. dạng này a à, dương quản sử rộng mở tới nói. giang giật ngược lại nội tâm yên ổn. hắn trầm tư một chút, cuối cùng ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, cắn răng nói tại cái này làm năm năm có thể. bất quá ta có hai cái yêu cầu. dương quản sự tùy ý khoát tay trận lại nói người nói đi, chỉ cần không quá phận đều tốt nói. giang giật nhẹ gật đầu, nhanh chóng nói đến đệ nhất ta không thể cả ngày tại võ điện. đương nhiên nếu có thời gian ta hội tận lực đến võ điện đệ nhị ta cần dự chi tiền lương, phong nguyệt lâu nợ nần, ép tới giang giật hít thở không thông, giờ phút này võ điện đã coi trọng hắn, hắn tự nhiên nghĩ tại cái này trước làm 10 lượng tử kim đi trả nợ. Lần này đến phiên dương quản sự trần chờ sau một lát hắn mới trầm giọng nói ra, điểm thứ nhất có thể, bất quá ta hội theo một ngày ngươi ra sân bồi luyện 4 trận tính toán, chỉ có đánh đủ 4 trận mới có thể tính toán một ngày tiền công. Còn điểm thứ hai, ngươi cần dự chi bao nhiêu tiền lương. Giang giật tinh thần chấn động, vội vàng nói, 10 lượng tử kim. Dương quản sự cười đứng dậy, gật đầu nói, không có vấn đề, bất quá ngươi nhất định phải tại cái này làm đầy 10 ngày sau, ta mới có thể cho ngươi dự chi, ngoài ra còn có vấn đề sao nếu như không có, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. A, Giang giật hồ nghi chừng mắt nhìn, hỏi, không thành vấn đề, chỉ là chúng ta không cần ký kết khế ước loại hình sao. Ha ha, Dương quản sự cười to, ngạo nghế nói ra, không cần vật kia, võ điện sẽ không trái với điều ước, cũng chưa từng sợ. Người khác trái với điều ước, đi, bình đan dược này ngươi cầm trước, ngươi đi đại điện bên trong tu luyện đi. Cái này mấy ngày không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, ta sẽ không để cho ngươi ra sân, ngươi nhiệm vụ chủ yếu liền là tu luyện, mau chóng tăng lên tới chú đỉnh cảnh tứ trọng. Giang giật một tay tiếp nhận dương quản sự ném qua tới bình xứ, mở ra nắp bình xem xét, gặp bên trong đúng là ba cái linh thần đan. Ám đạo võ điện quả nhiên tài đại khí thô, vội vàng chắp tay nói tạ đi ra phía ngoài, tại cửa ra vào lúc hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi nói quản sự. Giống như 5 năm, năm chưa đầy, ta không làm, hoặc là ta có việc muốn tạm thời rời đi, thật là như thế nào? Dương quản sự cười nhạt một cái nói, rất đơn giản, người đây coi là trái với điều ước, theo quy củ phải bồi thường giao gấp trăm lần tài vật, ta tính toán hạ sai không nhiều người phải bồi thường võ điện một vạn lượng tử kim, đương nhiên. Giống như người chết, cái này hiệp ước tự tự động giải trừ. Một vạn lượng, giang giật thân thể co rụt lại đi ra ngoài, ám đạo năm năm này xem như bán mình cho võ điện, cầm võ điện tiền không kiếm sống vậy thì chờ lấy võ điện vô cùng vô tận truy sát, nghĩ đến đại lục ở bên trên mỗi một cái thành trì đều có võ điện phân bộ, giang giật đều có chút không rét mà run. Trở lại đại điện bên trong ngồi xếp bằng xuống, giang giật rất nhanh vừa tối ám hưng phấn lên, bán mình 5 năm chỉ ít thời gian ngắn hắn nguy cơ giải trừ, 10 ngày sau tại cái này dự chi 10 lượng tử kim, đi phong nguyệt lâu chuộc về lệnh bài tự vạn sự thuận lợi. Còn giang như long giang giật đã không để trong lòng, giờ phút này có võ điện cung cấp đan dược, hắn có cường đại lòng tin, trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới không ngừng tăng lên, chỉ cần đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, Giang Như Long không đủ gây sợ. Lặng yên nuốt một viên linh thần đan, Giang giật lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện, dù sao Dương quản sự nói cái này mấy ngày sẽ không để cho hắn ra sân, hắn cũng không sợ hắc sắc nguyên lực tiêu hao. Tại cái này trong võ điện tốc độ tu luyện quả nhiên nhanh gấp 2, đạt tới chú đỉnh cảnh nhị trọng hắc sắc nguyên lực ngưng luyện, tăng phúc dược lực thời gian cũng tăng trưởng đến hơn phân nửa nén hương thời gian, cảm nhận được trong đan điền nước giếng phun ra màu lam nguyên lực giang giật cả người đều hết sức hưng phấn tu luyện tu luyện giang giật cơm chưa cũng chưa ăn không chút nào không cảm thấy đói khát hết sức chăm chú yên lặng trong tu luyện buổi chiều không ngừng có công tử tiểu thư đến tìm kiếm bồi luyện đối chiến dương quản sự quả nhiên không tiếp tục gọi giang giật ra sân một mực tu luyện tới đang lúc hoàng hôn giang giật mới ngừng lại được thấy bên trong thoáng cái trong đan điền nguyên lực trong mắt của hắn đều là lửa nóng chỉ là tu luyện đến chưa hắn tích lũy nguyên lực liền có thể so trước kia một tháng trong võ điện tốc độ tu luyện tăng phúc tăng thêm hắc sắc nguyên lực đan dược còn có bản thân hắn phong ấn phù văn phá giải để hắn tốc độ tu luyện hiện lên hỏa tiễn nhanh chóng tăng trưởng khó trách có tiền thiên tư tuyệt thế công tử tốc độ tu luyện nhanh như vậy người so với người làm người ta tức chết ga giang giật trước kia còn kinh nghi giang hận thủy chỉ so với hắn năm thứ ba đại học tháng tốc độ tu luyện vì sao có thể nhanh như vậy đều đạt tới chú đỉnh cảnh bát trọng lại bình thường trở lại Giang hận thủy thiên tư bản thân cũng không tệ, đan dược chưa từng thiếu, không có chuyện còn tới này võ điện bế bế quan, có các loại tài nguyên tùy ý tiêu xài, tốc độ tu luyện có thể chậm sao. Nhanh trời tối, ngồi một hồi nữa liền về nhà đi, trễ chút tiểu nô lại hội lo lắng. Xuyên thấu qua phía trên cung điện sân vườn, nhìn thấy sắc trời dần dần tối xuống, giang giật cũng không tu luyện, hiếu kỳ bắt đầu dò xét bốn phía, nhìn thấy bốn phía phòng luyện công thỉnh thoảng có công tử tiểu thư ra ra vào vào, nhìn thấy thỉnh thoảng có bồi luyện bị đánh đến thổ huyết bò lên ra, những công tử kia tiểu thư lại lạnh lùng rời đi. Nhìn một hồi, Giang giật hiểu tương đối một chút tình huống, cái này trong võ điện kim bài bồi luyện chỉ có ba người, thực lực tranh lệch không nhiều đều là chú đỉnh cảnh ngũ lục trọng. Ngân bài bồi luyện có bốn năm cái, chú đỉnh cảnh tam tứ trọng tả hữu còn lại tám, chín người tất cả đều là đồng bài bồi luyện. Giờ khắc này ở trong võ điện bế quan công tử tiểu thư ít nhất có hai ba mươi người, mỗi ngày trong nhóm người này hơn phân nửa bộ phận đều sẽ tới cái này đánh lên một hai trận, sở dĩ trong võ điện bồi luyện mới có thể ngắn như vậy thiếu. Đương nhiên, căn cứ giang giật suy đoán trong võ điện bồi luyện không phải chỉ nhiều như vậy, đoán chừng rất nhiều bồi luyện đều là bị người đánh cho trọng thương trở về chữa thương, đám này công tử tiểu thư nhưng từ không đem bồi luyện làm người xem, xuất thủ không có nặng nhẹ. Đợi một hồi, giang giật đang chuẩn bị cùng dương quản sự đi cáo biệt về nhà. Ngoài hành lang đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, Giang giật nhìn lướt qua, vội vàng thân thể co rụt lại ngồi xuống lại. Hắn gặp phải người quen, hơn nữa còn là hai cái. Hành lang bên trên đi tới bốn người, toàn bộ áo bào lộng lẫy, trạng thái khí bất phàm, là ba tên công tử cùng một tên xinh đẹp tiểu thư. Tiểu thư một thân váy vàng váy dài, tịnh lệ như một đóa nở rộ hoa hồng vàng, chính là cơ gia tiểu thư cơ thính vũ, còn bên cạnh ba vị công tử bên trong giang hận thủy thình lình xuất hiện. Ha ha, thính vũ tiểu thư, thực lực ngươi có một không hai toàn bộ hùng, đều đã là chú đỉnh cảnh bắt trọng, đám này bồi luyện không phải đối thủ của ngươi nếu không tại hạ cùng ngươi chiến một trận. Đúng vậy a à, đám này để tiện bồi luyện sao có thể may mắn cùng tiểu thư đối chiến mã mỗ gần nhất cả mộ một loại địa giai võ kỹ, vừa vặn bồi tiểu thư luyện một chút. Hai tên khôi ngô công tử bồi tiếp cơ thính vũ cùng nhau đi tới, hào khí vượt mây tiếng cười to vang vọng đại điện bên trong, giang hận tùy ngược lại là không có mở miệng, không xem qua ánh sáng một mực khóa chặt cơ thính vũ tiểu thư, trong con ngươi đều là cực nóng chú đình cảnh bát trọng vẫn là cơ gia tiểu thư, trưởng quản tụ chân các như thế tuyệt sắc. Khó trách Giang hận thủy cùng hai người này như như con ruồi kề cận. Giang giật âm thầm nghĩ tới, ánh mắt len lén hướng cơ thính vũ nhìn lại, muốn nhìn một chút nàng có phản ứng gì. Ai ngờ, giờ phút này cơ thính vũ mắt quang chính hướng bọn họ đám này bồi luyện quét tới, vừa lúc cùng Giang giật liếc nhau một cái, mà chờ ở Giang giật cuống quýt cúi đầu ẩn tàng thân hình lúc kia cơ tiểu thư lại đột nhiên duỗi ra một cái dễ hành tay không chỉ chỉ lấy giang giật nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị công tử hảo ý, thính vũ tâm lĩnh, dương quản sự, an bài cho ta cái này mang đầu sói mặt nạ bồi luyện đối chiến một trận. chương 23, người thích hợp làm luyện đan sư. Ta, Giang giật sướng sờ, hắn xác định ngày đó tại tụ chân các cái này cơ tiểu thư hẳn không có nhìn thấy mặt của hắn, vậy làm sao liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Dương quản sự cũng là sướng sờ, ba vị công tử nhìn thấy Giang giật mang theo đồng bài mặt nạ càng là đầy mắt kinh ngạc cơ tiểu thư chú đỉnh cảnh bát trọng cùng một cái nho nhỏ đồng bài bồi luyện đối chiến cái gì một đầu ngón tay sợ là liền có thể đâm chết giang giật a à. bất quá ba vì công tử rất nhanh tỉnh ngộ lại cho rằng đây là cơ thính vũ khắp nơi tận lực né tránh bọn hắn cũng không tốt nhiều lời ngượng ngùng đứng tại chỗ thương lang xuất chiến võ điện mặc dù không thuộc vu thành chủ phủ quản nhưng cơ gia tại thiên võ thành là thổ hoàng đế dương quản sự tự nhiên không dám đắc tội cơ thính vũ Giang Giật cũng chỉ có thể cười khổ bước nhanh đi theo Cơ Thính vũ tiến vào một cái trong phòng luyện công. ầm um, cửa phòng ầm um vang đóng lại ba vị công tử đứng một hồi toàn bộ quay người bước nhanh rời đi. Cái này Cơ tiểu thư ba người truy cầu mấy năm luôn luôn không nóng không lạnh ba người sớm đã thành thói quen cũng không dám quá nhiều dây dưa. Trong phòng luyện công Giang Giật lúng túng nhìn qua đối diện vị này đẹp đến nỗi người hít thở không thông cơ ra tiểu thư ánh mắt lấp lóe đều có chút không dám nhìn thẳng còn tốt hắn mang theo mặt nạ, cơ thính vũ không nhìn thấy hắn nóng lên mặt. Cơ thính vũ trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, hiếu kỳ nhìn chằm chằm giang giật xem, thẳng đến thấy giang giật nhịn không được, mới mở miệng nói, dịch công tử, đã lâu không gặp. Quả nhiên, giang giật đắng chát cười cười, hôm đó hắn tại tụ chân các liền là dùng tên giả dịch kiếm. Bất quá bị nhận ra, trong lòng của hắn ngược lại không có như vậy khó chịu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cơ thính vũ hỏi, cơ tiểu thư, ngươi là thế nào nhận ra ta tới hôm đó ngươi cũng không nhìn thấy con mắt của ta a à? đoán cơ thính vũ cười nhạt một tiếng giải thích nói ở bên ngoài ngươi xem ta một chút lập tức tiềm ẩn thân hình ta chỉ là có chút kinh nghi sau khi đi vào xem ngươi cái này hình thể lại để cho ta cảm thấy mơ hồ có ta quen thuộc cuối cùng nhìn thấy giày của ngươi ta mới đoán được giang giật cúi đầu xem xét nhìn thấy chính mình mặc rách dưới giày vải nở nụ cười khổ đây là giang tiểu nô vì hắn may bởi vì hơn nửa năm không đổi phía trên ba cái miếng vá rất là dễ thấy. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn có chút tự diếu thì thào, cơ tiểu thư vẫn là đừng kêu công tử, gọi ta dịch kiếm đi. Người gặp qua mặc như thế rách dưới giày cỏ công tử. Người sai, dịch kiếm, cơ thính vũ lắc đầu nói, ai sinh ra tới tựu nhất định là vương hầu tướng lĩnh chúng ta xuất thân dù ai cũng không cách nào quyết định, nhưng chúng ta vận mệnh có thể chính mình đi chúa tể. Ta tôn xưng ngươi một tiếng công tử, cũng không phải là bởi vì xuất thân của ngươi, thiên võ thành thanh niên tuấn ngạn nhiều vô số kể, người bình thường ta đều chẳng muốn bọn hắn nói chuyện, người có thể hiểu ý của ta không? Thụ giáo, Giang giật đôi mắt sáng lên, cảm kích ôm quyền vái chào nội tâm cũng bị kích thích hào khí ngất trời, cười nói, ngày khác nếu là lăng vân trí, nhất định không quên tiểu thư dạy bảo. a à, nhìn thấy Giang giật mặt nạ đồng xanh hạ chân mày bên trong tinh thần phấn chấn chi sắc, cơ thính vũ giật mình. Nguyên bản nàng chỉ là sợ Giang giật xấu hổ thuận miệng nói ra được Trấn An lời nói, lại không nghĩ rằng giang giật thế mà xúc động to lớn như thế còn tựa như biến thành người khác khí thế trên người lại để cho nàng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc thật giống như phụ thân hắn năm đó thụ phong thiên võ thành thành chủ một khắc này giang giật gặp cơ thính vũ không nói lời nào nhìn chằm chằm hắn thẳng xem một đôi xinh đẹp mắt phượng bên trong đều là mông lung chi sắc lại lúng túng thuận miệng nói ra cơ tiểu thư đã ngươi tìm ta bồi luyện vậy liền đánh một trận đi bất quá mong rằng thủ hạ lưu tình nha đánh một trận Cơ thính vũ lần nữa khẽ giật mình, giang giật chút thực lực ấy lại vẫn chuẩn bị cùng nàng đánh một trận, cứ việc hai người nguyên lực bị phong, nhưng là chênh lệch vẫn còn quá lớn a à, chẳng lẽ lại nàng đứng đấy bất động cho giang giật công kích cho hắn làm bồi luyện. Bất quá giang giật đã mở miệng, nàng cũng không tốt mặt mặt mũi của hắn, mà lại tiến vào phòng luyện công không tùy tiện đối luyện một trận cũng sẽ gây nên người khác hoài nghi. Giang giật có thể mang đến có được đan văn đan dược việc này, cơ thính vũ cũng không muốn người khác biết, thế là lại cười nói, dịch công tử mời buông tay một trận chiến. Giang giật rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, giống như hắn là bồi luyện sao có thể tự mình ra tay, chỉ có thể cười khan nói, tiểu thư mời ra tay, tại hạ toàn lực ứng phó tốt. Vừa rồi lúc tu luyện giang giật chứa đựng hai tia hắc sắc nguyên lực dự bị, giờ phút này có thể chống đỡ một lát thời gian, vừa vặn thử một chút cùng cường giả ở giữa tranh lệch. Tốt, cơ thính vũ cũng không làm kiêu, chân sau một điểm, như một cái hoa hồ điệp nhẹ nhàng tới, một đôi tay như trên không trung gảy dây đàn múa, Huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, để cho người ta một trận nhãn tốn hỗn loạn. Như chuông bạc thanh âm vang lên, Dịch công tử cẩn thận a, à, đây là chúng ta cơ gia nhân gia thượng phẩm võ kỹ Huyễn Linh Tay, tới tốt lắm, hắc sắc nguyên lực, Giang giật thầm quát một tiếng, mắt trái hắc quang lóe lên, trước mắt một đôi nhanh chóng lắc lư tốc độ tay độ lập tức chậm lại, chân hắn bên trên đạp lên mê huyễn bộ, thân hình nhanh chóng hướng bên cạnh tránh thoát đi. A, à, Cơ Thính Vũ bản sợ một chiêu liền đem Giang giật đánh bay, Sở dĩ không dám động dùng toàn lực vẫn chỉ là dùng nhân giai võ kỹ, nào ngờ Giang giật lại nhẹ nhóm tránh thoát đi động tác như hành vân lưu thủy, nhẹ nhàng như thường. Uống, nội tâm của nàng ngạo khí bị khơi dậy, hai chân một điểm, tốc độ tăng tốc mấy phần, lần nữa vận chuyển nguyễn linh tay hướng Giang giật điểm tới. Hưu, để nàng kinh ngạc là, chỉ có chú đỉnh cảnh nhị trọng Giang giật lại vẫn như cũng nhẹ nhóm có thể tránh thoát đi, lần này nàng vẫn là không có đụng chạm lấy Giang giật nửa mảnh góc áo. Tà môn, cái này dịch công tử chẳng lẽ thâm tàng bất lộ, cơ thính vũ âm thầm kinh nghi cũng không tiếp tục bảo tồn thực lực hai chân liên tục điểm tại mặt đất tốc độ như một trận như cuồng phong hướng giang giật lao đi hai tay mười ngón như tải hư không đánh đàn huyễn ra một mảnh tàn ảnh đem giang giật toàn thân đều bao phủ đi vào chú đỉnh cảnh bát trọng quả nhiên cường đại bằng vào lực lượng của thân thể tốc độ liền có thể đạt tới chú đỉnh cảnh tam tứ trọng đi nhìn xem đầy trời tay ảnh giang giật âm thầm cảm khái đáy lòng lại không nguyện ý tại một đại mỹ nữ trước mặt mất mặt hắn biết rõ tốc độ của mình tuyệt đối không sánh bằng cơ thính vũ, dứt khoát cũng không né tránh, ánh mắt gắt gao khóa chặt cơ thính vũ hai tay, não hải nhanh chóng chuyển động, dự toán lấy công kích của đối phương quý thích, một đôi tay như hải tảo hướng phía trước tìm kiếm. ầm, um, giang giật triền ti thủ còn không có bắt lấy cơ thính vũ bàn tay, lại bị đối phương một cái trưởng đao chém trúng, một trận đau nhức truyền đến hai tay của hắn lập tức bị đẩy lui, thân thể cũng bởi vì một cố cự lực chấn động đến liền lùi lại ba bước. Mà cơ thính vũ thân ảnh đã sớm đứng ở nguyên địa, mỉm cười uyển chuyển nhìn qua hắn, cơ tiểu thư thực lực cường đại, tại hạ bội phục. Giang giật đắng chát cười một tiếng, chú đỉnh cảnh bát trọng võ giả chiến lực quả nhiên biêu hãn, giống như không phải nguyên lực bị phong ấn, sợ là hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Cơ thính vũ cười khẽ lắc đầu, trong mắt đẹp dị sắc liên liên, chân thành khen, dịch công tử mới cho thính vũ một kinh hỉ đâu, thính vũ vừa rồi thế nhưng là toàn lực công kích, đừng nói ngươi coi như nơi này kim bài bồi luyện sợ là cũng ngăn không được a ai. đáng tiếc công tử cảnh giới quá thấp nếu không nhất định có một phen đại hành động. Đương nhiên, công tử cũng đừng nhụt chí thế giới này không thiếu có tài nhưng thành đạt muộn hạng người. Cơ thính vũ trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc, giang giật bằng chừng ấy tuổi mới là chú đỉnh cảnh nhị trọng, trừ phi gia tộc siêu lớn dùng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, nếu không đời này thành tựu có hạn. Võ giả càng tu luyện tới đằng sau càng khó khăn, bằng vào đan dược không có khả năng đúc thành một tên cường giả, bình thường gia tộc cũng tiêu hao không nổi, chí ít thiên võ thành bên trong gia tộc không có năng lực này giang giật ngược lại là không có cảm thấy cái gì bản thân nó tựu cảnh giới thấp hắn không chỉ có không hủy oải ngược lại vô cùng chờ mong chờ hắn cảnh giới không ngừng tăng lên tăng lên tới chú đỉnh cảnh tứ trọng ngũ trọng hắn tổng hợp chiến lực nên có bao nhiêu cường đại tốt dịch công tử ta đi về trước cơ thính vũ đứng dậy đi ra phía ngoài đi tới cửa lúc mới quay người nói ra công tử ta còn là cảm thấy ngươi vẫn là đi theo tên kia luyện đan sư học luyện đan thuật tốt kia luyện đan sư rất cường đại về sau tiền đồ cũng vô lượng người đi theo hắn đời này vinh hoa phú quý không lo cơ thính vũ mở cửa phòng đi ra ngoài giang giật lại đầy mắt mê mang để hắn đi theo luyện đan sư học tập luyện đan thuật cùng cái nào luyện đan sư chẳng lẽ là liễu trưởng lão có thể hắn đã chết ga mà lại hắn chỉ là nhất phẩm luyện đan sư có thể cường đại đến đi đâu đâu nghĩ đến một trận giang giật không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ nhiều nữa cùng dương quản sự nói một tiếng đi ra võ điện về tới giang gia cứ việc võ điện sự tình đã xác định nhưng giang giật trời sinh tính ổn trọng mười lượng tử kim không tới tay, không có chuộc về lệnh bài hắn vẫn như cũ không cùng Giang Tiểu Nô lộ ra tại trong võ điện tình huống cụ thể, chỉ là nói cho Tiểu Nô hắn tại trong võ điện làm việc, để nàng không nên lo lắng, cũng không cần ra ngoài chế tác. Giang Tiểu Nô suy nghĩ đơn thuần ngược lại là không nghĩ nhiều, ngược lại thay Giang Giật cao hứng, dù sao võ điện đây chính là đại địa mới, dưới cái nhìn của nàng tại võ điện làm việc, vậy khẳng định là làm đại sự, thật tình không biết Giang Giật ở bên trong làm chính là đê đẳng nhất bồi luyện ngày thứ hai giang giật thật sớm làm xong vinh quản sự lời nhắn nhủ việc phải làm tự lại đi võ điện dương quản sự lần nữa cho ba cái linh thần đan cả ngày ngoại trừ dược lăng tuyết điểm danh muốn giang giật xuất chiến một trận bên ngoài dương tổng quản không có để cho giang giật một lần để hắn chuyên tâm tu luyện dược lăng tuyết lần này để giang giật xuất thủ công kích nàng giang giật không có cách nào vận dụng võ kỹ kết quả dược lăng tuyết rất bi kịch giang giật mỗi lần đều có thể đánh đòn phủ đầu nhẹ nhõm đánh trúng nàng cũng may giang giật mỗi lần đều là chạm đến là thôi nếu không sợ là rực lăng tuyết dễ hỏng thân thể muốn chịu đủ ngược đái rực lăng tuyết bị hành hạ một trận không chỉ có không có nửa điểm nhụt trí ngược lại hưng phấn vô cùng ước định ngày thứ hai tái chiến sau lắc lắc tròn mép nhanh chân rời đi thấy còn lại bồi luyện một trận nhãn nóng rõ ràng rất hâm mộ giang giật diễm phúc giang giật đối rực lăng tuyết ngược lại là không ý nghĩ gì hắn biết rõ chính mình cùng cái này rực ra nhị tiểu thư thân phận tranh lệch thiên địa mà lại hắn cũng minh bạch vì tiểu thư này đối với hắn không ý nghĩ gì, bất quá là thích cùng hắn đối luyện thôi. Còn, cơ thính vũ, Giang giật càng là nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Có miễn phí linh thần đan vô hạn cung ứng, tăng thêm trong võ điện nồng đậm thiên địa linh khí, còn có hắc sắc nguyên lực phụ trợ, Giang giật tu luyện tiến triển cực nhanh, nhanh đến mức để hắn âm thầm líu lưỡi. Bất quá chú đỉnh cảnh nhị trọng đột phá tam trọng cần nguyên lực là ban đầu gấp đôi, hắn nguyên lai dừng lại tại chú đỉnh cảnh nhất trọng cũng có hơn một năm, giờ phút này muốn đột phá chú đỉnh cảnh tam trọng, cho dù có khủng bố như thế tốc độ tu luyện, không có hơn nửa tháng cũng là không thể nào. Về sau mấy ngày, hết thảy gió êm sóng lặng, cơ thính vũ không còn xuất hiện, Giang hận thủy cùng Giang như long cũng không có lộ diệt, Giang giật mỗi ngày tại võ điện cùng Tây Sơn Giang ra đại viện ba cái địa phương xoay quanh, ngoại trừ bồi rực lăng tuyết đối luyện bên ngoài liền là tu luyện, thời gian ngược lại là trôi qua phong phú hài lòng. Thứ 10 ngày, Dương Quản sự y theo ước định cho Giang giật dự chi 10 lượng tử kim, Giang giật cầm tới tử kim về sau, một khắc cũng không ở lại được nữa cùng Dương quản sự xin lỗi một tiếng, vô cùng lo lắng hướng Phong Nguyệt Lâu phóng đi. Bởi vì là vào lúc giữa trưa, Phong Nguyệt Lâu bên trong không có một cái nào khách nhân, Giang giật đi vào Phong Nguyệt Lâu ngược lại là thấy được hôm đó quản sự, ngoại trừ cái này quản sự bên ngoài hắn còn ngoài ý muốn gặp được một người, một cái tại trong võ điện gặp qua hai lần đại gia tộc công tử. Công tử này hắn không biết đạo danh chữ, nhưng hắn biết rõ họ mã, Giờ phút này quản sự chính nịnh nọt cùng hắn thấp giọng nói chuyện, một bộ nô tài bộ dáng, Giang giật chỉ là nhìn thoáng qua liền hiểu phong nguyệt lâu phía sau thế lực lớn, chính là cùng thuộc ngũ đại gia tộc Mã Gia. Phiền toái, Mã Gia cùng Giang Gia là thù truyền kiếp, cái này quản sự biết rõ hắn là Giang Gia con em, Giang giật ám đạo không ổn, lại nhìn thấy kia quản sự đã chú ý tới hắn, chỉ có thể kiên trì hướng bên trong đi đến. chương 24, lấy mạng đổi mạng, thiên võ thành cơ ra phía dưới, vốn là Giang Gia xếp hạng thứ nhất, Mã gia thứ hai, bất quá tại đại trưởng lão Giang Vân Hải sau khi mất tích, Giang gia đã mất đi một tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh, thanh thế lập tức lơn yếu. Mà tại ba năm trước đây mã gia một vị tiểu thư gả cho cơ gia đại thiếu gia cơ giận kiếm về sau, mã gia lập tức thanh thế đại thịnh, trong hai năm qua ẩn ẩn có áp Giang gia một đầu xu thế. Những năm gần đây, Giang gia cùng mã gia con em thường xuyên xung đột, Giang giật tại năm ngoái tự từng gặp Giang Như Long cùng mã gia một vị thiếu gia riêng phần mình mang theo mười mấy tên con em hỗn chiến, còn đem mã ra hai tên con em tươi sống đánh thành hoạt tử nhân, nghe nói giờ phút này còn tê liệt tại giường. Sở dĩ giờ phút này giang giật tâm tình rất là trầm trọng, Phong Nguyệt Lâu đúng là mã ra sản nghiệp hôm nay cũng đừng sai lầm a. À. Phong Nguyệt Lâu quản sự nhìn thấy giang giật tới cửa, cùng an tọa uống trà mã ra công tử cười làm lành hai câu, quay đầu nhìn qua giang giật chiêu tức mở miệng nói, a à thời hạn một tháng còn chưa tới, ngươi liền tới nhà phải trang lộng cú đầy đủ tử kim. Giang giật con mắt nhìn xem quản sự, dư quang lại vụng trộm quan sát cái kia mã gia thiếu gia phản ứng hờ hững nói ra tiền ta mang đến lệnh bài cho ta đi mã gia thiếu gia không hề liếc mắt nhìn giang giật một chút một người bưng chén trà nhàn nhã uống trà tựa hồ giang giật bực này tiểu nhân vật cùng cái này phong nguyệt lâu cô nương đồng dạng thấp hèn không quan trọng gì quản sự tựa hồ cũng không muốn cùng giang giật nhiều lời cùng một gã hộ vệ bàn giao nói đi lấy lệnh bài tới nói quản sự cũng không tiếp tục để ý giang giật quay đầu nịnh nọt cười cùng kia mã ra công tử thấp giọng nói ra, phi thiếu, thời gian còn sớm, nếu không để tiểu phụng tiên hầu hạ hạ ngài cái này tiểu phụng tiên gần nhất thế nhưng là cùng hoa tỷ học được không ít mới việc, cam đoan ngài thoải mái. Mã ra thiếu ra thần sắc không thay đổi, cúi thấp đầu thản nhiên uống một ngụm trà nói, nhìn ngươi nói, ta tới thế nhưng là làm việc, người không biết còn tưởng rằng bản thiếu ra là đến tìm việc vui. Quản sự cười hắc hắc nói, đúng thế, kia là, bất quá thị sát lầu bên trong cô nương đây cũng là chính sự a à ngài nói đúng không? Mã gia thiếu ra cười cười, rất hài lòng vỗ vỗ quản sự bả vai, đứng dậy liền muốn đi lên lầu. Giang giật kéo căng tâm lập tức buông lỏng hơn phân nửa, chờ một gã hộ vệ từ trong phòng lấy ra một viên lệnh bài về sau, hắn tâm hoàn toàn để xuống, từ trong ngực lấy ra 10 mảnh tím kim diệp tử hướng quản sự đưa tới. Quản sự cùng một gã hộ vệ nháy mắt ra dấu, để hắn an bài mã gia thiếu ra lên lầu, lúc này mới tiếp nhận giang giật kim diệp tử, liếc mắt nhìn thuận miệng dậy dỗ tiểu tử lần sau cũng đừng xúc động như vậy, lần này xem như cho các ngươi giang ra mặt mũi. Giang ra, vừa mới đi lên lầu mã ra thiếu ra đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt như điện quét tới, nhìn thấy một gã hộ vệ cầm một tấm lệnh bài bên trên có một cái rồng bay phượng múa giang chứ, lập tức quát khẽ nói, chờ một chút. Không được, giang giật ám đạo không ổn, nhưng cũng không dám mạo muội động thủ cướp đoạt lệnh bài. Bởi vì hộ vệ kia bị cái này mã ra công tử hết một tiếng lập tức thu hồi lệnh bài, hắn xuất thủ không có nắm chắc đoạt lấy lệnh bài, chỉ có thể mặt lạnh lấy hướng mã gia công tử nhìn lại. Mã gia thiếu ra ánh mắt tại gian giật trên thân quét qua, hướng quản sự ngoắc nói, lưu quản sự, cái gì gian ra lệnh bài này là chuyện gì đây? Lưu quản sự lập tức hấp tấp hướng mã gia công tử đi đến, đưa lỗ tai đem hôm đó sự tình giải thích một lần, cuối cùng còn thấp giọng nói ra, mã phi thiếu ra, ngày đó chúng ta người cũng không chút làm bị thương, ta nghĩ đến là gian ra người, chúng ta đây là làm ăn tựu không có đại náo, cũng không có báo cáo gia tộc. Mã phi thiếu ra rất nhanh liền cười lạnh, nhìn chằm chằm giang giật nhìn mấy lần, đột nhiên hừ lạnh nói, hủy đi chúng ta chấn lâu danh họa, đả thương chúng ta người, cứ như vậy đơn giản muốn đem chuyện việc này coi như giang hận thủy tại cái này cũng không thể nào nói nổi a. À. Quả nhiên, giang giật nhìn thấy mã phi sắc mặt liền biết muốn chuyện xấu, ám đạo suối quẩy, hôm nay đi ra ngoài như thế không xem hoàng lịch vừa lúc gặp mã gia hoàn khố thiếu gia cái này mã gia cùng giang gia là thù truyền kiếp mã gia bất luận cái gì một tên hoàn khố thiếu gia gặp phải hôm nay việc này khẳng định đều sẽ xuất thủ có thể quang minh chính đại lạc giang ra gia mặt mũi cơ hội tốt như vậy làm sao lại buông tha cứ việc nội tâm giận dữ không thôi nhưng giang giật vẫn là ép buộc chính mình ngữ khí tận lực tâm bình khí hòa ta vị công tử này hôm đó ta đã cùng vị này quản sự nói xong các ngươi tiền cũng thu Phong Nguyệt lâu lớn như thế một nhà tổng sẽ không nói không giữ lời a à cái này truyền đi thế nhưng là có hại danh dự. Lưu quản sự sắc mặt cứng đờ, làm ăn xác thực giảng cứu cái tín dự, hắn làm Phong Nguyệt lâu quản sự, cũng coi là nhân vật có mặt mũi, bị truyền đi khó xử một thiếu niên luôn luôn không tốt. Chỉ là vị này Mã Phi thiếu gia thế nhưng là trực hệ thiếu gia, phụ thân hắn tại Mã gia quyền thế cực lớn, hắn cũng không dám mạo muội mở miệng đắc tội, chỉ có thể trầm mặc. Tổn hại cái rắm Mã Phi cười lạnh một tiếng, chậm ung dung đi tới đứng tại giang giật trước mặt rũi ra một ngón tay, điểm hắn mặt nói, ngươi thì tính là cái gì thị nữ của ngươi tại nhà ta lầu bên trong chế tác, hư hao đồ vật không nói, ngươi dám ra tay đả thương người việc này coi như nháo đến phủ thành chủ đi chúng ta mã ra cũng không sợ, chỉ là mười lượng tử kim cũng nghĩ đuổi ngươi nghĩ rằng chúng ta mã ra là muốn cơm lệnh bài lấy ra. Phong Nguyệt lâu hộ vệ vội vàng đem lệnh bài đưa cho Mã Phi, Mã Phi nắm lấy trên lệnh bài dây thường dán tại giữa không trung tại giang giật trước mặt lung lay, trêu tức nói ra muốn lệnh bài không có cửa đâu ngươi giang giật tức nổ tung cái này cũng không vẻn vẹn là một tấm lệnh bài mà là tiểu nô mệnh a à. hắn cắn răng cúi đầu xuống đi không ngừng tại nội tâm mặc niệm phải tỉnh táo phải tỉnh táo hôm nay không thể ra tay nếu không sự tình làm lớn chuyện đối tiểu nô không có chỗ tốt một hồi lâu hắn mới bình phục nội tâm xúc động cắn răng ngẩng đầu lên nói người muốn thế nào rất đơn giản mã phi thản nhiên cười một tiếng nhàn nhạt nói ra bồi thường tiền bức hòa kia mười lượng tử kim người đã bồi thường ngươi lại đem đả thương chúng ta lầu hộ vệ tiền thuốc, còn có hủy hoại chúng ta mưa gió lâu danh dự phí bồi thường, lệnh bài này ta lợi mã trả lại ngươi. Giang giật sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, bao nhiêu. Mã Phi đưa tay gõ gõ áo bào, cười nói, không nhiều, ta tính toán dưới, ngươi tùy ý cho cái trăm lượng tử kim, việc này coi như ta cho Giang hận thủy mặt mũi, không cho truy cứu. Lại không đường đi, Giang giật đầu thật sâu thấp, trong tay áo nắm tay chắc chẽ nắm chặt, từng cái từng cái nổi gân xanh, thân thể run nhẹ nhẹ, một cỗ lệ khí chậm rãi phóng xuất ra, tựa như là một cái bị chọc giận dựng thẳng lên lông bồng sư tử. Ha ha, làm sao còn muốn động thủ ngươi đánh ta a? À? Đến a, à, ta tuyệt không hoàn thủ. Mã Phi xem xét giang giật bộ dạng này, không chỉ có không sợ ngược lại cười ha hả Hắn thấy giang giật cái này chú đỉnh cảnh nhị trọng phế vật, giống như dám động thủ hôm nay chỉ có bỏ trở về, không nói phong nguyệt lâu bên trong có bảy tám tên hộ vệ chỉ bằng chú đỉnh cảnh tứ trọng hắn một chiêu liền có thể phế đi hắn lưu quản sự lại là biết rõ giang giật lợi hại hôm đó hắn chỉ là chú đỉnh cảnh nhất trọng đều đem một tên chú đỉnh cảnh tam trọng hộ vệ làm cho bị thương mặc dù không biết giang giật là thế nào ẩn giấu thực lực nhưng hắn rất cẩn thận hướng bốn phía hộ vệ nháy mắt ra giấu thân thể hướng mã gia công tử tới gần hai bước giang giật rất nhanh ngẩng đầu lên lại là một mặt bình tĩnh hắn nhìn qua mã công tử thật sâu hô một hơi nói mã công tử có thể bớt một chút hay không 50 lượng tử kim như thế nào ta chỉ có 50 lượng, người muốn đồng ý ta tựu hai tay dâng lên. Nói giang giật vội vàng hướng trong ngực lấy ra đi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cầu khẩn, quản sự cùng mã công tử còn có mấy tên hộ vệ kia đôi mắt sáng lên, vô ý thức hướng giang giật bỏ tiền tay trái nhìn lại. a à, rất nhanh tất cả mọi người lại là khẽ giật mình, bởi vì giang giật từ trong ngực móc ra chính là một cái dùng giấy bao khỏa đen xì đồ vật, căn bản không phải tử kim, kia lưu quản sự lập tức tỉnh ngộ lại, Quát khẽ nói, phi thiếu cẩn thận. Hừ, đã muộn, xem ta ám khí, vạn độc xuyên tâm phấn. Giang giật hét lớn một tiếng, trong tay nguyên lực quán chú, trên tay tối om om đồ vật trong khoảnh khắc vỡ thành bột phấn. Hắn đưa tay đột nhiên dương lên hướng phía trước lưu quản sự cùng mã công tử cùng hai tên hộ vệ tung ra đi. Lui, lưu quản sự biến sắc, cuống quyết che trở về công tử hướng về sau mặt thối lui, kia hai tên hộ vệ cũng lập tức lui ra phía sau. Còn lại phương hướng hộ vệ thì nổ bắn ra mà đến thậm chí còn có hai tên hộ vệ lấy ra một cái màu đen dao găm chuẩn bị cho giang giật lấy máu muốn chạy trốn giang giật trên mặt một mảnh lãnh ý thân thể như là báo đi săn hướng mã công tử cùng lưu quản sự phóng đi căn bản không sợ đầy trời bột phấn hắn nào có cái gì độc phấn vừa rồi kia tối om om đồ vật là giang tiểu nô chuẩn bị cho hắn thịt khô hôm nay cho cái này mã gia công tử nháo trò hắn đã không có đường lui cũng như tại tây sơn tao mộ giang như hổ không có đường lui hắn chỉ có không lùi giết ra một đường máu hưu, đầy trời màu đen bột phấn dưới, giang giật thân thể như một đầu tấn lang nổ bắn ra mà ra, một đôi trên nắm tay nguyên lực phần quanh, huyễn hóa ra sáu cái quyền ảnh, đem lưu quản sự cùng mã công tử toàn bộ bao phủ đi vào. Huyễn ảnh quyền, đây là giang gia nhân giai thượng phẩm võ kỹ, vũ kỹ này không truy cầu huyễn hóa ra quyền ảnh bao nhiêu, mà là truy cầu mỗi một cái quyền ảnh chân thực độ, để thực lực thấp phó giả căn bản nhìn không ra chân thực quyền ảnh, từ đó nhẹ nhõm đả thương địch thủ. Giang giật ngộ tính kinh người, cái này huyễn ảnh quyền đã sớm đại thành, giờ phút này dùng màu lam nguyên lực dung hợp hắc sắc nguyên lực vận chuyển ra, uy lực tự nhiên kinh người, kia lưu quản sự cảnh giới cùng mã phi đồng dạng đều là chú đỉnh cảnh tứ trọng, căn bản phán đoán không ra chân thực quyền ảnh. Phi thiếu, lui, lưu quản sự quát khẽ một tiếng, hai tay kết một cái cổ quái thủ ấn, song trưởng bên ngoài đột một ngưng tụ ra một cái ngôi sao năm cánh bộ dáng nguyên lực vòng bảo hộ. Hắn song trưởng hướng phía trước liên tục đánh ra, đem hắn phía trước không gian toàn bộ bao phủ đi vào hắn tại giang giật kia gào thét mà đến sáu cái quyền ảnh bên trên cảm nhận được nguy hiểm, mã phi ngay tại sau lưng, hắn không dám làm loạn chỉ có thể trước ngăn cản thoáng cái. Các loại sở hữu hộ vệ vây quanh, giang giật liền không còn cách nào làm bị thương mã công tử. Chỉ cần mã công tử an toàn, bọn hắn liền có thể toàn lực đối phó giang giật. Lý tưởng luôn luôn mỹ hảo, hiện thực cũng rất tàn khốc. Giang giật một cái nắm đấm ẩm vang nện ở lưu quản sự một tay nắm bên trên, một cố cự lực truyền đến, lưu quản sự thân thể đột nhiên bị đẩy lui căn bản là không có cách ngăn cản. Phanh phanh phanh, giang giật xà tiên thối theo sát phía sau mà đến, không ngừng đá vào lưu quản sự trên đùi, lần nữa đem hắn đẩy lui mấy bước, mà giang giật thân thể thì mượn nhờ cái này mấy chân chi lực nhảy lên, thân thể ở giữa không chung thay đổi, đan quyền đối bên cạnh đầy mắt kinh ngạc mã công tử hung hăng đập tới. Cái này giang ra gia thiếu niên lực lượng lại so ta còn muốn lớn hơn một chút, không tốt công tử nguy hiểm. Lưu quản sự một mực thối lui bảy tám bước mới đứng vững thân thể, nhìn thấy giang giật một quyền mang theo không thể ngăn cản trị uy hướng mã phi đầu đập tới bị dọa phát sợ nguyên lực điên cuồng vận chuyển hướng giang giật lần nữa bắn tới giống to giang ra tiểu nhi người dám đả thương ta ra công tử hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bốn phương tám hướng mấy đạo thân ảnh đã vào tới lăng liệt sát cơ khóa chặt hắn giang giật lại mặt không đổi sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm mã phi khóe miệng đều là tàn cười hắn cười to nói ra một trăm lượng tử kim ta không có chỉ có tiện mệnh một đầu bất quá muốn lấy đi ta mệnh, liền lấy, các ngươi công tử mệnh đổi đi, chương 25, nghiền xương thành cho, muốn mạng của ta bằng ngươi cũng xứng, thời khắc mấu chốt, mã phi rốt cục tình ngộ lại, tay run một cái một cái màu xanh đoản kiếm theo hắn trong tay áo trượt xuống, phía trên thanh quang lưu chuyển, rõ ràng là một cái cao cấp thần binh lợi khí. Độc long toàn, hắn chợt quát một tiếng, nguyên lực theo lòng bàn tay vận chuyển mà ra, cái kia thanh màu xanh đoản kiếm lập tức thanh quang đại thịch, hàn ý bức người, hắn biến trưởng thành trảo, cây đoàn kiếm kia lại trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng xoay tròn hướng giang giật nắm đấm đâm thẳng tới lại là bảo khí người này xem ra tại mã gia địa vị không thấp a giang giật âm thầm kinh hãi loại bảo vật này hắn gặp một lần giang hận thủy tại hai năm trước gia tộc hiển lộ qua hắn cũng nhìn qua một chút thư biết rõ thế giới này vũ khí bảo vật theo thấp đến điểm cao là lợi khí bảo khí linh khí thánh khí tứ giai cũng chỉ có bảo khí cấp bậc trở lên thần binh mới có thể quán chú nguyên lực mà một khi bảo khí quán chú nguyên lực sẽ chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén. Một quyền này của hắn nếu là dám nện xuống, toàn bộ nắm đấm tuyệt đối sẽ biến thành thịt nát. Huyến ảnh quyền, lập tức hắn lập tức biến chiêu, nắm đấm trên không trung hơi biến hóa, hóa thành ba đạo quyền ảnh hướng mã phi đập tới. a à, tiểu tử này thật nhanh tốc độ phản ứng, đây là chú đỉnh cảnh nhị trọng sao. Nhìn thấy giang giật nắm đấm thoáng cái biến thành ba cái, mã phi có chút luống cuống, nhưng như thế trước mắt hắn còn thế nào biến chiêu chỉ có thể cắn răng khống chế cái kia thanh xoay tròn màu xanh đoản kiếm tiếp tục hướng giang giật ngực đâm tới giang giật quyền này nếu là dám nện xuống đến lồng ngực của hắn khẳng định cũng sẽ bị xoắn ra một cái lỗ thủng to hưu giang giật nắm đấm không có một tia dừng lại như ba cái như lưu tinh hướng phía trước phá không mà đi bất quá tại kề mã phi bàn tay lúc hắn ba cái nắm đấm đột nhiên biến mất một cái tay như mềm nhũn dòng biển hướng mã phi quấn đi hắn sớm vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi trong mắt mã phi thanh kiếm kia đâm tới tốc độ cùng quỹ tích hắn dự toán đến rõ ràng, đương nhiên sẽ không đần độn hướng hắn nắm đấm đập tới. a, à, sang giật đột nhiên lần nữa biến chiêu, khoảng cách gần như thế mã phi tự nhiên né tránh không được, nhẹ nhõm bị hắn bắt lấy manh khóe. Sang giật tay vừa dùng lực uốn éo, mã phi xương cổ tay lập tức đau xót, đau hừ một tiếng, rốt cuộc khống chế không nổi cái kia thanh màu xanh đoàn kiếm. Hưu, sang giật một cái khác nắm đấm tiến nhanh mà vào, trùng điệp một quyền nện ở mã phi mặt bên trên, đánh cho hắn máu mũi trực phún, thân thể ngửa ra sau kém chút ngã sắp xuống. Giờ phút này Giang giật thân thể cũng rơi xuống đất, một tay tìm tòi nắm lên rơi xuống đất dao găm, như thiểm điện gác ở mã phi trên cổ, quát lạnh nói, không muốn thiếu da của ngươi chết, toàn bộ dừng tay. Suy suy, lưu quản sự thân thể đã cách Giang giật hai thước khoảng cách, bên cạnh hai bên hộ vệ cũng sẽ đánh chúng Giang giật. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người lập tức dừng lại thân thể, còn nhanh nhanh lui lại một bước. Cái này mã phi tại mã gia địa vị tôn vinh, Mã Phi chết một lần, bọn hắn toàn bộ người đều muốn chết, bọn hắn tự nhiên không dám đánh cược. Lưu quản sự đầy mắt hung lệ chi quang, nhìn chằm chằm Giang giật bảo hống, Giang ra tiểu tặc, lập tức thả thiếu ra nhà ta, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang giật thân thể nhất chuyển, chuyển tới Mã Phi sau lưng chừa tay ghim chặt cổ của hắn, một cái tay khác cầm màu xanh đoản kiếm, nguyên lực quán chú dính sát Mã Phi ngực, chỉ cần có chút dùng sức đoản kiếm này sẽ đâm vào Mã Phi ngực. Ánh mắt của hắn lạnh lùng hướng mọi người quét qua, quát khẽ nói, toàn bộ lui ra phía sau 10 trường. Lui, lưu quản sự cắn răng quát khẽ một tiếng bắt đầu chậm rãi lui lại, còn lại hộ vệ cũng sắc mặt âm trầm không ngừng lui ra phía sau, còn tốt giờ phút này các cô nương còn tại trên lầu, phong nguyệt lâu cũng không có khai trương, nếu không nhất định sẽ gây nên một mảnh rối loạn. Tốt, không tệ, tiểu tử ngươi rất không tệ, vừa rồi suýt nữa bị giang giật đâm chết mã phi bị hù dọa, giờ phút này tình ngộ lại lập tức mặt mũi tràn đầy nổi giận hét lớn, tại một đám hạ nhân trước mặt bị cưỡng ép, Mã Phi trong lòng đừng nói có bao nhiêu bạo nộ rồi. Giang giật không để ý đến Mã Phi, ghim chặt Mã Phi cái tay kia nhanh chóng lóe lên, hóa thành trưởng đao tại Mã Phi một tay nắm hết thảy, Mã Phi bàn tay bị đau trong tay nắm chặt một tấm lệnh bài bị Giang giật bắt lấy. Giang giật nhanh chóng thu hồi lệnh bài, tiếp tục ghim chặt Mã Phi cổ, lúc này mới cười lạnh nói, Mã thiếu ra, cha ngươi không có nói ngươi vũ nhục người khác người vĩnh viễn nhục chi sao ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không tay ta run lên, ngươi liền phải đi gặp Minh Đế. Ha ha ha, Mã Phi đột nhiên cười to lên, chật vật thay đổi cổ, âm tàn nhìn chằm chằm Giang giật nói, gặp Minh đế người dám giết bản thiếu ra cho ngươi một vạn cái lá gan ngươi thử một chút phụ thân ta là Mã Dung, người dám giết ta coi như các ngươi Giang gia gia chủ đều bảo trụ ngươi. Tiểu tạp toái, ta cho ngươi biết, ngươi xong, chuyện hôm nay ta thể tất gấp trăm lần hoàn lại, không đem ngươi biến thành phế nhân ta Mã Phi thể không làm người. Ai, nghe xong Mã Phi thả ra ngoan thoại, Giang giật không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại thật dài thở dài, nhìn xem Mã Phi ánh mắt tựa như nhìn xem một đầu đồ con lợn, hắn lắc đầu khẽ thở dài, các ngươi những này hoàn khố thiếu gia trong đầu đều là phân sao đến tình trạng như thế vẫn không quên uy hiếp ta đều bị bắt lại vẫn dám nói năng lỗ mãng tốt ha. Đã ngươi sớm muộn muốn phế ta, vậy ta không bằng trước phế bỏ ngươi. Chỉ ít về sau bị ngươi phế đi, ta không thiệt thòi có phải hay không? Hưu, Giang giật đoàn kiếm trong tay hung hăng vung lên, sau đó đột nhiên hướng Mã Phi bụng dưới đâm tới, mục tiêu rõ ràng là hắn đan điền vị trí. Không, không muốn, dừng tay, giang ra tiểu tặc, người dám, lưu quản sự cùng mấy tên hộ vệ hoảng sợ kêu to lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thanh màu xanh đoản kiếm chui vào mã phi trong bụng, sau đó tất cả mọi người tựa như nghe được một trái bóng ra vỡ tan thoát hơi thanh âm. Xong, lưu quản sự toàn thân sụi lơ xuống tới, thân thể nhoáng một cái suýt nữa té ngã trên đất, hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này giang ra thiếu niên vậy mà như thế hung ác, mã phi cái này đan điền mỗi lần bị phế đời này nhất định là cái phế vật mà hắn cùng ở đây sở hữu hộ vệ dưới chàng cũng sẽ không quá mỹ diệu a a a một đạo thảm tuyệt luân cũng chính là tiếng thét chói tai rất nhanh vang lên mã phi toàn thân đều run rẩy lên không phải là bởi vì bụng dưới chuyển đến kịch liệt đau nhức mà là bởi vì hoảng sợ cái này giang ra tạp vái dám phế đi hắn lại thật phế đi hắn tiểu nô mối thù của ngươi thiếu gia giúp ngươi báo giang giật nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài hắn giao găm lần nữa nhắm ngay mã phi ngực, toàn lực ghim chặt cổ của hắn để tiếng thét chói tai của hắn im bặt mà dừng, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn qua lưu quản sự, quát lớn ta cùng phong nguyệt lâu ân oán hôm nay như vậy chấm dứt, ngày sau các người mã ra muốn trả thù ta, cứ việc buông tay tới. Quản sự, đem của ta tử kim trả lại cho ta, nếu không thiếu gia của ngươi cũng không phải là một phế nhân, mà là cái người chết. Lưu quản sự bị giang giật hết một tiếng càng luống cuống, vội vàng từ trong ngực lấy ra giang giật cho hắn kim diệp tử đã đánh qua, Giang giật một tay nhanh chóng bắt lấy thu vào trong lòng. Lúc này mới cưỡng ép lấy mã phi từng bước một hướng ngoài cửa lớn đi đến. Tại cửa chính mới một cước đem mã phi đạp đi vào, cầm mã phi bảo khí đoàn kiếm nhanh chân hướng nơi xa chạy như điên. Tiểu tạp vái, chạy đi đâu? Ba tên hộ vệ lập tức giận dữ liền muốn đuổi theo. Lưu quản sự lại quát lớn, truy cái gì? Các người chúc thực lực ấy muốn đi chịu chết? Ba người khẽ giật mình ngượng ngùng lui trở về. Trong bọn họ thực lực tối cường liền là Lưu quản sự hắn đều không phải là gian giật đối thủ bọn hắn đuổi theo cũng vô dụng một đám người lập tức luống cuống tay chân đem mã phi mang tới gian phòng cầm máu chữa thương người tới lập tức đi thông báo gia tộc được rồi các ngươi nhìn kỹ thiếu gia ta tự mình đi mời tội lưu quản sự khuôn mặt như chết cha ruột chờ mã phi thương thế tạm thời áp chế lập tức co cẳng liền muốn ra bên ngoài chạy vừa ra cửa lại nghe được một đạo băng lãnh tới cực điểm thanh âm chờ một chút thiếu gia ngài có cái gì phân phó lưu quản sự vội vàng quay đầu nhìn qua Mã Phi, lại nhìn thấy một đôi âm lãnh đến làm cho người không rét mà run con ngươi. Mã Phi hít vào một hơi thật dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi mới mở miệng nói, việc này đừng lên báo gia tộc, để cho người ta vụng trộm cho ta phụ thân mang theo tin, còn có. Trong vòng 10 ngày, ta muốn lấy được cái này tạp toái hết thảy tin tức, giống như cha không đến các ngươi tất cả mọi người tự sát đi. Rõ, lưu quản sự trầm giọng đáp, trong lòng lại là thở dài một hơi, việc này đã Mã Phi không muốn để cho gia tộc biết rõ, mấy người bọn họ chỉ ít sẽ không bị gia tộc trọng phạt. Cha Giang giật tư liệu cái này mặc dù có chút phiền phức, nhưng Giang ra gia nhiều như vậy hạ nhân, bọn hắn tìm người vẽ ra Giang giật cùng Giang tiểu nô chân dung, bó bạc lớn giải ra vẫn có thể dò thăm. Giang ra gia tạp toái, Mã Phi không tiếp tục để ý lưu quản sự, con mắt oán độc nhìn trần nhà, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, không đem ngươi nghiền xương thành cho, ta Mã Phi thể không làm người giang giật không có đi võ điện mà là một đường lao nhanh về tới giang gia đi vào giang gia đại viện sau hắn kéo căng tâm mới buông lỏng xuống mã ra giang gia con em thường có xung đột năm ngoái giang như long đem mã ra hai tên con em đánh cho tê liệt đối phương cũng không dám tìm tới cửa cuối cùng không giải quyết được gì giờ phút này hắn đã về tới giang gia đại viện vậy dĩ nhiên cũng liền an toàn đại gia tộc ở giữa đều có quy tắc ngầm gia tộc tử đệ ở giữa xung đột có thể tổn thương có thể phế nhưng không phải chết người các gia tộc trọng yếu nhất thiên tài con em cũng tuyệt đối không thể phế. Nếu không sẽ gây nên hai đại gia tộc vạch mặt sống mái với nhau. Sở dĩ giang giật biết rõ giống như hôm nay giết Mã Phi, lưu quản sự cùng mấy tên hộ vệ kia tuyệt đối sẽ bị xử tử, nhưng hắn vẫn là không dám động thủ. Mã Phi nhìn niên kỷ so với hắn còn muốn lớn hơn 2-3 tuổi, vẫn còn chỉ là chú đỉnh cảnh tứ trọng, thiên tư rõ ràng có hạn. Coi như bị hắn phế đi Mã ra cũng sẽ không làm to chuyện, nhiều nhất mã phi lão cha nổi giận như sấm, âm thầm phái người ám sát hắn. Sở dĩ giờ phút này Giang Giật không có lựa chọn đi võ điện, mà là trở về Giang Gia. Trong khoảng thời gian này, nếu là hắn còn dám tại Giang Gia cùng võ điện bên trong vừa đi vừa về hành tẩu, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sống không quá 10 ngày. Hắn trên đường trở về đã hiểu rõ, hắn nhất định phải an bài tốt tất cả mọi chuyện, sau đó ẩn núp mấy tháng, chờ thực lực cường đại có sức tự vệ mới có thể bốn phía hành tẩu. Giang Gia trong đại viện rất an toàn, nhưng hắn cùng võ điện từng có ước định, nhất định phải tại kia làm bồi luyện 5 năm, một khi trái với điều ước hậu quả nhưng so sánh đắc tội mã ra nghiêm trọng nhiều. Lựa chọn duy nhất của hắn, chỉ có an bài tốt giang ra sự tình, sau đó đi trong võ điện ẩn núp mấy tháng, tại trong võ điện mặc dù cũng có mã ra con em, nhưng hắn mang theo mặt nạ, bản thân vẫn là giang ra một vị không đủ nặng nhẹ con em, ai có thể nhận ra hắn. 3 tháng, chỉ cần mã ra trong vòng 3 tháng tìm không thấy ta, ta cảnh giới ít nhất có thể đạt tới chú đỉnh cảnh tứ ngũ trọng phối hợp hắc sắc nguyên lực tổng hợp chiến lược hẳn là đạt tới chú đỉnh cảnh bát cửu trọng đến lúc đó coi như các người phái người đến ám sát ta tự không sợ chẳng lẽ lại bọn hắn sẽ còn không biết xấu hổ phái tử phủ cảnh cường giả xuất thủ giang giật một bên lao nhanh một bên thì thào nhìn xa xa bản thân tiểu viện trên mặt hắn rất nhanh mây mù che phủ trong võ điện tuyệt đối không thể dẫn người đi vào ba tháng hắn làm sao yên tâm để giang tiểu nô cái này nha đầu mốc độc tự tại ra